Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2101, tuyệt diệt nhân tính. Khoảng cách trận pháp các có một khoảng cách lớn một chỗ âm u trong ngõ hẻm. Tiêu cát phàm nộ sắc mặt đỏ lên cực kỳ, trên trán của hắn bạo khởi từng cái từng cái gân xanh, miệng cùng trong lỗ mũi rồn dập thở hồn hền. Cảm thụ trong cơ thể được một nguồn sức mạnh cho phong cấm ở, muốn suốt ba năm không cách nào tăng lên một tia một hào thực lực, đây đối với tiêu cắt phàm tới nói là một loại dần vặt, nhưng hắn căn bản vô pháp tìm lạnh tả long trả thù, đừng nói hắn bây giờ còn không phải tiêu gia gia chủ rồi, coi như là tiêu gia gia chủ cũng không dám tìm lạnh tả long đòi một lời giải thích. Đỡ tiêu cắt phàm liễu ngữ cầm, người giúp tiêu cắt phàm thuận khí, nói ra, phàm ca, người không cần chọc tức thân thể, tiêu vĩnh chiến bọn hắn thực sự quá ghê tởm, bọn hắn quả thực là khinh người quá đáng. Liễu ngữ cầm hoàn toàn là đối tiêu cắt phàm muốn gì được đó rồi, cho nên nàng nói ra cũng là như thế buồn cười. Tiêu vĩnh chiến bọn hắn quá ghê tởm, khinh người quá đáng. Chuyện này quả thật là muốn cho người cười đến rụng răng, cả sự tình hoàn toàn là tiêu cắt phàm đưa tới, là hắn cố ý muốn đem sự tình làm lớn, mượn trận pháp các thủ muốn đem tiêu vĩnh chiến cùng Diệp Thần Phong giải quyết, nhưng kết quả lại tự thực ác quả võng du chi các thần thế kỷ. Tiêu cắt phàm sắc mặt càng ngày càng dữ tợn rồi, hắn không cách nào đem khẩu khí này nuốt xuống, bây giờ thực lực trong vòng 3 năm không cách nào có tăng lên, hơn nữa liền lạnh tả long cũng không có mời đến, thậm chí lạnh tả long cùng ra Phổi sạch quan hệ rồi, trong lòng hắn bị đè nén càng ngày càng nồng nặc, đặc biệt là nghĩ đến trước khi rời đi tiêu vĩnh chiến cái kia như có như không nụ cười. Hắn rốt cục ít hầu khẩu ngòn ngọt, ngọt, một ngụm máu lớn từ trong miệng của hắn phun đi ra, từ nhỏ tiêu vĩnh chiến liền một mực vượt trên hắn một bậc, thẳng đến hắn đem tiêu vĩnh chiến thê tử liễu ngữ cầm chiếm được, lợi dụng liễu ngữ cầm cho tiêu vĩnh chiến dưới. Độc, hắn mới đưa một mực đè lên hắn tiêu vĩnh chiến làm hạ thấp đi, hắn tuyệt đối không cách nào khoan dung tiêu vĩnh chiến lần nữa quật khởi. Liễu ngữ cầm một mặt quan tâm mà hỏi, phàm ca, người không sao chứ? Tiêu cắt phàm lau sạch vết máu ở khóe miệng, hắn nói ra cái kia gọi Diệp Thần Phong đến cùng là lai lịch gì căn cứ điều tra của chúng ta, hắn không phải là một cái nho nhỏ thanh nguyệt tông đệ tử sao? Lạnh tả long thái độ đối chúng ta vì sao lại thay đổi nhanh như vậy? Liễu ngữ cầm nói ra, phàm ca, cái kia gọi diệp thần phong tiểu tử, hắn hay là đã nhận được một loại nào đó viễn cổ trận pháp đồ? Trận pháp các các chủ đối viễn cổ trận pháp đồ si mê vô cùng, tiểu tử này lai lịch chúng ta căn bản không có cái gì tốt cân nhắc được rồi. Chúng ta trả thu tập được một ít tin tức, nói tiểu tử này có thể là từ dưới các loại vị diện địa huyền giới tới, cho nên hắn trên trời huyền giới căn bản sẽ không có bất kỳ căn cơ. Hay là hắn là do vận may run rủi nhận thức triệu tinh đồ, lần này tại triệu tinh đồ dẫn tiến dưới, tiểu tử này lại lấy ra một ít có thể hấp dẫn đến thập đại các chủ vật phẩm, này mới khiến cho lạnh tả long cũng thay đổi thái độ. Dù sao chúng ta liễu ra đã từng đối lạnh tả long ân tình, này lạnh tả long đã sớm gấp 10 lần báo đáp liễu ra rồi, hắn bây giờ muốn cùng liễu gia ta phủi sạch quan hệ. Này ngược lại cũng sẽ không rơi người câu chuyện rồi. Chúng ta hay là trước rời đi Bạch Linh Thành rồi hãy nói. Chúng ta không có mời đến lạnh tả long, chuyện này hẳn là phải như thế nào cho gia tộc giải thích. Tiêu cát phảm ánh mắt âm trầm, không cần gấp như vậy rời đi Bạch Linh Thành, chúng ta lần này chả cũng không phải không thu hoạch được gì. Cái kia ân hồng đạt ta nhất định phải khiến hắn lén lút gia nhập tiêu gia, hắn đối với trận pháp dù sao có phần kiến giải, khiến hắn bố trí một ít trận pháp hẳn là không thành vấn đề. Đến cho chúng ta không có mời đến lạnh tả long sự tình, này chả không đơn giản sao. Chúng ta có thể mang tất cả những thứ này giao cho tiêu vĩnh chiến, chúng ta có thể nói là tiêu vĩnh chiến phá hủy chúng ta mời. Bây giờ tại tiêu gia phần lớn trưởng lão đều đứng ở bên ta được rồi, lần này bên trong gia tộc yếu bố trí một cái trận pháp phi thường trọng yếu, này ngược lại là một cái có thể mạnh mẽ đả kích tiêu vĩnh chiến cơ hội, nói không chắc lần sau tiêu vĩnh chiến trở về tiêu gia, chính là tiêu gia đối với hắn định tội lúc. Cái kia gọi diệp thần phong tiểu tử, liền trước khiến hắn nhảy nhót một quãng thời gian, ta ngược lại muốn xem xem hắn có phải hay không có thể bình an vượt qua thiên huyền thịnh điển. Tại tiêu cát phàm trong lòng kế hoạch hết thảy thời điểm. Bạch Linh thành hương mãn lâu thiên tự số một phòng riêng bên trong thập đại các chủ, Diệp Thần Phong cùng Vân Quang Vinh bọn người ngồi xuống ghế, tại trước mặt bọn họ trên bàn bầy đầy linh tử cùng linh thái. Hương mãn lâu là bạch linh thành bên trong tốt nhất một quán rượu rồi. Tại triệu tinh đồ các loại thập đại các chủ liên tiếp hướng về Diệp Thần Phong nâng chén mời rượu thời điểm. Diệp Thần Phong bên hông đưa tin ngọc bài lấp lánh lên, hắn đem đưa tin ngọc bài nắm trong tay, chỉ thấy đưa tin ngọc bài bên trong truyền đến một đạo triệu bá thanh âm, Thần Phong, Tiểu, tỷ bây giờ tâm tình phi thường không ổn định, người có thể lập tức tới nơi này một chuyến sao. Diệp thần phong vội vàng lợi dụng đưa tin ngọc bài hồi âm nói, triệu bá, có phải hay không các người gặp phải nguy hiểm. Không bao lâu thời gian, triệu bá lại hồi âm, chúng ta đều không có gặp phải nguy hiểm. Chúng ta bây giờ đều làm an toàn, thần phong ngươi đi tới nơi này liền biết rồi. Hay là chỉ có ngươi có thể an ủi tiểu, tỷ, khi biết tiết huyền tình bọn hắn không phải gặp phải nguy hiểm diệp thần phong trong lòng thở phào nhẹ nhõm bất quá lông mày của hắn lại nhíu lại ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người hắn hắn nói ra triệu lão các ngươi chậm rãi hưởng dụng ta có chút chuyện tình yếu đi xử lý một chút cha của ta là hồi sinh đọc đầy đủ thấy triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người yếu đứng lên cùng đi thời điểm diệp thần phong lại nói mọi người không cần theo ta đi một chuyến rồi cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm, chính ta đi là được rồi. Tiết huyền tình chỉ là tâm tình không ổn định, quá nhiều người cùng đi trái lại không đẹp. Tại Diệp Thần Phong dưới sự kiên trì, triệu tinh đồ cùng vân quang vinh đám người chỉ có thể ở lại hương mãn lâu bên trong rồi. Diệp Thần Phong rời đi hương mãn lâu sau, hắn một đường nhanh chóng hướng về Bạch Linh thành cửa thành lao đi. Đang đi ra cửa thành sau. Căn cứ triệu bá từ đưa tin ngọc bài bên trong tin tức chuyển đến, Diệp Thần phong hướng về phía tây đạp không mà đi. Ước chừng sau 30 phút, Diệp Thần phong nhìn thấy một chỗ cực kỳ sơn cốc bí ẩn, căn cứ triệu bá nói tới bọn hắn liền ở trong sơn cốc. Lại đi vào sơn cốc sau đó Diệp Thần Phong nhìn thấy Tần Chu, Triệu Bá cùng Lý Bá. Ba người này nhìn thấy Diệp Thần Phong sau, bọn hắn lập tức tiến lên đón. Bên trong sơn cốc không khí trong lành, trên mặt đất nở rộ nhiều đóa bông hoa tại sơn cốc chính giữa một vệt thân ảnh màu trắng không nhúc nhích đứng đấy này bôi thân ảnh màu trắng là đưa lưng về phía diệp thần phong cho nên hắn không nhìn thấy này lau người bóng trên mặt biểu lộ triệu bá thấp giọng nói thần phong người cuối cùng cũng coi như đến rồi a à hát người tốt nhất khuyên một lời tiểu tỷ đi tại thung lũng này trung gian là lúc trước phu nhân nghĩa địa tại chúng ta trước đó lúc đến nơi này phu nhân mộ bị phá hỏng không còn chút nào, căn cứ dấu vết hư hại, hẳn là mấy ngày gần đây, hơn nữa trên mặt đất còn để lại như thế một cái huy chương. Triệu bá tức giận cầm trong tay huy chương bỏ vào diệp thần phong trước mặt, chỉ thấy ngân bạch sắc huy chương trên có khắc một cái tiết. Chữ, triệu bá cắn răng nghiến lợi cả giận nói, thần phong, này chính là tiết gia độc hữu huy chương, phu nhân mộ nhất định là tiết ra người phá hoại, cái này huy chương là bọn hắn trong lúc vô tình để sót ở nơi này. Trước đó tiết ra nhiều người được Diệp Thần Phong bọn hắn phế ngay lập tức thực lực, tiết ra ghi hận trong lòng cũng là khó tránh khỏi, nhưng này tiết ra dĩ nhiên nắm một cái chết đi người mộ đến chút giận. Tại đại thể hiểu rõ sự tình sau, Diệp Thần Phong hướng về trong sơn cốc giữa thân ảnh màu trắng đi đến. Dựa vào càng gần, Diệp Thần Phong có thể cảm giác được thân ảnh màu trắng thượng tản ra lạnh lẽo càng dày đặc úc này đạo thân ảnh màu trắng hai con trắng nõn bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu, tiên huyết đang không ngừng theo lòng bàn tay của nàng trơn trượt rơi xuống mặt đất. Tại diệp thần phong đi tới này bôi thân ảnh màu trắng bên, hắn nhìn thấy trên mặt đất nguyên bản mộ sau, hắn lửa giận trong lòng cũng bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên bản mộ bia đã sớm là biến thành mảnh vỡ. Mà tiết huyền tình mẫu thân quan tài cũng bị đào lên, trong quan tài tiết huyền tình mẫu thân thi. Thể không có, chỉ còn dư lại đẩy một cái bột màu trắng rồi. Nhất định là tiết ra người trực tiếp dùng sức mạnh để tiết huyền tình mẫu thân thi. Thể hóa thành bột phấn. Liên liên một cái chết đi người đều không buông tha. Đây cũng không phải là đơn giản tuyệt tình rồi, chuyện này quả thật là tuyệt diệt nhân tính. Tiết huyền tình vẫn không có chủ động đi tìm qua tiết ra đây. Mà là tiết ra người một lần lại một lần đến gây sự với tiết huyền tình, cuối cùng tại thực lực bị phế sau đó thật không ngờ độc ác phá hủy tiết huyền tình mộ của mẫu thân địa, thậm chí đem tiết huyền tình mẫu thân thi. Thể cũng làm hỏng, chẳng trách tiết huyền tình hội không kìm chế được nỗi nòng rồi, mẫu thân của nàng trong lòng nàng có vô cùng trọng yếu địa vị, người những năm gần đây kiên trì, chỉ là vì để mẫu thân nàng linh vị bỏ vào tiết ra từ đường, để tiết ra người quỳ gối người mộ của mẫu thân bia trước nhận sai. Trường 2102, ẩn núp quan hệ, tiên huyết không ngừng tại tiết huyền tình lòng bàn tay nhỏ xuống. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trước mặt phá hoại không ra hình thù gì nghĩa địa. Trên mặt là một loại phẫn nộ cùng lạnh lẽo hỗn tạp biểu lộ, một loại thấu xương lạnh giá để đứng ở một bên diệp thần phong cao mày. Tiết huyền tình trong con người vẻ mặt tại hướng tới bình tĩnh, đây là một loại làm không vẻ mặt bình thường, còn tiếp tục như vậy người có thể sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, thậm chí từ đây biến thành một cái chỉ biết là giết người cơ khí. Nồng nặc sát khí ở trên người nàng không ngừng sôi trào, trên người nàng sợi tơ quần áo theo gió nhẹ đong đưa, người không chút nào nhận ra được đứng ở bên cạnh Diệp Thần Phong. Không thể để Tiết Huyền Tình tại loại tâm tình này dưới lan tràn, bằng không sự tình hội vừa ra là không thể ngăn cản, Diệp Thần Phong rỗi ra hai tay đặt tại Tiết Huyền Tình trên bả vai, hai tay lôi kéo để Tiết Huyền Tình đối mặt với hắn. Diệp Thần Phong thanh âm ôn hòa nói, người sao phải khổ vậy chứ? lẽ nào ngươi muốn để mình biến thành được? Thi, đi, thịt sao? Vì tiết ra những người kia đáng giá không? Coi như là mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, người nguyện ý xem cho tới bây giờ ngươi sao? Người mộ của mẫu thân mà được tiết ra phá hủy, mẹ ngươi thi. Thể được tiết ra phá hủy, như vậy ngươi liền đi phá hủy tiết ra mộ tổ, mà không phải ở nơi này để cho mình thống khổ khổ sở, ngươi đã quên chính ngươi cho tới nay giữ vững được sao? đối mặt với diệp thần phong tiết huyền tình người khi nghe đến diệp thần phong lời nói này sau người hướng tới bình tĩnh trong con ngươi nổi lên một tầng gợn sóng người kinh ngạc nhìn diệp thần phong một giây hai giây ba giây tiết huyền tình lệ rơi đầy mặt nước mắt không cầm được từ viền mắt của nàng bên trong lướt xuống người khóc không thành tiếng nói tại sao tại sao phải đối với ta như vậy tại sao phải đối với ta như vậy mẫu thân tuy rằng ta một lần lại một lần đối tiết ra tuyệt vọng kỳ thực tại sâu trong đáy lòng ta hay là chả ôm có một tia căn bản không khả năng thực hiện hy vọng tiết ra tại sao có thể như vậy năm đó đem ta cùng mẫu thân ta đuổi ra khỏi cửa bây giờ lại phá hủy ta mộ của mẫu thân địa phá hủy mẫu thân ta thi thân bọn hắn thật sự đem trong lòng ta hay là ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng đánh nát nhìn xem rơi lệ khuôn mặt tiết uyển tình diệp thần phong đem nàng kéo vào trong lồng ngực Nói ra, thật tốt khóc một hồi đi, không nên lao thẳng đến khổ sở giấu ở trong lòng, lần này Thiên Huyền Thịnh Điển, ta nhất định sẽ làm cho Thanh Nguyệt Tông hiển lộ tài năng, các loại Thiên Huyền Thịnh Điển sau khi kết thúc, chúng ta liền cùng đi đào tiết ra mộ tổ. Tựa ở Diệp Thần Phong trong lồng ngực tiết huyền tình, được Diệp Thần Phong ôm, người có loại thật ấm áp, làm cảm giác an toàn, hốc mắt trong nước mắt dần dần đã ngừng lại. Tại từ Diệp Thần Phong trong lồng ngực sau khi đi ra, Tiết huyền tình trải qua phóng thích. Tâm tình của nàng ổn định không ít, trong tay nàng xuất hiện một cái hộp gỗ, đem mẹ mình thi. Thể bột phấn đựng vào trong hộp gỗ, tại diệp thần phong trợ giúp xuống, một lần nữa ở một bên cho mẫu thân nàng dựng lên một cái mộ. Diệp thần phong cũng tế bái một cái mẫu thân của tiết huyền tình. Quỳ gối một lần nữa điều khắc trước bia mộ tiết huyền tình, nàng nói nói, mẫu thân, người yên tâm, con gái nhất định sẽ đem tất cả những thứ này đều đòi lại, để bài của ngươi vị tiến vào tiết ra từ đường, đây là tại khinh miệt. Nhục ngài, cho nên con gái chuyện này không thể giúp ngươi thực hiện. Nhưng ta nhất định sẽ làm cho tiết ra tất cả mọi người đến ngươi trước bia mộ sám hối nói xin lỗi. Tại sơn cốc đỉnh một chỗ ngóc ngách bên trong, hai bóng người đem khí thế của mình cực hạn thu lại, hai người này chính là Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên rồi, các nàng một mực chú ý Diệp Thần Phong nhất cử nhất động. Tại Diệp Thần Phong rời đi Bạch Linh thành sau, hai người bọn họ lập tức đi theo ra ngoài. Trên người các nàng có ẩn giấu khí thế bí bảo, tại bí bảo ảnh hưởng, Diệp Thần Phong muốn phát hiện hai người bọn họ là phi thường khó khăn, hơn nữa các nàng khoảng cách Diệp Thần Phong có một khoảng cách lớn, lão Bạch cùng lão Hắc cũng không lại trạng thái toàn thịnh dưới, có bí bảo che giấu, các nàng ngược lại là liền lão Bạch cùng lão Hắc đều giấu đi qua. Giang Thải Huyên rất không là vị nói. Không nghĩ tới tiểu tặc này tử vẫn là một kẻ đa tình người. Ngô Lăng Hương cũng đừng uốn éo nói một câu, tiểu tặc này chính là một cái kẻ xấu xa. Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương thân thể dù sao được Diệp Thần Phong xem qua được rồi, hơn nữa tiện nghi của các nàng cũng không có thiếu được Diệp Thần Phong chiếm đi. Tuy rằng hai người bọn họ đối Diệp Thần Phong cũng không có ý tứ, thế nhưng nhìn đến Diệp Thần Phong ôm còn lại nữ nhân, các nàng liền không hiểu có phần không thoải mái giang thải huyên liếc nhìn bên cạnh ngô lăng hương làm sao ngô gia tiên nữ cũng động tình ngô lăng hương không yếu thế chút nào lạnh lẽo nói ra ta xem là giang gia ma nữ mới động tình chứ hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó không hẹn mà cùng quay đầu đi chỗ khác rồi bên trong sơn cốc tại một lần nữa giúp mẫu thân của tiết huyền tình dựng lên một cái mộ diệp thần phong tại nghĩa địa chu vi bố trí một cái ẩn nấp trận pháp sau diệp thần phong cùng tiết huyền tình đám người rời khỏi sơn cốc tiết huyền tình cảm xúc đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi tiết ra khoảng cách bạch linh thành cũng có một khoảng cách căn cứ trước đó tại viêm thiên cốc tay lấy được con đường đồ chỗ kia do tiết ra cùng viêm thiên cốc cộng đồng phát hiện tiểu bí cảnh cũng không phải tại tiết ra phụ cận cũng không phải tại viêm thiên cốc phụ cận tiểu bí kia cảnh vị trí là một cái cực kỳ hoang vu khu vực diệp thần phong hiện tại thật cũng không vội vã đi hướng chỗ kia tiểu bí cảnh diệp thần phong cùng tiết huyền tình đám người một đường trở về bạch linh thành cửa thành thời điểm bọn hắn nhìn thấy vân quang vinh cùng tiêu vĩnh chiến bọn người đứng ở cửa thành chờ diệp thần phong hỏi lão ca các ngươi không phải đang cùng 10 vị các chủ ăn cơm không các ngươi làm sao tới nơi này chờ chúng ta vân ngọc đường cướp mở miệng nói lão tổ cùng người vị các chủ ăn cơm chuyện này quả thật quá dằn vặt người chúng ta liền tìm cớ rời đi trước bất quá Chúng ta vừa vặn đàm luận đã đến lão tổ ngươi yêu cầu thần hồn loại thiên tài địa bảo, 10 vị các chủ hứa hẹn hội đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm. Diệp Thần Phong yêu cầu thiên tài địa bảo sự tình là Vân Quang Vinh trong lúc vô tình nhắc tới, về phần Diệp Thần Phong chính là thất phẩm luyện dược sư, Diệp Thần Phong luyện chế gia nhập thiên đan yếu đi một chuyến thiên thuận Oxson hao sự tình, Vân Quang Vinh bọn hắn thì là không có tiết lộ nửa chữ. Vân Quang Vinh nói ra, lão đệ ta hiện tại liền đi một chuyến thiên thuận Oxen hao đi. Tuy nói ta cùng thiên thuận Oxen hao lão tổ có chút giao tình, thế nhưng lão nhân kia nhưng là rất tinh minh, hắn nhưng là thanh lợi ích xem được vô cùng trọng yếu, chúng ta trước tiên đi một chuyến lại nói. Tại Vân Quang Vinh cùng Diệp Thần Phong đám người hướng về Bạch Linh thành thiên thuận Oxen hao đi đến thời điểm. Hương mãn lâu thiên tự số một trong bao gian, triệu tinh đồ, lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại mười vị phó các chủ, bọn hắn cũng hưởng dùng hết rồi hương mãn lâu mỹ vị rồi triệu tinh đồ nói ra các vị xem ra chúng ta các chủ đúng là phi thường yêu cầu thần hồn loại thiên tài địa bảo lúc trước của ta hồn một căn chính là cho các chủ chúng ta nhất định không thể để các chủ thất vọng ah chúng ta nhất định phải chỉ có thể là thu thập được niên đại cao thần hồn loại thiên tài địa bảo Lạnh tả long cao mày nói lão triệu muốn thu thập rất nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo không phải là một chuyện dễ dàng chúng ta trận pháp các không chút nào cùng những linh thảo này có quan hệ a hát. Triệu tinh đồ cũng ngưng lông mày nói, này ngược lại là một nan để a hát. Bất kể như thế nào, chúng ta đều phải phải đem hết toàn lực. Một bên lương hạ mai người cười nói, các ngươi lẽ nào đã quên thân phận của ta sao? Ta muốn thu thập thần hồn loại thiên tài địa bảo hẳn là cũng không phải là cái gì việc khó. Nghe vậy, triệu tinh đồ đám người con ngươi sáng ngời, lạnh tả long nói ra, thiếu chút nữa đã quên rồi, người nhưng là thiên thuận ốc hao lão giả kia tỷ tỷ. Lương hạ mai chính là trời như ý ốc hao lão tổ tỷ tỷ, này một mối liên hệ người bình thường đều là không biết, coi như là trên trời như ý bên trong phòng đấu giá bộ biết cái tầng quan hệ này người cũng rất ít. Tại rất nhiều người trong mắt thiên thuận ốc hao chỉ có một lão tổ, cái kia chính là lương hạ mai đệ đệ, kỳ thực này lương hạ mai tại về mặt thân phận cũng có thể tính làm là thiên thuận óc hao lão tổ rồi. Triệu tinh đồ cười nói, suýt chút nữa thanh lão lương người thân phận này đã quên, lần này rất nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo nhưng có chỗ sửa rồi, người thân là thiên thuận óc sần hao lão tổ tỷ tỷ, những này thần hồn loại thiên tài địa bảo là cho các chủ, ta nghĩ người cái này lấy tư cách thiên thuận óc sần hao lão tổ tỷ tỷ người, người hẳn là sẽ không thu các chủ một phân tiền chứ. Lương Hạ Mai nói ra, lão triệu, người chả đừng nói như vậy, nếu là đưa cho các chủ, như vậy ta liền làm cái này chủ, từ phía trên như ý hao thu thập được thần hồn loại thiên tài địa bảo, ta bảo đảm là hoàn toàn miễn phí đưa cho các chủ. Triệu tinh đồ gật đầu nói, cái kia việc này không nên chậm chế, chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta đồng thời cùng lão lương ngươi đi một chuyến đi. Không nghĩ tới lương hạ mai cùng thiên thuận Oxen hao còn có tầng này ẩn núp quan hệ tồn tại. Audio điện tử võ tấn bền chương 2103, như vậy đủ chưa? Bạch Linh Thành Thiên Thuận Oxen hao tổng bộ bên trong phòng khách Vân Quang Vinh cùng Thiên Thuận Oxen hao lão tổ có chút giao tình Khi hắn lấy ra Thiên Thuận Oxen hao quý khách lệnh bài sau Đám người bọn họ là thông suốt được thỉnh mời đã đến bên trong phòng đấu giá một chỗ tĩnh nhã phòng khách Chỗ này phòng khách bình thường là không đối ngoại người cởi mở, chỉ có cầm trong tay loại này đặc thù quý khách lệnh bài người hội được an bài tới đây bởi vì loại này đặc thù quý khách lệnh bài là năm đó thiên thuận sần hao lão tổ tự mình đính tạo vân quang vinh cùng diệp thần phong đám người bọn hắn ở phòng khách trên ghế ngồi xuống đem bọn hắn dẫn tới bên trong phòng khách thiên thuận sần hao nhân viên cung kính cho bọn họ phân biệt pha một bình trà không bao lâu sau một đạo sang sảng tiếng cười truyền vào trong phòng khách một tên tiên phong đạo cốt lão giả khóa nhập trong đó, ánh mắt của hắn tập trung vào Vân Vinh thân thượng, cười nói, Vân lão đầu, hôm nay nghĩ như thế nào đến Bạch Linh Thành tìm ta? Phải hay không có những gì chuyện làm ăn muốn tìm ta làm? Vân Quang Vinh cười mắng, lương lão đầu, người vẫn đúng là đừng nói, ta hôm nay chính là đến cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Người lão giả này chính là trời như ý óc sần hao lão tổ lương thần nam rồi, một thân thực lực tại thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ. Vừa nghe đến chuyện làm ăn, hai chữ này, từ lương thần nam trong con người lập tức toát ra một đạo tinh quang. Bán đấu giá 30 viên phổ thông nhập thiên đan sự tình, Diệp thần phong song giao tất cả cho Vân Quang Vinh xử lý, hắn chỉ là tại một bên an tĩnh nhìn xem. Còn nữa Diệp Thần Phong thực lực thực sự chả không cách nào gây nên Lương Thần Nam chú ý đây. Cho nên ở trong mắt hắn, Đoán trừng diệp thần phong cùng nhất khá lộ nhân giáp gần như Lương thần nam tại vân quang vinh cái ghế bên cạnh thượng ngồi xuống Hắn nói ra vân lão đầu người nhưng là biết cách làm người của ta Chúng ta mặc dù có chút giao tình nhưng tại thương nói thương Lỗ vốn cùng không kiếm buôn bán ta nhưng sẽ không đồng ý Vân quang vinh trước đó liền đoán được sẽ là cái kết quả này Nói hiểu rõ một chút lương thần nam chính là một con gà chống sắt muốn từ trên người hắn nhổ lông này còn khó hơn lên trời, bằng không thuận lòng trời Oxen Hao cũng sẽ không phát triển trở thành là trời huyền giới đệ nhất Oxen Hao. Vân Quang Vinh không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, nói ra, lương lão đầu, lần này ngươi nhất định muốn thiếu thu một vài thủ tục phí, trong tay ta đồ vật nhưng là có thể để thiên thuận Oxen Hao danh vọng càng gia tăng hơn. Lương thần Nam hung hăng lắc đầu, nói ra, không được, tuyệt đối không được, vân lão đầu trong tay người hội có vật gì tốt. Ta xem ngươi thuần túy là tới dọa của ta chứ. Bán đấu giá thủ tục phí một phân không thể thiếu. Về phần đối với các ngươi vật đấu giá tuyên truyền, vậy thì yếu xem các ngươi lấy ra là cái gì. Tại Vân Quang Vinh muốn đem nhập thiên đan nói lúc đi ra. Bên trong phòng khách lập tức chào vào 10 bóng người, triệu tinh đồ, lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại 10 vị phó các chủ. Bọn hắn xuất hiện tại bên trong phòng khách, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong cũng đang, bọn hắn không khỏi hơi sướng sờ. Diệp Thần Phong cũng không nghĩ tới nhanh như vậy lại tại thiên thuận Oxen hao gặp phải triệu tinh đồ đám người, hắn đứng lên giải thích một câu, triệu lão, chúng ta là tới nơi này bán đấu giá một ít vật phẩm. Lương Hạ Mai nghe vậy, người ánh mắt như ngừng lại đệ đệ mình Lương Thần Nam trên người. Người phi thường rõ ràng chính mình một đệ đệ gà chống sát tính cách, người chất vấn, thần nam, thủ tục của bọn họ phí toàn bộ cho ta miễn, người nghe rõ ràng sao. Lương thần nam từ nhỏ đã sợ hắn nhất người tỷ tỷ này. Hắn một mặt đau lòng nói tỷ, người đến cùng phải hay không chị ruột của ta a à hát. Người nên còn muốn vì thiên thuận óc sần hao suy tính. Thấy lương hạ mai sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi, lương thần nam vội vàng sửa lời nói, được rồi, được rồi. Lần này tiện nghi vân lão đầu, thủ tục phí ta liền xu không thu, Lương thần nam biết tỷ tỷ của hắn khởi sướng điên đến là phi thường đáng sợ. Vân Quang Vinh cùng Diệp Thần Phong bọn người ở tại biết được lương thần nam dĩ nhiên là lương hạ mai đệ đệ. Trên mặt bọn họ không khỏi đều lộ ra ngạc nhiên, liền ngay cả cùng lương thần nam có chút giao tình Vân Quang Vinh cũng không biết sự kiện này tình. Nếu như sớm biết lương hạ mai là lương thần nam tỷ tỷ, như vậy cũng không cần phiền toái chính mình đi tới thiên thuận Oxen House rồi. Vân Quang Vinh một mặt nhìn có chút hả hê nói ra, lương lão đầu, lúc này cuối cùng cũng coi như tại người con này gà trống sát thượng nhổ xuống mau đến rồi. Vân Quang Vinh tâm tình thập phần không sai, này lương thần nam cái gì cũng tốt, liền duy nhất cực kỳ hẹp hòi, nhận thức lương thần nam lâu như vậy rồi, Vân Quang Vinh chả chưa từng có tại lương thần nam trên người chiếm được qua tiện nghi. Lương thần nam loại này tinh minh tính cách đã sớm thâm nhập hắn trong xương tủy, trong tình huống bình thường là thay đổi không tới. Lương Hạ Mai hoàn toàn không để ý đến Lương Thần Nam biến hóa, người tiếp tục nói Thần Nam, người cho ta lập tức liên hệ thiên huyền giới hết thảy thiên tuận sần hao phân bộ, để cho bọn họ đem phân bộ bên trong thần hồn loại thiên tài địa bảo thu sạch tập lại đây, thu thập tới thần hồn loại thiên tài địa bảo ta muốn đưa người. Lần này Lương Thần Nam là cuống lên, miễn trừ vân quang vinh thủ tục của bọn họ phí này ngược lại là không có gì, nhưng muốn thu thập toàn bộ thiên thuận Oxen hao tồn chữ thần hồn loại thiên tài địa bảo đây cũng không phải là đùa dẫn rồi. Thiên thuận Oxen hao nội tình vẫn là vô cùng thâm hậu, từng cái Oxen hao phân bộ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít quý giá linh thảo, trong đó không thiếu thần hồn loại thiên tài địa bảo. Không đợi lương thần nam mở miệng từ chối, lương hạ mai lần thứ hai nói ra, không chỉ yếu đem toàn bộ thiên thuận thần hồn của Oxen hao loại thiên tài địa bảo thu thập lại đây, Ngươi trả chỉ có thể là đi đến thu được càng nhiều hơn thiên tài địa bảo, những này thần hồn loại thiên tài địa bảo dù sao đều muốn đưa người. Ngoại trừ phải đem hết thầy thiên thuận Oxen hao có thần hồn loại thiên tài địa bảo đưa người. Còn muốn chủ động đi thu thập thần hồn loại thiên tài địa bảo đưa người. E sợ dáng dấp như vậy lấy xuống, thiên thuận Oxen hao hội tổn thất một bút không cách nào tưởng tượng tài phú. Lương thần nam nói ra, tỷ, chuyện này ta không đồng ý, người muốn đem thần hồn loại thiên tài địa bảo đưa cho người nào. Lương Hạ Mai ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Lương Thần Nam thấy thế, hắn nói ra tỷ, người sẽ không là muốn tặng cho tên tiểu tử này chứ. Người có phải hay không được tiểu tử này che mắt. Lương Hạ Mai ánh mắt nghiêm túc, người không cho nghi ngờ nói ra, làm sao. Ta cho người đưa sẽ đưa, người đừng đang ở trong phúc không biết phúc, lập tức nói xin lỗi ta. Lương thần nam trong lòng phiền muộn cực kỳ, hắn làm sao cảm ứng Diệp thần phong cũng chỉ là một cái hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ tiểu tử mà thôi, hắn không biết mình tỉ tỉ được rót cái gì mê. Hồn, súp, thấy lương thần nam không hề bị lay động, lương hạ mai giọng rượu càng tăng thêm mấy phần, hiện tại liền lời của ta đều không nghe. Người biết trong miệng ngươi tên tiểu tử này là ai chăng? Hắn chính là chúng ta trận pháp các bây giờ duy nhất một tên các chủ, mà chúng ta 10 vị các chủ toàn bộ tự hạ cấp một trở thành phó các chủ rồi. Trận pháp các bên trong duy nhất một tên chính các chủ, thân phận này đủ chưa? Lương thần nam lấy vì lỗ tai của chính mình sai lầm, liền ngay cả tiết huyền tình, triệu bá, lý bá cùng tần chu cũng xứng sở rồi, bọn hắn trước đó có thể không ở tràng, diệp thần phong cũng không kịp cùng bọn họ giải thích chuyện này đây. Lương thần nam không dám tin nói ra, tỷ, người không cùng ta đang nói đùa chứ. Lúc này, triệu tinh đồ cao mày, nói ra, chúng ta nào có ở không nói đùa với ngươi. Vị này chính là chúng ta trận pháp các chính các chủ, chúng ta 10 người gộp lại trận pháp trình độ còn chưa đủ cho hắn sách giày đây này. Lạnh tả long cũng không vui nói, dài dòng văn tự làm gì. Lão lương, về sau ngươi cần phải hảo hảo quản giáo ngươi một chút cái này đệ đệ. Còn lại bảy tên phó các chủ, bọn hắn cũng dồn dập bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Lương thần nam, người ít tại trước mặt chúng ta sĩ diện, nếu không phải xem ở tỷ tỷ của ngươi phân thượng, chúng ta mới lười cùng ngươi phí lời, lại dám xưng hô ta đấy các chủ vì tiểu tử. Ngươi quá không đem chúng ta trận pháp các coi là chuyện to tát đi nha. Đúng vậy, những năm này chúng ta trận pháp các cũng không có thiếu cho thiên thuận Oxen hao trợ giúp đi. Ta xem trực tiếp thanh thiên thuận Oxen hao dỡ xuống được. Phải biết này 10 vị các chủ tính khí nhưng là đều là rất cổ quái, bọn hắn cũng sẽ không cho cái gì lương thần nam mặt mũi. Lương Hạ Mai nói ra, người nghe được lời của bọn hắn sao? Đến lúc đó ta nhưng cũng muốn gia nhập đến dỡ xuống auction house sự tình bên trong đi. Nhìn thấy 10 vị các chủ đều thừa nhận Diệp Thần Phong chính là chính các chủ, Lương Thần Nam biết 10 vị các chủ kiêu căng khó thuần tính cách, nhưng trong lòng của hắn vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, một cái hóa thần cảnh tiểu tử, tại trận pháp trình độ thượng dĩ nhiên vượt ra khỏi 10 vị các chủ. Các vị không nên gấp gáp a hát, ta không nói không đồng ý, có thể vì trận pháp các chính các chủ cung cấp một ít trợ giúp, đây là thiên thuận oxen hao việc nghĩa chẳng từ sự tình. Vừa nói, lương thần nam trong lòng một bên đang chảy máu a hát. Lúc này bọn hắn thiên thuận oxen hao yếu đại xuất huyết, có thể phải mấy chục năm mới có thể khôi phục nguyên khí rồi chương 2104, có thể khôi phục tới trình độ nào? Tiết huyền tinh, triệu bá, lý bá cùng tần chu khi biết diệp thần phong này thân phận mới sau. Bọn họ là chậm chạp không cách nào từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tiết huyền tinh bọn hắn mặc dù biết diệp thần phong trận pháp trình độ. Thế nhưng trực tiếp trở thành trận pháp các duy nhất một tên chính các chủ, đây cũng quá khiến người ta sanh mục kết thiệt một ít đi. Lương thần nam nhìn thấy triệu tinh đồ các loại mười vị các chủ toàn bộ hòa ái vây quanh ở diệp thần phong bên cạnh, những lão đầu này lão thái lúc nào như thế từ mi thiện mục qua. Trong lòng của hắn coi như là không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, cái này hóa thần cảnh tiểu tử trận pháp trình độ hẳn là vượt qua mười vị các chủ, bằng không này mười vị các chủ tuyệt đối sẽ không như thế ôn hòa. Khủ khủ, lương thần nam trong cổ họng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói ra, vân lão đầu, người rốt cuộc muốn nắm món đồ gì tại chúng ta thiên thuận auction hao bán đấu giá. Ta từ thô tục nhưng nói trước, nếu như không phải đặc biệt chân quý vật phẩm, như vậy ta cũng chỉ có thể đủ tùy tiện an bài cho các ngươi tại một cuộc bán đấu giá bên trong bán đấu giá. Vân Quang Vinh hồi đáp, 30 viên thất phẩm nhập thiên đan, về phần nhập thiên đan công hiệu không cần ta nhiều lời chứ. Có thể để cho địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong người trăm phần trăm bước vào thiên thần cảnh, hơn nữa nhập thiên đan đã sớm trên trời huyền giới thất truyền, ở chính giữa châu mỗi cái trong tông môn nhưng cũng là có vây ở địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả, người nói 30 viên nhập thiên đan ra đời, này có thể hay không khiến cho náo động. Tiết huyền tình các loại biết nhập thiên đan chuyện người, bọn hắn ngược lại là hiện ra phải vô cùng bình tĩnh. Ngược lại là 10 vị các chủ cùng lương thần nam trong nháy mắt sững sờ rồi, lương thần nam hỏi, vân lão đầu, người không có tại trêu chọc ta chứ? 30 viên trong truyền thuyết nhập thiên đan. Trên trời huyền giới căn bản không có người có thể luyện chế ra nhập thiên đan. Không đợi Vân Quang Vinh giải thích, Diệp Thần Phong trực tiếp đứng dậy, trong tay hắn lấy ra một cái bình xứ, nói ra, nơi này chính là nhập thiên đan rồi, người có thể lấy đi một viên đi cho người dùng, còn lại 29 viên toàn bộ dùng làm bán đấu giá tác dụng. Bất quá, ta chỉ có duy nhất một yêu cầu, Muốn đấu giá nhập thiên đan phải dùng thần hồn loại thiên tài địa bảo đến đấu giá. Lương thần nam tại tiếp nhận diệp thần phong bình xứ sau, hắn đổ ra một viên nhập thiên đan. Dựa vào cảm giác đây thật là thất phẩm đan dược, chỉ là không biết có phải hay không là trong truyền thuyết nhập thiên đan. Lương thần nam không chút do dự nào. Nếu như những này nhập thiên đan là thật sự, như vậy bọn hắn thiên thuận oxen hao danh vọng đem đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao bên trong phòng đấu giá có một ít vây ở địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cường giả. Lương thần nam lập tức tìm tới một tên trong gia tộc mình lão quản gia, này lão quản gia vừa lúc ở địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Tên kia lão quản gia ở trong phòng khách dùng nhập thiên đan sau, tại ánh mắt của mọi người dưới, hắn thuận lợi khóa nhập thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ, đây chỉ là phổ thông nhập thiên đan, cũng không làm được khiến người ta liên tục đột phá. Tên kia lão quản gia đang đột phá đến thiên thần cảnh sau hắn nhất thời hung hăng cho lương thần Nam Quốc Cung, hắn năm đó dùng qua đột phá đến thiên thần cảnh đan dược, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chưa thành công bước vào thiên thần cảnh, trong lòng của hắn đã sản sinh một ít bóng mờ, thậm chí hắn biết cả đời mình cũng không cách nào đột phá đến thiên thần cảnh rồi, nhưng hôm nay lại là dễ dàng đột phá. Tại để tên kia lão quản gia đi xuống sau đó lương thần Nam đem bình xứ trong tay nắm chặt một ít, này dĩ nhiên đúng là viễn cổ thời đại nhập thiên đan, hơn nữa lập tức chả có nhiều như vậy. Triệu tinh đồ, lương hạ mai cùng lạnh tả long các loại mười vị các chủ, bọn hắn cũng tò mò nhìn Diệp Thần Phong, ở trong mắt bọn họ vì các chủ này là càng ngày càng thần bí. Này thất truyền nhập thiên đan dĩ nhiên đều có thể cầm ra được. Diệp Thần Phong thuận miệng giải thích, này nhập thiên đan là ta trong lúc vô tình lấy được. Hắn thất phẩm thân phận của luyện dược sư, bây giờ còn không muốn hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, ở đây cũng chỉ có Tiết Huyền Tình bọn hắn biết Diệp Thần Phong tầng này thân phận. Triệu Tinh đồ đám người đối Diệp Thần Phong lời nói cũng không có quá nhiều hoài nghi. Bọn hắn coi như là muốn phá cái mông, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới Nhập Thiên Đan là Diệp Thần Phong luyện chế, dù sao Diệp Thần Phong tại trận pháp trình độ thượng đã như thế kiểu như châu bò rồi, làm sao có khả năng cũng tinh thông chế thuốc đây này. Cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Ngược lại là nguyên bản bởi vì xuất huyết nhiều dầu dĩ không vui lương thần nam, hắn đem lúc trước tâm tình ném không còn chút nào, hắn phi thường rõ ràng còn lại 29 viên nhập thiên đan có thể cho thiên huyền giới mang tới chấn động. Hắn đối với Diệp Thần Phong, nói ra ta tuyệt đối sẽ hảo hảo giúp này 29 viên nhập thiên đan tuyên truyền tạo thế, lần này trên trời huyền thịnh điển cử hành khí linh trong thành. Chúng ta thiên thuận Oxen Hao nguyên bản cũng cử hành một hồi bán đấu giá, lần này có 29 viên nhập thiên đan sau. Ta chắc chắn đem cuộc bán đấu giá này tổ chức tiền vô cổ nhân. Tại lương thần nam xem ra đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, tuy rằng thiên thuận Oxen hao là thiên huyền giới lớn thứ nhất Oxen hao Nhưng tại toàn bộ thiên huyền giới còn có không ít Oxen hao Lương thần nam ngược lại cũng đúng là một cái có giá tâm người, hắn muốn làm cho cả thiên huyền giới duy nhất chỉ còn dư lại hắn thiên thuận Oxen hao hắn yếu đem còn lại một ít quy mô trung đẳng cùng cỡ nhỏ auction hao toàn bộ chiếm đoạt, bây giờ trước mắt ngược lại là xuất hiện một cái không sai thời cơ. Lương Hạ Mai cũng sẽ không để ý tới Lương Thần Nam ý nghĩ trong lòng, nàng nói nói, ngươi chả đứng ở chỗ này làm gì. Trước tiên giúp các chủ liên hệ hết thảy thiên thuận auction hao phân bộ, đi trước thu thập một phần thần hồn loại thiên tài địa bảo lại đây. Nghe vậy, Lương Thần Nam vội vàng cáo lui. Tại Lương Thần Nam sau khi rời đi, triệu tinh đồ đám người lại cùng Diệp Thần Phong hàn huyên lên, bọn hắn một khắc cũng không muốn lãng phí cùng Diệp Thần Phong sống chung một chỗ thời gian, thật sự là thật giống không có gì trận pháp nan để có thể làm khó Diệp Thần Phong. Bởi vì phải chờ đợi rất nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo. Cho nên ở sau đó ba ngày thời kỳ, Diệp Thần Phong cùng triệu tinh đồ bọn hắn tạm thời ở tại thiên thuận bên trong phòng đấu giá. Mỗi một ngày 10 vị các chủ đều quấn lấy Diệp Thần Phong lĩnh giáo trận pháp sự tình lần này lương hạ mai bọn hắn giúp Diệp Thần Phong thu thập thần hồn loại thiên tài địa bảo, này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng cũng tràn ngập cảm kích, tại lão bạch cùng lão hắc dưới sự giúp đỡ, hắn đem hết toàn lực giúp 10 vị các chủ giải đáp, thậm chí sẽ nói ra một ít kinh người kinh nghiệm, này làm cho 10 vị các chủ là thu hoạch khá rồi rào. Tại ngắn ngủi này ba ngày thời gian bên trong, 10 vị các chủ cảm thấy có thể chống đỡ qua chính mình nghiên cứu trận pháp mấy trăm năm, thậm chí là hơn một nghìn năm, bọn hắn đối Diệp Thần Phong là càng ngày càng cung kính. Lương Thần Nam tuy rằng không phải trận pháp các bên trong người, nhưng tỷ tỷ của hắn là trận pháp các nguyên bản các chủ, hắn đối với trận pháp cũng là có một ít kiến giải, thậm chí so với bình thường trận pháp sư phải mạnh hơn, hắn cũng tới nghe một chút Diệp Thần Phong cho thập đại các chủ giải đáp. Đang nghe qua Diệp Thần Phong giải đáp sau đó trong lòng của hắn hết thảy nghi hoặc đều biến mất, chính là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật hắn hiện tại có thể khẳng định chi vị trí thứ 10 các chủ một điểm đều không có khuyết đại. 10 vị các chủ tại trận pháp trình độ thượng, hay là thật sự liền cho Diệp Thần Phong sách giày cũng không xứng. Ngày thứ ba trạng vạng, tại lương thần nam dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong đám người đi tới thiên thuận bên trong phòng đấu giá bộ một gian mật thất tu luyện trước. Đem mật thất mở ra sau đó chỉ thấy tại bên trong mật thất đống đổ đầy rất nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo, trong đó niên đại thấp nhất cũng có 200 năm, mà niên đại cao nhất có tới một hơn vạn năm. Lương Thần Nam nói ra, ba ngày quá nhíu chặt rồi, chỉ có thể thu thập được nhiều như vậy thần hồn loại thiên tài địa bảo rồi. Chất đầy mật thất thần hồn loại thiên tài địa bảo, hắn giá trị tuyệt đối là kinh người rồi. Diệp Thần Phong nói một tiếng cảm ơn sau, hắn nói muốn bế quan vài ngày thời gian, hắn liền đi vào trong tu luyện mật thất rồi. Mà Triệu Tinh đồ đám người không có chọn rời đi cửa mật thất bọn hắn không tự chủ được lựa chọn lưu lại đứng ở cửa vào cho Diệp Thần Phong hộ pháp rồi. Đi vào mật thất Diệp Thần Phong, hắn cảm ứng một lần toàn bộ mật thất, mật thất này cũng không tính đại. Tại thô sơ giản lược dưới sự cảm ứng, trong đó trên vạn năm thần hồn loại thiên tài địa bảo cần phải có 10 cây khoảng chừng đây này. Hơn 1.000 năm cùng hơn trăm năm thần hồn loại thiên tài địa bảo càng thêm nhiều không kể xiết, xem ra lần này thiên thuận Oxen hao đích thật là đại xuất huyết. Bất quá, Diệp Thần Phong cũng không phải một cái yêu thích chiếm tiện nghi người, sau này hắn nhất định sẽ tìm cơ hội bồi thường thiên thuận Oxen Hao, lấy năng lực của hắn hắn yếu bồi thường thiên thuận Oxen Hao, này còn không phải việc rất nhỏ. Nơi này dòng dã một mật thất tu luyện thần hồn loại thiên tài địa bảo, đến cùng có thể để cho lão bạch cùng lão hắc tàn hồn khôi phục lại mức độ nào đâu này. Diệp Thần Phong có phần không kịp chờ đợi rồi hắn mỗi giờ mỗi khác đều muốn để lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang vận thiên mau chút khôi phục tàn hồn, như vậy mới có tư cách một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Trường 2105, xung đột, khí linh thành. Hai ngày sau, nguyên bản chất đầy chỉnh cái mật thất tu luyện thần hồn loại thiên tài mà toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi. Một trắng một đen hai đạo hư ảnh trôi nổi ở diệp thần phong trước mặt. Lần trước lão Bạch cùng lão Hắc tàn hồn là có thể thoát ly Diệp Thần Phong một đoạn thời gian, trải qua lần này hấp thu đại lượng thần hồn loại thiên tài địa bảo sau, hai người bọn họ hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thật, từ trên người bọn họ truyền tới sóng linh hồn, để Diệp Thần Phong cả người khó chịu. Lão Hắc hài lòng nói, tiểu tử, lần này không sai, ta cùng lão Bạch tàn hồn khôi phục gần một nửa rồi, cách chúng ta khôi phục hoàn chỉnh linh hồn trạng thái lại gần rồi một bước. Lần này nhưng là hấp thu dòng dã vừa tu luyện thất thần hồn loại thiên tài địa bảo, hơn nửa niên đại cũng cũng không tính là quá thấp, nhưng kết quả lại cũng chỉ để lão Bạch cùng lão Hắc khôi phục gần một nửa, muốn để hai người bọn họ triệt để khôi phục, này còn nhiều hơn thiếu thần hồn loại thiên tài địa bảo. Diệp Thần Phong trong lòng là một trận phiền muộn, hắn chỉ có thể chờ mong 29 viên nhập thiên đan có thể đổi được đủ nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc lần thứ hai về tới Diệp Thần Phong bên trong đan điền, hắn cảm thụ bên trong thân thể hai khối long tinh, hắn còn bao lâu nữa mới có thể thích ứng long tinh? Mới có thể không chút kiêng kỵ hấp thu long tinh bên trong năng lượng. Hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ thực lực vẫn là quá yếu, hay là tại ở độ tuổi này có thể đến hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, đây là một chuyện khó mà tin nổi rồi, nhưng này còn xa xa chưa đủ. Diệp Thần Phong bây giờ tuy rằng đã nhận được tiết ra cùng viêm thiên cốc cộng đồng phát hiện chỗ kia tiểu bí cảnh bản đồ, nhưng khoảng cách thiên huyền thịnh điển bắt đầu càng ngày càng gần, hắn không có thời gian đi tìm kiếm chỗ kia tiểu bí cảnh, chỉ có chờ thiên huyền thịnh điển kết thúc lại làm tính toán rồi. Tại Diệp Thần Phong đứng dậy rời đi mật thất sau, tại bên ngoài mật thất chờ triệu tinh đồ đám người. Bọn hắn nhìn thấy dòng dã một tu mật thất thần hồn loại thiên tài địa bảo toàn bộ tiêu hao bọn hắn kém chút kinh ngạc con người đều chừng ra ngoài, đây rốt cuộc là quái vật nào. Tại Diệp Thần Phong từ trong tu luyện mật thất sau khi đi ra, Vân Quang Vinh bọn hắn quyết định rời đi Bạch Linh Thành đi khí Linh Thành nhìn một chút. Khí Linh Thành làm cho này lần thiên huyền thịnh điển tổ chức địa điểm, bây giờ khẳng định có rất nhiều tông môn cũng đã đến khí Linh Thành. Luyện khí các tổng bộ liền ở khí Linh Thành bên trong. Về phần thập đại các chủ bọn hắn tại trận pháp các còn có chuyện phải xử lý bọn hắn chỉ có thể các loại thiên huyền thịnh biển chính thức bắt đầu mấy ngày trước mới lên đường rồi, còn có thiên thuận Oxen hao lương thần nam hắn cũng đang điên cuồng vì sắp tại khí linh trong thành tổ chức một cuộc bán đấu giá tạo thế. Cuối cùng vân quang vinh các loại vân gia người, diệp thần phong các loại thanh nguyệt tông người, thiên phong tông lăng giang, lăng vô song, còn có chính là tiêu vĩnh chiến, bọn hắn trước tiên lợi dụng truyền tống trận đi hướng khí linh thành. Tại đi tới truyền tống cổ trong lầu thời điểm, vừa vặn có một già một trẻ cũng chuẩn bị truyền tống hướng về khí linh thành, một già một trẻ này chính là phù sư các lão tổ một trong du thạch thanh, còn có phù sư các đệ nhất thiên tài cố hình nhi. Du thạch thanh thực lực tại thiên thần cảnh 7 tầng trung kỳ, cố hình nhi thực lực tại linh thần cảnh tam tầng hậu kỳ. Này cố hình nhi không chỉ ở phù sư một đường lên trời phú không tầm thường, lại đang trên con đường tu luyện cũng là cực kỳ tốt. Dù Thạch Thanh cùng Cố Hình Nhi khoảng thời gian này một mực tại tìm lúc trước đến đây phù sư các tổng bộ thông qua đấu vòng loại cái kia mang mặt đen có người, bọn hắn thậm chí là lật tung rồi toàn bộ vạn linh thành, bọn hắn cũng không có gặp đến cái kia mang mặt nạ màu đen ra hỏa rồi. Tại hai ngày trước bọn hắn liền đi tới Bạch Linh Thành, trước mắt bọn hắn cũng chuẩn bị đi hướng khí Linh Thành, dù sao cái kia mặt nạ màu đen người đã thông qua đấu vòng loại chọn lựa rồi, như vậy hắn nhất định sẽ đi tham gia tứ sư tranh bá phủ sư so tài. Dù Thạch Thanh cùng cố hình nhi định đi khí linh thành chờ, lần này không chỉ có thiên huyền thịnh điển tại khí linh thành tổ chức, liền ngay cả tạm thời gia nhập tứ sư tranh bá cũng tương tự tại khí linh thành tổ chức. Dù Thạch Thanh hướng về Vân Quang Vinh gật gật đầu, hỏi các ngươi cũng là đi khí linh thành. Như vậy đồng thời đi. Vân Quang Vinh lấy tư cách vân gia lão tổ, đã từng cùng này Du Thạch Thanh từng có mấy mặt duyên Phật, tuy rằng hai người bọn họ không có giao tình gì, nhưng xem ra này Du Thạch Thanh ngược lại cũng không phải một cái khó chung đụng người. Vân Quang Vinh tự nhiên biết Du Thạch Thanh chính là phù sư các lão tổ, đường đường thất phẩm phù sư được rồi, hắn đối bên cạnh Vân Cao ngất cùng tiết huyền tình đám người giới thiệu một chút thân phận của Du Thạch Thanh. Nếu như đổi lại lúc trước, những người này biết Du Thạch Thanh chính là thất phẩm phù sư, bọn hắn nhất định sẽ hiện ra phải vô cùng câu nệ, nhưng hôm nay bọn hắn lại rất nhanh điều chỉnh tâm tình, Vân Cao ngất bọn hắn nhưng cũng là biết Diệp Thần Phong là thất phẩm luyện dược sư, bây giờ còn là trận pháp các duy nhất chính các chủ rồi, bọn hắn đã bị Diệp Thần Phong kích thích không nhẹ, đối mặt thất phẩm phù sư có đầy đủ sức miễn dịch. Vân Quang Vinh đám người nói cảm ơn một lúc sau, bọn hắn cũng đi vào trong trận pháp, từ đầu tới cuối Cố Hinh Nhi đều không có xem Diệp Thần Phong đám người một mắt người hiện tại trong lòng mặt lớn nhất hứng thú chính là cái kia mang mặt nạ màu đen nam nhân, người đang suy đoán cái kia mặt nạ màu đen nam nhân phù sư trình độ phải hay không đã vượt qua người đâu này. Nhưng cố hình nhi không biết cái kia mặt nạ màu đen nam nhân chính là bây giờ cùng nàng đứng ở cùng một cái trận pháp bên trong diệp thần phong. Xa khoảng cách truyền tống trận mở ra sau. Trong trận pháp người chỉ cảm thấy một trận mê muội Chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, bọn hắn đã xuất hiện tại khí linh thành một tòa cổ trong lầu bên trong truyền tống trận rồi. Tòa này cổ trong lầu ủng có rất nhiều cỡ lớn truyền tống trận, chung quanh truyền tống trận thỉnh thoảng hội lóe lên, đại khái là còn lại tông môn người cũng đều đang đồn đưa đến khí linh thành đến. Làm diệp thần phong cùng tiết huyền tình đám người vừa vặn bước ra truyền tống trận, bọn hắn bên phải một cái truyền tống trận cũng lấp lánh một cái, ba bóng người từ trận pháp xuất hiện, tiết huyền tình đang nhìn đến này ba bóng người sau, của nàng mày liễu vi vi ngưng lại. Ba người này rõ ràng là mẫu thân nàng bên trong gia tộc người. Trong đó một cái lão giả chính là tiết huyền tình ông ngoại Chu Thiên Trấn, thực lực tại thiên thần cảnh bốn tầng đỉnh phong, đồng dạng cũng là bây giờ Chu gia gia chủ, khác một người trung niên nam nhân chính là Chu Thiên Trấn dưới gối trong đó một cái nhi tử Chu Nam Lợi, một thân thực lực tại thiên thần cảnh một tầng trung kỳ, cái cuối cùng thanh niên hắn là Chu Nam Lợi nhi tử Chu Hạo, một thân thực lực tại linh thần cảnh một tầng sơ kỳ. Chu gia ở chính giữa châu chỉ có thể xem như là miễn cưỡng có thể chen vào nhất lưu thế lực phạm chu. Lần này thiên huyền thịnh điển quy tắc cải biến một ít, mỗi cái trong tông môn chỉ có thể phái ra một tên thực lực mạnh nhất đệ tử dự thi, tuần này hạo chính là bây giờ chu gia trẻ tuổi bên trong kiệt xuất rồi. Năm đó tiết huyền tình cùng mẫu thân của nàng được tiết ra quét rác lúc ra cửa, Chu gia đồng dạng là máu lạnh vô tình không có tiếp thu mẹ con các nàng hai, thậm chí năm đó Chu Thiên Trấn cùng mẫu thân của Tiết Huyền Tình đoạn tuyệt quan hệ, tại Chu Thiên Trấn xem ra mẫu thân của Tiết Huyền Tình chính là Chu gia một cái chỗ bẩn. Chu Thiên Trấn gặp Tiết Huyền Tình chân dung, mà Tiết Huyền Tình tự nhiên cũng nhận ra Chu Thiên Trấn được rồi. Chu Thiên Trấn trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tiết Huyền Tình, quát lên, người còn có mặt mũi xuất hiện tại Trung Châu ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta sao? Năm đó mẹ ngươi đã trở thành ta chu ra chỗ bẩn, ngươi nguyên bản thì không nên tồn tại ở trên thế giới này. Nghe được Chu Thiên Trấn lời nói sau, Chu Nam Lợi cùng Chu Hảo rất nhanh sẽ đoán được thân phận của Tiết Huyền tình. Triệu bá cùng Lý bá cũng sắc mặt khó coi tại Diệp Thần Phong bên tai khinh giải thích rõ vài câu. Khi biết Chu Thiên Trấn các loại thân phận của người sau, Diệp Thần Phong cau mày, xem ra tuần này ra cùng tiết ra ngược lại là một cái đạo đức. Nếu năm đó chu ra cùng mẫu thân của tiết huyền tình đoạn tuyệt quan hệ, như vậy tiết huyền tình hiện tại làm sao trở ngại đến chu ra? Nhìn xem vẻ mặt lạnh lẽo tiết huyền tình, Diệp Thần Phong đứng ra nói ra các người chính là cái kia máu lạnh vô tình chu ra. Làm sao? Lẽ nào các người muốn ở chỗ này động thủ sao? Ta cho các người mượn 100 cái lá gan, các ngươi dám sao? Quyền Tình cùng các ngươi chu gia không có một chút nào quan hệ, đừng mở miệng ngậm miệng nói tục, trên thế giới này chính là có quá nhiều người miệng thích ăn đòn rồi. Thân là chu gia trẻ tuổi bên trong kiệt xuất Chu Hạo, hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ sau, hắn nộ biến sắc mặt, quát lên, chỉ có vẻn vẹn hóa thần cảnh mà thôi, ngươi lại là cái thá gì? Nữ nhân này khai sáng Thanh Nguyệt Tông ta ngược lại cũng đúng là hơi có nghe thấy chẳng lẽ người chính là đại biểu Thanh Nguyệt Tông tham gia thiên huyền thịnh điển tên tiểu tử kia? Ta xem bây giờ Linh Châu cùng Huyền Châu trình độ là càng ngày càng kém, liền ngay cả loại người như ngươi cũng có thể thông qua Linh Châu cùng Huyền Châu chọn lựa. Quả thực là cái gì rác rưởi đều tới trong chúng ta châu đưa. Vân Quang Vinh cùng Vân Cao ngất đám người lập tức đứng dậy, bọn hắn nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm chu ra người, khí thế trên người tăng lên, thậm chí chỉ cần Diệp Thần Phong mở miệng, bọn hắn trăm phần trăm hội lập tức động thủ. chương 2106, Tử vong Arena Tại Vân Quang Vinh cùng Vân Cao Mất đám người đứng sau khi đi ra. Chu Hạo vẻ mặt cứng đờ. Mà Chu Thiên Trấn cùng Chu Nam lợi hai người, bọn hắn sắc mặt cũng phiền muộn cực kỳ. Bọn hắn vừa vặn hoàn toàn không có chú ý tới Vân Quang Vinh đám người. Bây giờ Vân Quang Vinh cùng Vân Cao Mất đám người đứng ra, xem tư thế muốn vì Thanh Nguyệt Tông ra mặt. Chu Thiên Trấn ngược lại cũng nhận ra Vân Quang Vinh cùng Vân Cao mất, trước hắn giản lược khiến người ta điều tra Thanh Nguyệt Tông rồi, này Thanh Nguyệt Tông phải cùng Vân ra không có nửa xu quan hệ à. Ngược lại, Chu Thiên Trấn lại thấy được một bên Du Thạch Thanh cùng Cố Hinh Nhi. Du Thạch Thanh thân là phù sư các thất phẩm phù sư, hắn nào có không nhận ra đạo lý. Vừa vặn hắn nhìn thấy tiết huyền tình ngược lại là bản năng đem người chung quanh cho không để ý đến, chẳng lẽ nói thanh nguyệt tông vẫn cùng du thạch thanh có quan hệ nếu là như vậy như vậy bọn hắn chu ra nhưng là phải xui xẻo chu thiên trấn không để ý đến vân quang vinh đám người hắn cung kính nhìn hướng du thạch thanh hỏi du tiền bối ngài cùng bọn họ cũng là cùng đấy sao du thạch thanh cùng vân quang vinh cũng không có giao thanh hắn nhưng không đáng giao du với kẻ xấu hắn bình thản nói ra ta chỉ là cùng bọn họ cùng đi các ngươi lúc trước ân oán Chính các ngươi giải quyết. Khi nghe đến dù Thạch Thanh cùng Thanh Nguyệt Tông không có quan hệ, Chu Thiên Trấn lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Bọn hắn chu ra thế lực mặc dù so sánh vân gia nhỏ yếu, nhưng bọn họ thật cũng không nhất định phải quá e ngại vân gia. Còn nữa bây giờ chính là thiên huyền thịnh điển trong lúc vân gia người cũng không dám ở nơi này động thủ. Chu Thiên Trấn nhìn xem vân Quang Vinh cùng vân cao ngất, nói ra tiết huyền tình chính là là cháu gái của ta đây là chúng ta chu ra chuyện của chính mình, các ngươi vân ra không khỏi quản quá rộng chứ. Chu Nam Lợi cũng lập tức nói ra, đúng vậy, tiết huyền tình bên trong thân thể có một nửa chúng ta chu ra huyết mạch, phụ thân ta đang giáo huấn một cái vãn bối, các ngươi vân ra dựa vào cái gì nhúng tay. Tiết huyền tình không những không giận mà còn cười nói, Chu Thiên chấn, người còn có mặt mũi nói ta là ngoại tôn của ngươi nữ. Năm đó ta cùng mẫu thân trở về chu ra thời điểm, là ngươi cái này máu lạnh vô tình người đem chúng ta tự tay đuổi ra ngoài. Người đã cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta tiết huyền tình cùng các ngươi chu gia không có nửa điểm dây dưa. Triệu bá cũng đứng ra nói ra, các ngươi chu gia năm đó quá tuyệt tình rồi, nếu không phải là các ngươi như thế. Phu nhân cũng sẽ không rời đi sớm như vậy, các ngươi cùng tiết ra như vậy xúc. Sinh có khác biệt gì? Lý bá tức giận bất bình nói, Chu thiên chấn, năm đó phu thân thể người suy yếu, tỷ lại tay chói gà không chặt, ngươi làm sao nhịn tâm đem bọn hắn đuổi ra chu ra. Ngươi vẫn là người sao? Chu Thiên Trấn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn nói ra, tiết huyền tình xác thực không xứng làm cháu gái của ta rồi, người chỉ là một cái giã. Loại mà thôi, người có tư cách gì bước vào chu ra. Chu Hạo ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn quát lên, tiểu tử, trên trời huyền thịnh biển trong lúc không thể tư tự động thủ, nhưng ngươi có hay không can đảm cùng ta đồng thời bước lên tử vong Arena. Chúng ta tại tử vong trong sân đấu ganh đua cao thấp, ta sẽ làm cho người biết rằng như người vậy rác rưởi không xứng đi tới Trung Châu. Mỗi một giới thiên huyền thịnh điển không thiếu sẽ có xung đột gây ra đó. Cho nên, tại mỗi một lần tổ chức thiên huyền thịnh điển địa phương đều sẽ tạm thời chế xây một cái tử vong Arena. Chỉ cần bước lên tử vong Arena võ đài này đã nói lên song phương sẽ dùng sinh tử của mình làm làm tiền đặt cuộc, cuối cùng tử vong nhất phương thế lực không thể truy cứu một phương khác trách nhiệm. Vân Quang Vinh đơn giản cho Diệp Thần Phong giới thiệu một chút tử vong Arena, hắn tiếp lấy trực tiếp truyền âm cho Diệp Thần Phong, nói, lão đệ, ngươi nhưng không nên vọng động a hát. Đối phương nhưng là tại linh thần cảnh một tầng sơ kỳ, ngươi hiện nay chả chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, ngươi sẽ không đối thủ của hắn. Diệp Thần Phong dù sao không có tại Vân Quang Vinh đám người trước mặt biểu hiện ra chiến lực của mình qua đây. Còn nữ hóa thần cảnh muốn chiến thắng linh thần cảnh người này là cực kỳ khó khăn. Chu Hạo thấy Diệp Thần Phong không trả lời. Hắn tiếp tục nói, làm sao? Lẽ nào ngươi không dám sao? Lẽ nào ngươi chỉ là một con con rùa đen rút đầu? Một bên Vân Mộ Linh khẽ kêu nói, Thần Phong dựa vào cái gì cùng ngươi sinh tử đấu? Ngươi đã là linh thần cảnh thực lực. Vân Mộ Linh vừa mới nói được nửa câu, Diệp Thần Phong liền ngắt lời nói, được, ta đồng ý. Chúng ta bây giờ liền đi tử vong arena. Tiết huyền tình đám người mặc dù biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu, nhưng lần này Diệp Thần Phong đối mặt Linh mẫn thần cảnh cường giả. Diệp Thần Phong thấy Vân Quang Vinh cùng Tiết huyền tình đám người muốn khuyên can, hắn trực tiếp nói, ta sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn, các ngươi đều không cần nhiều lời, ta đã quyết định. Chu Hạo thấy Diệp Thần Phong không biết sống chết đồng ý, hắn tưởng rằng Diệp Thần Phong lên phép khích tướng của hắn, hắn nói ra tiểu tử, vẫn tính người có phần can đảm. Mà Chu Thiên Trấn cùng Chu Nam Lợi không có ngăn cản ý tứ, dù sao Diệp Thần Phong thực lực so với Chu Hạo kém hơn không ít. Bọn hắn nhưng cũng không cho là Diệp Thần Phong có thể chiến thắng Chu Hạo, bọn hắn hiểu rõ vô cùng Chu Hạo thực lực. Bình thường Chu Hạo coi như là đối đầu linh thần cảnh một tầng đỉnh phong cường giả, hắn cũng là có lực đánh một trận. Trận chiến này, tại Chu Thiên Trấn bọn hắn xem ra Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi. Một bên cố hình nhi cao mày, nhỏ giọng nói, sư phụ, này Thanh Nguyệt Tông ra hỏa phải hay không đầu không dễ xài. Hắn thật sự cho là mình có thể chiến thắng linh thần cảnh một tầng sơ kỳ người. Hắn chỉ là linh châu trong tông môn đệ tử, hắn đây không phải chịu chết sao? du thạch thanh thấp giọng hồi đáp, trên thế giới này có quá nhiều tính khí nôn nóng người rồi, những người này bọn hắn thường thường sẽ không trước tiên ước lượng một chút năng lực của mình, chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui đi. Diệp Thần Phong, Vân Quang Vinh, Tiết Huyền Tình cùng Chu Thiên Trấn đám người, bọn hắn một đường nhanh chóng hướng về khí linh trong thành tạm thời xây dựng lên tử vong Arena đi đến. Tử vong Arena giống như một cái Roma đấu thú trường. Toàn bộ tử vong Arena hiện ra một cái cửa đại hình tròn, chu vi một vòng là thính phòng. Tại arena chính giữa để 10 cái võ đài. Những lôi đài này phi thường đặc thù, đang tỷ đấu song phương đạp lên lôi đài sau, song phương đem linh khí truyền vào võ đài bên trong. Toàn bộ võ đài cũng sẽ bị một tầng kết giới bao phủ. Muốn để kết giới biến mất, trừ phi song phương lần nữa hướng về trong võ đài đồng thời truyền vào một lần linh khí. Hoặc là, trong hai người, một người trong đó khí thức tại trên võ đài biến mất tại diệp thần phong đám người tiến vào arena thời điểm chung quanh thính phòng bên trong ngồi thưa thất người lúc này chính gặp trong vòng một ngày tử vong arena tối không náo nhiệt thời gian 10 cái trên võ đài vừa vặn có một cái võ đài kết thúc sinh tử đấu trên võ đài trả che kín trói mắt tiên huyết bây giờ nằm ở tử vong arena bình thản thời gian diệp thần phong bọn hắn căn bản không yêu cầu công việc quá nhiều thủ tục cùng chờ Chu Hạo bay thẳng đến trong đó một cái võ đài đi đến, tại Diệp Thần Phong cũng phải đi tới thời điểm, Vân Quang Vinh nói lần nữa, lão đệ, người thật sự có nắm chắc không? Đối phương là linh thần cảnh một tầng sơ kỳ thực lực, chiến lực của hắn nói không chắc còn muốn cường hắn hơn. Tiết huyền tình cũng nói, người thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Diệp thần phong thuận miệng nói ra, yên tâm đi, ta như là hội nắm sinh mệnh của mình đùa giỡn sao? Tiết huyền tình, chớ quên, lần này ta sẽ để Thanh Nguyệt Tông trên trời huyền thịnh điển thượng hiển lộ tài năng, chỉ là một vòng nhà tiểu tử, hắn xứng chặn ở đường đi của ta sao? Nói xong, Diệp Thần Phong bay thẳng đến võ đài đi đến, đang cùng Chu Hạo đồng thời đạp lên lôi đài sau, hai người bọn họ đồng thời hướng về trong võ đài rót vào một đạo linh khí, toàn bộ võ đài trong nháy mắt được một tầng màu xanh lam kết giới cho bao phủ lại rồi. Chu Hạo đang nhìn đến hết thảy đều thành chắc chắn sau, hắn cười nói, tiểu tử, không nghĩ tới người thật sự ngu xuẩn như vậy, lại vẫn thật sự dám cùng ta cùng đi tử vong arena. Hiện tại người ngay cả cơ hội hối hận cũng không có, người nói người muốn chết như thế nào. Là để cho ta đem người từ từ phân, thì đâu này, vẫn là cho người một cái sảng khoái. Diệp thần phong lãnh đạm nói, người quá táo lưỡi rồi, đối phó loại người như ngươi, một chiêu đủ để. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tử vong arena thính phòng sôi trào. Tuy rằng thính phòng bên trong người thưa thớt, thế nhưng Diệp Thần Phong cùng Chu Hạo thực lực, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Chu Hạo tại linh thần cảnh một tầng sơ kỳ. Diệp Thần Phong tại hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ. Một cái hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ người, nói muốn trong vòng một chiêu giải quyết một tên linh thần cảnh một tầng sơ kỳ người. Chuyện này quả thật là hoang đường cực điểm. Trận này sinh tử đấu tại đây chút khán giả xem ra căn bản không hề xem chút đó, một cái không biết sống chết tiểu tử đạp lên lôi đài chủ động chịu chết mà thôi, e sợ cuối cùng sẽ bị một chiêu giải quyết có thể là cái kia không biết sống chết tiểu tử. Tại đây chút khán giả trong mắt, trận này sinh tử đấu kết cục đã định ra rồi, căn bản sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì rồi. Chương 2107, thật chỉ là một chiêu. Tử vong trong sân đấu. Diệp Thần Phong cùng Chu Hạo sống chết đấu cũng không hề gây nên sóng lớn minh mông. Thính phòng bên trong thưa thất mọi người cảm thấy chàng tỷ đấu này là một chuyện cười. Giao đấu thực lực của hai bên cách biệt cách xa, ngoại trừ tiết huyền tình đám người đối Diệp Thần Phong ôm có một tia tự tin bên ngoài, những người còn lại đều cho rằng Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết. Trên võ đài, Diệp Thần Phong cùng Chu Hạo tương đối mà đứng, sau lưng treo một cái gì xét loang lổ thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, thân sắc của hắn dị thường bình tĩnh hỏa vẫn kiếm các loại còn lại mấy cái kiếm đều tại hỗn độn bên trong chiếc nhẫn trong tình huống bình thường sau lưng của hắn chỉ treo lơ lửng một cái nặng nhất thanh vân kiếm thính phòng bên trong vang lên từng đạo khinh thường cùng diễu cợt âm thanh cái kia có lấy một cái kiếm mẻ tiểu tử đầu của hắn thật sự không thành vấn đề sao muốn muốn chịu chết cũng không cần như vậy đi tiểu tử kia cho là mình là trung châu ngũ đại công tử sao còn nói một chiêu phải giải quyết một tên linh thần cảnh một tầng sơ kỳ cường giả, ta xem hắn còn chưa tỉnh ngủ chứ. Thật không biết là cái nào trong tông môn đi ra ngoài kỳ hoa. Phù sư các du thạch thanh cùng cố hình nhi, bọn hắn tùy ý tại thính phòng bên trong tìm hai cái không vi, tại thính phòng tầng cao nhất là có phòng khách quý, những kia phòng khách quý là muốn người có thân phận nhất định mới có thể tiến vào. Tuy rằng Du Thạch Thanh cùng cố hình nhi đủ tư cách tiến vào phòng khách quý rồi, bất quá, hai người bọn họ chỉ là đến tập hợp tham gia trò vui lại nói lúc này thính phòng làm khoảng không bọn hắn cũng lười tiến vào phòng khách quý rồi cố hình nhi thân là phù sư các thiên tri kiêu nữ người đối loại kia tự cho là đúng ra hỏa ghét nhất rồi rõ ràng không có bản lãnh gì vẫn còn yếu khư khư cố chấp người như thế quả thực là rác rưởi nhất được rồi rất rõ ràng cố hình nhi cho rằng diệp thần phong chính là loại này người nhìn xem trên võ đài lẫn nhau đứng yên diệp thần phong cùng chu hạo Cố Hình Nhi hỏi, sư phụ, chúng ta làm gì đến tham gia trò vui? Loại tỷ đấu này căn bản không có gì đáng xem, kết cục không phải rất rõ ràng sao? Dù Thạch Thanh cười nói, Hình Nhi, bây giờ khoảng cách thiên huyền thịnh điển bắt đầu còn có một quãng thời gian đây. Chúng ta ở lại khí linh trong thành cũng không có chuyện, không bằng đến nơi này hóng mát một chút đây. Bất kể là phù sư một đường, hay là tu luyện một đường, toàn bộ đều là dục tốc thì bất đạt, tình cờ cũng phải buông lỏng cả người, để cho mình tạm thời quên hết mọi thứ, như vậy hay là có thể tiến bộ càng nhanh. Hình nhi, người nói cái kia thanh nguyệt tông tiểu tử, có thể tại chu ra tiểu tử trong tay sống qua mấy chiêu. Nếu như người có thể đoán đúng, vi sư đúng là có thể đáp ứng người một yêu cầu. Cố hình nhi nghe vậy, người đôi mắt đẹp sáng ngời. Nàng nói nói, sư phụ, hy vọng người nói lời giữ lời. Ta xem rõ Nguyệt Tông tiểu tử sống không qua 10 chiêu, dù sao một cái tại hóa thần cảnh, một cái tại linh thần cảnh. du Thạch Thanh gật gật đầu, nói ra, vi sư lần này nhưng là vô duyên vô cớ đáp ứng người một yêu cầu rồi, người suy nghĩ thật kỹ đi. Chỉ cần vi sư có thể làm được, vi sư tuyệt đối thỏa mãn yêu cầu của ngươi. du Thạch Thanh ý tứ trong lời nói phi thường đã minh bạch, hắn cũng đồng ý cố hình nhi suy đoán. Tại thính phòng một cái nào đó không đáng chú ý trong góc mang màu trắng khăn che mặt ngô lăng hương cùng màu đen khăn che mặt giang thải huyên hai người bọn họ cũng một đường theo tới khí linh thành đến tuyệt thế khuôn mặt được che kín về sau này ngược lại là vì các nàng đã giảm bớt đi không ít phiền phức giang thải huyên sờ môi nói ra người nói này tặc tử sức chiến đấu cũng rất cường hãn sao lấy tiểu tặc này từ tính cách hắn chắc chắn sẽ không chính mình đi chịu chết Lúc này Ngô Lăng Hương ngược lại là trả lời một câu, tiểu tặc này khẳng định thắng chắc. Bất quá, hắn có thể hay không một chiêu đem đối phương giải quyết, này cũng không rõ ràng rồi. Dưới lôi đài, Chu Thiên Trấn cùng Chu Nam Lợi trên mặt là tự tin tràn đầy. Bọn hắn đối với Chu Hạo có mãnh liệt tự tin. Chu Thiên Trấn một mực thanh mẫu thân của Tiết Huyền Tình cho rằng Chu Gia Ô chút đó, bây giờ mẫu thân của Tiết Huyền Tình là chết. Nhưng Tiết Huyền Tình còn sống, tại Chu Thiên Trấn xem ra chỉ có tiết huyền tình chết rồi. Chu gia đã từng chỗ bẩn mới có thể bị triệt để cọ rửa mất. Chỉ cần Chu Hạo đem Diệp Thần Phong giết, như vậy Thanh Nguyệt Tông sẽ không tư cách tham gia Thiên Huyền Thịnh Điển rồi, đến lúc đó Thanh Nguyệt Tông sẽ không được Thiên Huyền Thịnh Điển quy tắc bảo vệ. Chu Thiên Trấn liếc mắt nhìn võ đài một bên khác tiết huyền tình, hắn lạnh nói, người năm đó phải cùng mẹ người cùng đi, người sống trên thế giới này chỉ là dư thừa, Hôm nay trước tiên để cho chúng ta chu ra đến phế bỏ các ngươi tham gia Thiên Huyền Thịnh biển tư cách, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng ngươi những năm gần đây nỗ lực chính là một chuyện cười." Tiết Huyền Tình băng mặt lạnh không nói lời nào, trong lòng nàng là lo Âu Diệp Thần Phong đây. Người bây giờ căn bản không rảnh để ý tới Chu Thiên Chấn. Vân Mộ Linh nhìn xem trên võ đài đối diện Diệp Thần Phong cùng Chu Hạo, người hỏi Vân Quang Vinh, "Lão tổ, Thần Phong thật sự có thể chiến thắng Linh Thần cảnh một tầng tên kia sao?" Vân Ngọc Đường cùng Vân Cao ngất mấy người cũng vẻ mặt nghi hoặc, bọn hắn đều không rõ ràng Diệp Thần Phong chân thực sức chiến đấu, coi như là tiết huyền tình đám người cũng không biết Diệp Thần Phong chân chính sức chiến đấu đến cùng đã tới trình độ gì. Trên lôi đài, Chu Hạo trong cơ thể khí thế trở mình vọt lên, thần sắc hắn chào phúng nói, muốn một chiêu giải quyết ta. Người có bản lãnh này sao? Thực sự là một cái chỉ biết nói mạnh miệng tiểu tử, tuy rằng ta có thể trăm phần trăm chiến thắng ngươi, nhưng ta còn là sẽ không bảo lưu chút nào thực lực, ta Chu Hạo chưa từng có tại lật thuyền trong mương qua đây. Lần này cũng không ngoại lệ. Linh thần cảnh một tầng sơ kỳ thật khí thế tại Chu Hạo trong cơ thể phân tán mà ra, dường như bốc lên không thôi sóng biển bình thường. Đứng ở dưới lôi đài vân ngọc đường, thực lực của hắn tại linh thần cảnh một tầng trung kỳ, hắn tại cảm thấy được Chu Hạo thật khí thế sau, hắn nói ra, cái này gọi Chu Hạo không đơn giản, chiến lực của hắn khẳng định cường ở thực lực của mình lão tổ muốn vượt qua gia hỏa này xem ra phi thường khó khăn. Đứng ở Chu Hạo đối diện Diệp Thần Phong, hắn tại cảm giác được Chu Hạo hào không bảo lưu tản ra khí thế sau, hắn đoán chừng Chu Hạo tại niết bàn cảnh đã trải qua tam chuyển đến tứ chuyển khoảng chừng. Bất quá, Diệp Thần Phong nguyên bản là có mạnh mẽ sức chiến đấu, đối phó Chu Hạo căn bản cũng không cần sử xuất toàn lực, đại thể cũng chỉ yếu sử dụng tứ chuyển tả hữu thực lực liền cũng đủ rồi. Diệp Thần Phong trên cánh tay một cái thô, cường tráng huyết tuyến, trong đó một phần tư lấp lánh lên, điều này nói rõ hắn sử dụng tứ chuyển thực lực. Diệp thần phong dự liệu không có sai, tuần này hạo cũng chỉ là tại tứ chuyển mà thôi, thực lực và tại niết bàn cảnh đã trải qua thập chuyển diệp thần phong vô pháp đánh đồng, diệp thần phong nhưng là trong truyền thuyết trí tôn thập chuyển, trí tôn niết bàn. Diệp thần phong khí thế trên người cũng không hề bộc phát ra, mà là tại bên trong thân thể của hắn ngưng tụ, người bên ngoài rất khó cảm giác được khí thế của hắn cường độ. Chu Hạo thấy thế, hắn là càng thêm đắc ý, liền ngươi thực lực như vậy, vẫn đúng là dám đứng lên tử vong arena võ đài. Để cho ta Chu Hạo đến tiến ngươi một đoạn đường đi. Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, nhớ rõ muốn hảo hảo cảm tạ ta. Chu Hạo thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ, mãnh liệt khí thế hướng về Diệp Thần Phong tấn công tới. Chu Hạo đem chính mình thân thực lực phát phung tới cực hạn, tại hầu như tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong cũng bị một chiêu giải quyết thời điểm. Diệp Thần Phong trong cơ thể ngưng tụ khí thế đột nhiên bạo phát, tốc độ của hắn so với Chu Hạo càng thêm nhanh, bóng người cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ. Xì xì, một tiếng, trong không khí truyền ra một đạo đâm thủng huyết nhục thanh âm. Trên võ đài Diệp Thần Phong cùng Chu Hạo thân ảnh lần nữa xuất hiện rồi, chỉ thấy Diệp Thần Phong trong tay dì xét loang lổ thanh vân kiếm, trực tiếp quán xuyên chu hạo cổ, tại chu hạo cái cổ hậu phương trong không khí, phóng ra một đóa sán lạn huyết hoa. Xem mắt trừng lớn chu hạo, nắm thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, hắn không có gì lạ nói ra, sớm liền nói người quá táo lưỡi rồi, người cho rằng ta là đùa với người sao. Linh thần cảnh một tầng sơ kỳ cũng chỉ đến như thế. Chu Hạo cảm giác trên cổ đau nhức, trong đầu hắn ý thức đang nhanh chóng tiêu tan, hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Hắn vừa vặn chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy trên cổ đau xót, cổ của hắn liền bị sỏ xuyên rồi, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng cũng không kịp làm ra, này đã nói lên hắn và Diệp Thần Phong không phải một cấp bậc thường. Thế nhưng sao lại có thể như thế A Hát? Hắn Chu Hạo là Chu gia trẻ tuổi bên trong thiên tài A Hát. Hắn làm sao có khả năng chết ở một cái hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ tiểu tử trong tay? hơn nữa tên tiểu tử này vẫn là linh châu tông môn đệ tử ở đây khán giả nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm võ đài bọn hắn dùng sức nháy mắt nỗ lực tự nói với mình này là ảo giác nhưng sự thực chính là sự thực a -hát, thật chỉ là một chiêu hơn nữa là dứt khoát như vậy một chiêu tại thính phòng bên trong người phản ứng đến đây thời điểm trên lôi đài giao đấu liền hạ màn kết thúc rồi tất cả thật giống đều phát sinh ở trong chớp mắt chương 2108, từ nơi nào nhô ra. Thanh vân kiếm từ chu hạo cổ bên trong rút ra. Chết không nhắm mắt chu hạo hướng về trên võ đài ngã xuống. Tại chu hạo khí tức sau khi biến mất, bao phủ lại lôi đài kết giới tiêu tán. Làm diệp thần phong phải đi xuống lôi đài thời điểm, từ tầng chót nhất phòng khách quý bên trong đi ra một tên thân thể cường tráng thanh niên. Hắn đạp không mà lên đã đến Diệp Thần Phong bên phải một cái trên võ đài. Hắn chính là Kim Gia bên trong một tên đệ tử, tên của hắn gọi là Kim An Long, thực lực tại Linh Thần cảnh tầng 2 sơ kỳ. Linh Châu Kim Gia cùng Huyền Châu Kim Gia lần lượt hủy diệt, này lưng hắn sau đều có Thanh Nguyệt Tông cái bóng, chuyện này Trung Châu Kim Gia mọi người là biết rồi, thậm chí Trung Châu Kim Gia đem Tiết Huyền Tình đám người tướng mạo cũng điều tra nhất thanh nhị sở. Kim An Long cũng không phải Kim Gia bên trong đệ tử thiên tài nhất, hắn chỉ là đến khí linh thành tập hợp tham gia trò vui hắn cũng từng thấy tiết huyền tình đám người chân dung, hắn không bao lâu liền nhận ra tiết huyền tình cùng diệp thần phong các loại thanh nguyệt tông người rồi. Linh Châu Kim gia cùng huyền Châu Kim gia bị diệt, đây đối với Trung Châu Kim gia tới nói là một cái cự đại sỉ nhục. Bây giờ thanh nguyệt tông có ngày huyền thịnh điển quy tắc bảo vệ, Kim gia tạm thời chả không cách nào đối thanh nguyệt tông động thủ. Kim An Long cũng biết Diệp Thần Phong nhất định là đại biểu Thanh Nguyệt Tông tới tham gia thiên huyền thịnh điển cho nên hắn cho rằng chỉ cần giết Diệp Thần Phong, Kim Gia liền lập tức có thể đối với Thanh Nguyệt Tông động thủ, đến lúc đó nói không chắc hắn còn có thể được gia chủ khen ngợi một phen. Kim An Long vào thẳng một cái khác trên lôi đài Diệp Thần Phong, quát tiểu tử, ta chính là Trung Châu Kim Gia đệ tử, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi sinh tử đấu, ngươi dám không? Ngươi vừa vặn không phải rất vinh váo sung thiên sao? Lẽ nào ngươi chỉ có gan nhỏ như thế sao? Nếu như ta là cha mẹ ngươi, như vậy ta khẳng định không có như ngươi vậy con rùa. Kim An Long thuần túy là đang chọc giận Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khóe miệng cười gần chợt lóe lên, thân ảnh của hắn lập tức rơi xuống Kim An Long chỗ ở trên võ đài, hắn nói ra chúc mừng ngươi, ngươi thành công chọc giận ta rồi. Kim An Long tướng linh khí truyền vào trong võ đài, Diệp Thần Phong lập tức cũng đem linh khí rót vào. Toàn bộ võ đài trong nháy mắt được một tầng màu trắng kết giới cho bao phủ lại rồi tại kết giới bao phủ trong nháy mắt. Diệp thần phong hơi nhướng mày, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể khí thế đang nhanh chóng bị áp chế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đang nhìn đến diệp thần phong truyền vào linh khí sau, Kim An Long cuối cùng là yên tâm, hắn cười to nói tiểu tử. Đã quên nói cho người biết, nơi này 10 cái võ đài là có một ít phân chia, chúng ta bây giờ đứng cái lôi đài này là chuyên môn so đấu nhục thân cường độ, Vừa vặn Kim An Long từng thấy Diệp Thần Phong sức chiến đấu, tuy rằng hắn có linh thần cảnh tầng 2 sơ kỳ thực lực, nhưng hắn không có nắm chặt 100% chiến thắng Diệp Thần Phong, cho nên hắn thừa dịp tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, hắn trước tiên làm tức giận Diệp Thần Phong, lừa gạt Diệp Thần Phong bước lên cái này chuyên môn so đấu nhục thân cường độ võ đài. Kim An Long đối cơ thể của mình cường độ làm có tự tin, thực lực của hắn tại linh thần cảnh tầng 2 sơ kỳ nhưng cơ thể hắn cường độ nhưng có linh thần cảnh 4 tầng trung kỳ. Bình thường người tu luyện sẽ không cố ý đi tu luyện nhục thân, phổ thông dưới tình huống thực lực và nhục thân nằm ở tương đồng tầng thứ, nếu Diệp Thần Phong sức chiến đấu cường hãn như vậy, như vậy hắn liền không có khả năng lắm sẽ tu luyện nhục thân rồi, dù sao nhục thân cường độ ở trong chiến đấu chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Tại Diệp Thần Phong cùng Kim An Long lần nữa mở ra một cái võ đài sau, Người ở chỗ này mới từ từ phản ứng lại. Thính phòng người bên trong, bọn hắn còn chưa kịp ngạc nhiên Diệp Thần Phong sức chiến đấu, trước mắt lại xảy ra biến cố như vậy, bọn hắn nguyên vốn hẳn nên yếu than thở Diệp Thần Phong sức chiến đấu, nhưng hiện tại bọn hắn lại đáng thương lên Diệp Thần Phong đến. Này Kim An Long ở chính giữa châu vẫn có chút danh khí, đặc biệt là cơ thể hắn cường độ tại trẻ tuổi bên trong lưu truyền rộng rãi. Kim An Long cũng thật là hèn hạ. Cơ thể hắn có linh thần cảnh 4 tầng trung kỳ. Mà tiểu tử này rõ ràng là lần đầu tiên tới Tử Vong Arena, dĩ nhiên cũng làm được kim an long lừa gạt nhục thân võ đài. Tiểu tử này thân thể không giống như là tu luyện nhục thân, cơ thể hắn cường độ không sẽ vượt qua hóa thần cảnh 7 tầng. Tiểu tử này tuy rằng thật sự một chiêu giết linh thần cảnh một tầng sơ kỳ cường giả, nhưng hắn quay đầu lại hay là muốn chết ở Tử Vong trong sân đấu? Chu Thiên Trấn cùng Chu Nam Lợi nhìn xem trên võ đài Chu Hạo thi thể, hai người bọn họ có vẻ hơi dại ra, điên cuồng áp chế lửa giận trong lòng, bọn hắn nhưng không dám ở nơi này động thủ, lại nói thực lực của bọn họ cũng so không hơn Vân Quang Vinh đám người A Hát. Tiết huyền tình cùng Vân Quang Vinh bọn hắn nghe được Chu Vi thính phòng bên trong tiếng bàn luận sau, trong lòng bọn họ vừa vặn sinh ra kinh hỉ biến mất không còn chút nào. Diệp thần phong đích thật là một chiêu giải quyết xong Chu Hạo, nhưng bây giờ lại lại lâm vào một cái khác trong hiểm cảnh. Bây giờ trên lôi đài kết giới đã bao phủ, bọn hắn những người này căn bản vô pháp nhúng tay rồi. Ngồi ở thính phòng bên trong du thạch thanh cùng cố hình nhi. Đôi thầy trò này hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần Phong có thể một chiêu giết Chu Hạo, nhìn thấy lại cùng Kim An Long rằng có Diệp Thần Phong. Du Thạch Thanh cười nói, tên tiểu tử này có chút thú vị, không nghĩ tới lão phu ta lần này nhìn lầm. Hình nhi, xem ra ta muốn vô duyên vô cớ đưa ngươi một yêu cầu cũng không được rồi, đây là ý trời A hát. Cố hình nhi trên gương mặt là vẻ không vui, người hiện tại không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong sức chiến đấu rất mạnh, nhưng nàng chính là một cái người không chịu thua, nàng nói nói, sư phụ, không bằng chúng ta trở lại đánh cược một lần đi. Ta xem tiểu tử này lần này chắc chắn sẽ không vượt qua kim gia kim an long rồi, người không nghe chung quanh nghị luận sao. Kim An Long nhục thân tại linh thần cảnh bốn tầng trung kỳ, bất quá, này Kim An Long cũng thực đủ vô sỉ. Dù Thạch Thanh cười nói, ta hiện tại ngược lại là so sánh xem trọng người này, nếu đổ nhi ngươi muốn cùng ta đánh cuộc, như vậy vi sư sẽ thấy cùng ngươi đánh cược một lần đi. Nếu như tên tiểu tử này thua ở Kim An Long trong tay, ta vẫn cứ có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Cố Hinh Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thầm nói, ta cũng không tin cơ thể hắn cường độ sẽ vượt qua Kim An Long rồi. Về phần ngồi ở trong góc Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, các nàng mặc dù lớn gây nên đoán được Diệp Thần Phong hội vượt qua Chu Hạo, nhưng các nàng không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ đoạt được thoải mái như vậy. Nhưng bây giờ hai người bọn họ cũng không thể không vì Diệp Thần Phong lo lắng, các nàng mặc dù nhỏ trộm tiểu tặc kêu Diệp Thần Phong, nhưng trong lòng các nàng đối Diệp Thần Phong là tràn đầy cảm kích. Hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ thực lực, nhục thân cường độ có thể đến trình độ gì? Coi như là như thế nào đi nữa kiểu như châu bò tu luyện nhục thân người, cũng không có khả năng lắm tại hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, nhục thân là có thể vượt qua linh thần cảnh 4 tầng trung kỳ, hơn nữa Diệp Thần Phong cũng không như là tu luyện nhục thân. Giang Thải Huyên hỏi, tiểu tặc tử lúc này yếu lật thuyền trong mương, người nói làm sao bây giờ? Ngô Lăng Hương đơn giản hồi đáp, nhìn xem tình huống. Tại thời khắc nguy cấp nhất, phá tan kết giới đem tiểu tặc cứu ra. Xem ra Giang Thải Huyên cùng Ngô Lăng Hương có phá tan võ đài kết giới phương pháp xử lý. Trên lôi đài, Diệp Thần Phong nhìn vẻ mặt đắc ý Kim An Long. Hàng này liền đột nhiên như vậy nhô ra khiêu khích hắn, thậm chí cho hắn bố trí cái này cái bẫy, hàng này liền tự cho là đúng. Diệp thần phong đem thanh vân kiếm thả lại sau lưng, từng ở địa huyền giới cũng có người cùng hắn so với liều qua nhục thân, chỉ là linh thần cảnh bốn tầng trung kỳ nhục thân cường độ hắn chả không để vào mắt, dù sao hắn bây giờ nhục thân cường độ nhưng là có linh thần cảnh tầng sáu sơ kỳ. Diệp thần phong đạm mạc nói, người bây giờ rất đắc ý sao? Người cho rằng nhất định có thể giết chết ta rồi sao? Kim An Long cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Người bớt ở chỗ này giả vờ chấn định, Bây giờ kết giới mở ra, ai cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, Kim An Long hướng về Diệp Thần Phong xung kích tới. Thấy Diệp Thần Phong không có tránh né ý tứ, Kim An Long nụ cười trên mặt càng thêm điên cuồng, hắn miệng quát: "Tiểu tử, đi chết đi cho ta." Kim An Long thân thể trực tiếp đụng vào Diệp Thần Phong trên thân thể. Tưởng tượng Diệp Thần Phong máu thịt be bét hình ảnh chưa từng xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần Phong đứng bất động đứng nguyên tại chỗ ngược lại là Kim An Long được phản chấn lui về phía sau năm bước, trên thân thể nứt ra rồi từng đạo vết máu. Kim An Long hoảng sợ tự nói, điều này sao có thể? Ta, còn không có đợi hắn nói hết lời, Diệp Thần Phong chủ động đánh ra, thân thể của hắn một lần lại một lần va chạm hướng về Kim An Long. Âm, um, âm, um, âm, um. vang trầm không ngừng vang lên. A hát, a hát, a hát. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng ở trong không khí. Kim An Long to lớn tráng thân thể một lần lại một lần được Diệp Thần Phong cho va bay ra ngoài, bên trong thân thể của hắn xương nhanh chóng được đụng gãy, huyết nhục cùng da thịt cũng bị va chạm không ra hình thù gì. Không bao lâu thời gian, máu me khắp người Kim An Long liền như con chó chết nằm ở trên võ đài rồi. Ở đây là yên lặng như tờ. Diệp Thần Phong nhân vật này đến cùng là từ đâu nhô ra. Kim An Long nhưng là có linh thần cảnh 4 tầng trung kỳ nhục thân cường độ AH. Chương 2109, Trung Châu năm đại công tử. Tử vong Arena thính phòng tầng cao nhất, mỗ giữa xa hoa phòng khách quý bên trong. Năm tên dáng dấp tuấn lãng thanh niên ngồi ở trong đó, bọn hắn đem đáy ngọn nguồn dưới trên lôi đài cảnh tượng hoàn toàn thu nhập đáy mắt. Trong đó hai tên thanh niên vẻ mặt phiền muộn cực kỳ, bọn hắn trong con ngươi lóe lên lửa cháy hừng hực cái này hai tên thanh trong năm, một người trong đó chính là tiêu giao cung thiếu chủ La Kỳ Trắng, trước đó tại Linh Dược trong thành thời điểm, La Kỳ Trắng nhiều lần tại Diệp Thần Phong trong tay ăn quả đắng. Chính là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, ban đầu ở viên khôn tiệc mừng thọ bên trên, vẫn có một ít luyện dược các tổng bộ trưởng lão đến phủng trang. La Kỳ Trắng tại biện dược bên trên đã thua bởi một tên tứ phẩm luyện dược sư, đã tại trình độ nhất định bên trong lưu truyền ra ngoài, dù sao Viên Khôn lúc đó giới thiệu Diệp Thần Phong thời điểm, nói Diệp Thần Phong là một gã tứ phẩm luyện dược sư, những người còn lại đương nhiên cũng liền cho là như vậy. Lần sau sau khoảng cách linh dược thành không xa Âm Minh Tông địa chỉ cũ phát sinh biến cố, La Kỳ Trắng dựa vào nuốt vào phần liền tăng lên một cái tiểu tầng thứ, chuyện này cũng không gì đáng trách trong cái vòng tròn này truyền ra, lúc trước người biết chuyện này cũng không ít, gần đoạn thời gian La Kỳ Trắng đã trở thành phạm vi một cái chê cười dựa vào nuốt vào phân và nước tiểu tăng lên một cái tiểu tầng thứ, chuyện này quả thật là xưa nay chưa từng có sự tình. Một người khác vẻ mặt đồng dạng âm úc thanh niên, hắn chính là Trung Châu Kim gia đệ nhất thiên tài Kim biết nhảy, hắn lần này là đại biểu Kim gia tham gia thiên huyền thịnh điển. Tuy rằng Trung Châu nhất lưu trong thế lực cường hãn nhất ba cái tông môn chính là Đốt Ma Cốc, Thiên Kiếm Tông cùng Tiêu Giao Cung, thế nhưng Trung Châu Kim gia tại nhất lưu trong thế lực có thể tính là thượng đẳng. Kim biết nhảy thiên phú cũng cực kỳ tốt, hắn ngoại trừ là Kim gia đệ nhất thiên tài bên ngoài, hắn và La Kỳ Bạch nhất dạng cũng là Trung Châu ngũ đại công tử một trong. Đương nhiên phòng khách quý bên trong còn lại ba người, bọn hắn tự nhiên là Trung Châu ngũ đại công tử bên trong mặt khác ba cái thành viên. Trong đó người mặc một bộ trường bào màu đen, trên mặt hiện lên từng tia từng tia tà. Ý, hắn chính là đốt ma cốc thiếu chủ mục vân lương. Một người khác ăn mặc trường sam màu trắng, nhìn qua một bộ chính nhân quân tử hắn chính là thiên kiếm tông thiếu chủ hoa trường sinh một tên sau cùng môi hồng răng trắng tướng mạo để phần lớn nữ nhân đều đố kỵ giống như một cái giả tiểu tử nếu không phải là hắn yết hầu trên có hầu kết tuyệt đối sẽ bị người ngộ nhận là nữ giả nam trang hắn chính là trung châu mộ dung ra mộ dung tô mưa mộ dung ra ở chính giữa châu thực lực chỉ đứng sau đốt ma cốc thiên kiếm tông cùng tiêu giao cung la kỳ trắng kim biết nhảy Mục Vân Lương, Hoa Trường Sinh cùng Mộ Dung Tô Mưa, năm người này chính là Trung Châu Ngũ Đại Công Tử rồi. Ngũ Đại Công Tử trong lúc đó cũng không hề ở bề ngoài như vậy hòa thuận. Đáy ngọn nguồn xuống lôi đài thượng, được Diệp Thần Phong đánh cho như con chó chết Kim An Long. Hắn là mình đến đến tử vong Arena, hắn cũng không biết Kim biết nhảy cũng ở nơi đây, hắn là mình đơn độc mở ra một cái phòng khách quý. Kim biết nhảy lấy tư cách Trung Châu Kim ra đệ nhất thiên tài, hắn đương nhiên là càng hiểu linh châu cùng huyền châu kim gia bị diệt sự tình rồi nhưng làm là thiên tài hắn có sự kiêu ngạo của chính mình dưới cái nhìn của hắn như diệp thần phong người như vậy còn chưa đủ tư cách khiến hắn ra tay bọn hắn ngũ đại công tử nắm giữ quyền hạn đặc biệt bọn hắn cũng không cần thông qua thiên huyền thịnh biển đấu vòng loại bọn hắn 5 người trực tiếp có thể tiến vào thiên huyền thịnh biển trận chung kết tuy rằng diệp thần phong trước đó đập phát chết luôn linh thần cảnh một tầng sơ kỳ chu hạo nhưng Kim biết nhảy vẫn không có thanh diệp thần phong để ở trong mắt, hắn đồng dạng là có thể đập phát chết luôn Chu Hạo. Thậm chí có thể so với Diệp Thần Phong làm càng tốt hơn, hắn đương nhiên sẽ không biết Diệp Thần Phong liền gần một nửa thực lực cũng không hề dùng đi ra đây. Tại Kim biết nhảy xem ra Diệp Thần Phong muốn đi vào thiên huyền thịnh điển trận chung kết cũng khó khăn, đến lúc đó Diệp Thần Phong bị loại bỏ rồi, Kim ra tự nhiên có thể quang minh tránh đại đối thanh Nguyệt Tông động thủ có thể nhường cho Kim biết nhảy không nghĩ tới chính là Kim An Long hội trong trước mắt nhô ra. Nguyên bản Kim An Long để Diệp Thần Phong trúng kế, hắn lại cảm thấy này Kim An Long cũng không phải một cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của hắn, nhục thân cường độ có tới linh thần cảnh bốn tầng trung kỳ Kim An Long, cuối cùng lại bị Diệp Thần Phong tại trên thân thể hành hạ như vậy thể. Không, xong, ra, trên võ đài, Diệp Thần Phong một chân dẫm tại Kim An Long trên ngực. Kim biết nhảy tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, Kim An Long dù sao cũng là Trung Châu Kim ra dòng chính. Kim biết nhảy thân ảnh biến mất ở phòng khách quý bên trong. Mục Vân Lương cùng Mộ Dung Tô Mưa liếc nhau một cái sau, Mục Vân Lương nói ra, Mộ Dung muội Tử, chúng ta cũng đang nhìn xem. Mộ Dung Tô Mưa nhìn xem đã rời đi Mục Vân Lương, sắc mặt hắn nộ đỏ một mảnh, bởi vì tướng mạo nguyên nhân mục phân lương thường thường hội gọi hắn muội tử nhưng mộ dung ra cùng đốt ma cốc có thâm hậu ngọn nguồn hắn chỉ có thể một mực nhẫn nhịn không đúng mục phân lương động thủ nếu như đổi lại còn lại nhưng dám gọi hắn muội tử chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua môi hồng răng trắng mộ dung tô mưa cũng lập tức biến mất ở phòng khách quý bên trong hoa trường sinh khinh thường hư lệnh một tiếng bất quá chỉ là một cái chỉ là linh châu tông môn đệ tử mà thôi Dĩ nhiên để Tam đại công tử đều đi tham gia náo nhiệt, tiểu tử kia đủ tư cách này sao? Chỉ bằng hắn chút thực lực này, hắn còn rất xa không cách nào cùng chúng ta so sánh, ta cũng đi nhìn xem cái kia phách lối tiểu tử. Hoa Trường Sinh đám người cũng không biết Diệp Thần Phong chính là lúc trước để La Kỳ ăn không xẹp cái kia tứ phẩm luyện dược sư, bọn hắn biết được tin tức cũng chỉ là một cái thô sơ giản lược đại khái mà thôi. Tại Hoa Trường Sinh cũng sau khi rời đi, la kỳ trắng hoàn toàn không che giấu nữa tâm tình của nội tâm rồi hắn bây giờ đã trở thành luyện dược các lão tổ đệ tử hắn chế thuốc chi thuật tiến bộ vô cùng lớn hắn nhìn xem trên võ đài lãnh đạm diệp thần phong hắn tự nói tiểu tử nhìn ngươi còn có thể hung hăng đến khi nào ngươi tốt nhất trước tiên thông qua thiên huyền thịnh điển đấu vòng loại đi nếu như chết ở đấu vòng loại bên trong như vậy ngươi ngay cả cùng ta giao đấu chế thuốc tư cách cũng không có La Kỳ Trắng cũng hướng về dưới đáy võ đài đạp không mà đi rồi. Trên võ đài, được Diệp Thần Phong dẫm lấy Kim An Long, hắn mũi cùng trong miệng khí tức đứt quáng, tiên huyết không ngừng từ thân thể hắn mỗi cái vị trí bốc lên, hắn hoàn toàn đã trở thành một cái máu rầm rề huyết nhân rồi. Trên thân thể đau đớn kịch liệt để Kim An Long cũng không còn lúc trước cuồng vọng, hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật, lại đang hắn đắc ý nhất nhục thân cường độ thượng hắn sẽ thua bởi một cái hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ tiểu tử, tiểu tử này nhục thân cường độ đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Tối thiểu tại linh thần cảnh 5 tầng, hoặc là tầng 6 rồi. Kim biết nhảy, mục vân lương, mộ dung tô mưa, hoa trường sinh cùng la kỳ trắng thân ảnh lần lượt xuất hiện tại võ đài dưới đáy. Trong đó mục vân lương cùng mộ dung tô mưa hết sức cảm thấy hứng thú nhìn xem trên lôi đài diệp thần phong. Hoa trường sinh trong con ngươi tràn đầy xem thường. La Kỳ Trắng ra vẻ một mặt bình tĩnh, cũng không ai biết hắn giờ khắc này trong lòng đã lửa giận lao nhanh rồi. Trung Châu Đại Công Tử đồng thời xuất hiện, thính phòng bên trong lần thứ hai bạo phát ra kinh người than thở. Ngũ Đại Công Tử bình thường cùng nhau xuất hiện tỷ lệ phi thường thấp, lần này vừa vặn là thiên huyền thịnh điển mới khiến cho trong lúc này Châu Năm Đại Thiên Tài tuyệt thế gom lại cùng nhau. Kim biết nhảy cao mày nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Thần Phong, trên lôi đài kết giới hắn không có năng lực phá tan, hắn không cho cự tuyệt nói, thanh nguyệt tông tiểu tử, người không cảm giác mình quá mức sao. Người bây giờ lập tức đem chân của người từ kim an long trên người thu hồi lại, sau đó lại cùng hắn đồng thời truyền vào linh khí, đem bao phủ lôi đài kết giới mở ra, ta có thể cho rằng hôm nay chuyện này không phát sinh. Diệp thần phong liếc nhìn kim biết nhảy, khóe miệng hắn nứt ra một đạo nụ cười. Hắn đem dẫm lấy kim an long chân phải thu lại rồi. Này làm cho kim biết nhảy hài lòng gật gật đầu. Mục Vân Lương cảm thấy rất vô vị, hắn không khỏi thấp giọng nói, thiệt thòi ta trả dưới đến mở mang kiến thức một chút đây. Nguyên lai cũng chỉ là một cái loại nhát gan. Mộ dung tô mưa ngược lại là đồng ý Mục Vân Lương quan điểm, hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong quá mềm yếu. Nằm ở trên mặt đất Kim An Long, hắn tại cảm giác được Diệp Thần Phong chân sau khi rời đi, hắn nhẫn nhịn đau nhức đắc ý nói, tiểu tử, tự coi như người thắng ta thì lại làm sao chúng ta kim ra không phải ngươi có thể đắc tội. Giang giác, xì xì. Một tiếng, kim an long trong cổ họng thanh âm im bật đi. Chỉ thấy Diệp Thần Phong thu hồi chân không là muốn thả Kim An Long, mà là đem chân chuyển qua Kim An Long trên cổ, sau đó không chút do so dự đem Kim An Long cổ cho dẫm thành một vũng máu thịt, đầu của hắn trực tiếp thoát ly thân thể, lăn tới một bên đi. Kim An Long khí tức sau khi biến mất, trên lôi đài kết giới cũng lập tức tiêu tán diệp thần phong liếc nhìn kim biết nhảy nói ra người cũng là kim ra người người cho rằng bằng vào chúng ta thanh nguyệt tông cùng kim ra ân oán ta liền tính không giết này rác rưởi các ngươi kim ra liền sẽ bỏ qua cho chúng ta sao kim biết nhảy khóe mắt che lấp trả lời một câu sẽ không diệp thần phong cười nói cái kia không phải tốt ngươi cho là ta là trắng si đâu này vẫn là ngươi là trắng si ta không giết hắn các ngươi kim gia hội đối phó chúng ta Thanh Nguyệt Tông, ta giết hắn, các người kim gia vẫn là hội đối phó chúng ta, như vậy ngươi nói cho ta, ta có lý do không giết hắn sao? Chương 2110, bạo động, khí linh chu tước. Diệp Thần Phong cùng Kim Biết nhảy tranh đấu tương đối. Làm cho Tử vong Arena bầu không khí bắt đầu rằng co. Mục Vân Lương không kiêng dè chút nào nói, thú vị, thực sự là quá thú vị rồi, như vậy mới có ý tứ ma. Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa các loại ngũ đại công tử, khí tức của bọn hắn cực hạn nội liếm, người bên ngoài căn bản cảm giác không ra thực lực của bọn họ đến cái gì tầng thứ. Từ Diệp Thần Phong cùng Chu Hạo đối chiến, đem Chu Hạo cho một chiêu miểu sát, lại tới Diệp Thần Phong cùng Kim An Long đối chiến, Kim biết nhảy đứng ra can thiệp, nhưng Diệp Thần Phong cuối cùng vẫn là không chút do dự đem Kim An Long giết đi, này một dãy chuyện để người ở chỗ này có phần đáp ứng không xuể rồi. Nguyên bản ở đây hầu như tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong sẽ chết tại Chu Hạo trong tay, nhưng kết quả đây sau hầu như tất cả mọi người lại cho rằng Diệp Thần Phong nhất định sẽ chết tại Kim An Long trong tay, nhưng kết quả đây Diệp Thần Phong không chỉ sức chiến đấu suốt kỳ cường hãn, hơn nữa thịt thân cường độ cũng trâu bò như vậy, e sợ lấy thực lực của hắn tại Hóa Thần Cảnh bên trong không hội ngộ đến đối thủ. Thính phòng bên trong người thông qua các loại đối thoại. Bọn hắn đại khái hiểu được Diệp Thần Phong linh mẫn châu Thanh Nguyệt Tông đệ tử, bọn hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ là một cái linh châu trong tông môn làm sao có khả năng sinh ra nhân vật bực này. Ngồi ở thính phòng trong góc Ngô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ trong con ngươi xinh đẹp cũng là nổi lên dị thải, các nàng không nghĩ tới nhìn như thân thể đơn bạc Diệp Thần Phong, dĩ nhiên đem thịt thân cũng tu luyện đến mạnh mẽ như thế mức độ. Tại hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ có thể có được siêu việt linh thần cảnh 4 tầng trung kỳ thịt thân, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Phù sư Các Du Thạch Thanh hắn cười ha hả nhìn xem bên cạnh Cố Hinh Nhi, nói ra, "Hinh Nhi, xem ra Vi sư lại thắng một lần, tên tiểu tử này thật sự không đơn giản a hát. Một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của ta, ta xem chiến lược của hắn đủ để cùng linh thần cảnh tầng 2 đến tầng 3 người tu luyện so sánh rồi thật không nghĩ đến Linh Châu lại còn hội sinh ra thiên tài như thế. Cố Hình Nhi trong lòng tuy rằng cực kỳ không phục, nhưng nàng nhất định muốn thừa nhận Diệp Thần Phong thật sự rất mạnh, có thể tại bực này thực lực liền có được như thế sức chiến đấu cùng thịt thân cường độ. Đây là rất nhiều người đều làm không đến, người mím môi, nói ra, sư phụ, hắn có gì đặc biệt hơn người, không phải là sức chiến đấu cùng thịt thân cường độ lợi hại một ít ma. Dù Thạch Thanh lắc lắc đầu, nói ra, người A hát ngươi, xưa nay đều là loại này không chịu thua tính cách, xem ra yếu trẻ tuổi người trong tại phù sư trình độ thượng vượt trên ngươi, ngươi mới sẽ hạ thấp sự kiêu ngạo của chính mình đầu lâu rồi, không biết lúc trước cái kia mang mặt nạ màu đen tiểu ra hỏa có hay không tới đến khí linh thành. Hình nhi, ta xem cái kia mặt nạ màu đen ra hỏa, làm thích hợp làm bạn lữ của ngươi, nếu như lần này hắn tại phù sư trong trận đấu biểu hiện đột xuất, ngươi không ngại suy nghĩ một chút hắn tại phù sư một đường thượng trình độ e sợ không thể so người yếu. Cố hình nhi sắc mặt trở nên hồng nói, sư phụ, người nói bậy nói bả cái gì đâu này. Tại trẻ tuổi trong, tuyệt đối không có ai có thể tại phù sư một đường thượng vượt qua ta cố hình nhi. Dù Thạch Thanh cùng cố hình nhi căn bản không biết bọn hắn trong miệng mặt nạ màu đen ra hỏa, liền là vừa vặn cho bọn họ mang đến kinh ngạc diệp thần phong. Chu gia gia chủ Chu Thiên chấn cùng con trai của hắn Chu Nam Lợi, bọn hắn chậm chạp mới tỉnh táo lại, bọn hắn trong con ngươi lóe lên độc ác vẻ, con mắt chăm chú như ngừng lại diệp thần phong trên người. Mà Vân Quang Vinh cùng tiết huyền tình đám người, bọn hắn đang nhìn đến diệp thần phong đem Kim An Long giết sau đó trong lòng bọn họ cuối cùng là thở phào nhẹ nhóm, thân ảnh của bọn họ lập tức xuất hiện tại diệp thần phong bên cạnh. Diệp thần phong nhìn xem chặn ở trước mặt mình Kim biết nhảy, hắn bình thản mà hỏi làm sao? lẽ nào ngươi cũng muốn cùng ta sinh tử đấu? Kim biết nhảy lạnh như băng nói, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình rồi chứ. Ngươi cùng ta là cùng một cấp độ thượng đấy sao? Ngươi cho rằng có thể giết linh thần cảnh một tầng sơ kỳ người, có thể giết Kim An Long, ngươi liền có tư cách làm đối thủ của ta sao? Tại Kim ra bên trong Kim An Long thực lực cho ta sách giày cũng không xứng. Muốn cùng ta sinh tử đấu, ngươi đây là tại cho ta mượn đến đề cao thân phận của ngươi sao? Ngươi cùng các ngươi thanh nguyệt tông sớm muộn cũng sẽ diệt vong, ta cần gì phải tại loại người như ngươi trên người lãng phí thời gian. Đợi ngươi có thể thông qua Trung Châu Thiên Huyền Thịnh Điển đấu vòng loại rồi hãy nói, đến lúc đó ta sẽ tại trong trận chung kết chờ ngươi, tại toàn bộ Trung Châu hết thải tông môn trước mặt, đem ngươi hung hăng đạp ở dưới chân. Đương nhiên nếu như đã bị chết ở tại đấu vòng loại bên trong, như vậy ngươi ngay cả để cho ta dẫm đến tư cách cũng không có. Mục Vân Lương đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn hướng về Kim Biết nhảy cười nói, người không khỏi cũng quá lấy chính mình coi là chuyện to tát đi nha. Chuyện này từ đầu tới cuối là cái này gọi Kim An Long ra hỏa tự cho là đúng, cho rằng thiết kế một cái bẫy, hắn liền trăm phần trăm hội thắng lợi rồi, hắn đây là tự thực ác quả. Mục Vân Lương lập tức hướng về Diệp Thần Phong hữu hảo nói ra, ta là đốt ma cốc Mục Vân Lương, ngươi nhưng làm coi trọng ngươi, chúng ta có thể làm bằng Hiếu đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Diệp Thần Phong nói ra, ta là Thanh Nguyệt Tông Diệp Thần Phong. Kim biết nhảy thấy Mục Vân Lương đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, hắn trong con ngươi lạnh lẽo nhộn nhạo càng thêm rõ ràng. Thiên kiếm Tông Hoa Trường Sinh, hắn nói ra, Mục Vân Lương, ngươi là ta nhóm ngũ đại công tử một trong, ngươi tự hạ thân phận cùng người như thế làm bằng hiếu, ngươi không cảm thấy mất mặt sao. La Kỳ Trắng cũng nói, đúng vậy, tiểu tử này có thể hay không thông qua đấu vòng loại cũng không nhất định, Mục Vân Lương cách làm của người có phần không ổn. Mục Vân Lương không sao cả nói ra, ta Mục Vân Lương muốn cùng ai kết bạn, này chả không phải là các ngươi có thể nhúng tay chứ. Cái gì Trung Châu ngũ đại công tử, này là người khác cho chúng ta một cái xương hô mà thôi, các ngươi vẫn đúng là chính mình nói chuyện say xưa. Mộ dung tô mưa cũng đứng ở diệp thần phong bên cạnh, xem ra hắn và Mục Vân Lương là cùng một chiến tuyến bên trong. Kim biết nhảy cùng Hoa Trường Sinh biết tại lưu lại đi cũng không có ý tứ rồi, hai người bọn họ dẫn rời đi trước tử vong Arena. La Kỳ Trắng hung hăng liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, khi hắn cũng muốn yếu lúc rời đi, Diệp Thần Phong nói ra, này không phải chúng ta tiêu giao cung thiếu chủ sao. Lần trước tại âm minh tông địa chỉ cũ dưới đáy ăn phân và nước tiểu tăng cao thực lực đệ nhất nhân trở lại nói cho cái kia gọi là thiên giang lão thất phu, ngày đó một trưởng mối thù, ta tuyệt đối sẽ gấp trăm lần, nghìn lần đòi lại. La kỳ trắng cũng không có hứng thú cùng Diệp Thần Phong ở nơi này động thủ, bọn hắn ngũ đại công tử trong lúc đó chính là người cạnh tranh, bây giờ còn không thích hợp bảo. Lộ chính mình quá nhiều thực lực, trước đó Kim Biết nhảy không có lựa chọn sinh tử đấu, hắn khả năng có một phần nguyên nhân, đích thật là cho rằng Diệp Thần Phong không đủ tư cách làm đối thủ của hắn, trọng yếu nhất một nguyên nhân khác chỉ sợ sẽ là không muốn sớm bạo lộ thực lực la kỳ trắng hử lạnh nói tiểu tử ta xem ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng ta chờ nhìn ngươi có thể vào lần này thiên huyền thịnh điển bên trong lật lên cái gì bọt nước đến đương nhiên của ta lão tổ la thiên giang cũng tới quan sát nói xong la kỳ trắng cũng rời khỏi diệp thần phong dĩ nhiên cùng tiêu giao cung lão tổ la thiên giang cũng có thù là Thiên Giang nhưng là thứ thiệt thần vương cảnh cường giả a há hát. Này làm cho Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa một trận ngạc nhiên, này Diệp Thần Phong đến cùng cái hạng người gì. Mục Vân Lương lập tức chỉ vào mộ dung tô mưa, hắn đối với Diệp Thần Phong giới thiệu, vị này chính là mộ dung ra mộ dung tô mưa. Diệp Thần Phong liếc nhìn mộ dung tô mưa nói, mộ dung cô nương, rất hân hạnh được biết ngươi. Xì xì, một tiếng, câu nói này vừa ra, Mục Vân Lương lập tức không nhịn được bật cười lớn, mà Mộ Dung Tô Mưa sắc mặt cũng một trận khó coi. Diệp Thần Phong lúc này mới chú ý tới Mộ Dung Tô Mưa trên cổ có hầu kết, này Mộ Dung Tô Mưa dĩ nhiên là một người đàn ông. Nhưng này Mộ Dung Tô Mưa bề ngoài và khí chất quá giống nữ nhân, trên người nam nhân quần áo cho hắn tăng thêm một vệt anh khí. Tại Mộ Dung Tô Mưa nằm ở bạo phát biên giới thời điểm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn tại khí linh trong thành truyền ra. Sát theo đó, tại khí linh trong thành chính giữa khu vực, một con màu lửa đỏ chu tước hư ảnh phóng lên trời. Một tấm to lớn năng lượng màu trắng lưới, đem con này chu tước hư ảnh cho bao lại rồi. Con này to lớn chu tước hư ảnh muốn tránh thoát bao lại nó to lớn năng lượng màu trắng. Từng đợt xung động tại khí linh trong thành lan tràn ra rồi cuồn cuộn sóng nhiệt cũng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Mục Vân Lương cao mày nói ra, đó là luyện khí các tổng bộ vị trí, ta đã sớm nghe nói luyện khí các nội bộ được nhốt một con khí linh rồi, không nghĩ tới là mạnh mẽ như thế chu tước khí linh, xem ra luyện khí các tổng bộ những người kia cũng không cách nào trấn áp này chu tước khí linh rồi. Huynh đệ, có hứng thú hay không cùng đi tập hợp tham gia trò vui? Mục Vân Lương nhìn hướng Diệp Thần Phong. Diệp Thần phong thân là luyện khí sư, hắn đối khí linh cũng là có hiểu một chút, hắn lập tức nói ra, "Được, chúng ta liền đi luyện khí các tổng bộ xem một chút đi." Chương 2111, bốn vực, đi chịu chết. Khí linh trong thành, rất nhiều người tu luyện đều tại hướng về luyện khí các tổng bộ lao đi. Càng là tiếp cận luyện khí các tổng bộ, nhiệt độ chung quanh lại càng cao, mặt đất chấn động tần suất lại càng nhanh từng luồng từng luồng tứ tán mở lửa nóng khí thế mạnh mẽ, để không ngừng tới gần người tu luyện nhíu chặt mày lên, thậm chí thực lực nhỏ yếu người tu luyện, bọn hắn trên da đều có đốt cháy khét dấu hiệu xuất hiện, phải biết bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn tới gần luyện khí các tổng bộ đây. Con kia phóng lên trời to lớn chu tước hư ảnh, cổ họng của nó bên trong phát ra sắc bén tiếng rên rỉ, điên cuồng dẫy dụa chút nào không được tác dụng, cuối cùng vẫn là được tấm kia to lớn năng lượng màu trắng lưới kéo xuống tại Diệp Thần Phong, Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa đám người chạy tới luyện khí các tổng bộ thời điểm. Luyện khí các tổng bộ cửa lớn trước ngược lại là phi thường rộng rãi, tất cả mọi người đứng ở khoảng cách luyện khí các có một khoảng cách địa phương. Chỉ thấy toàn bộ luyện khí các tổng bộ được nhất cổ ngọn lửa màu đỏ thắm cho tràn ngập rồi. Đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh tiết huyền tình cùng Vân Quang Vinh đám người, bọn hắn hoàn mỹ đi bận tâm luyện khí các tổng bộ, trong lòng bọn họ còn đang suy nghĩ phát sinh ở tử vong Uriner sự tình đây. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong cùng tiêu giao cung lão tổ chả có ân oán Tiêu giao cung nhưng là trung châu hàng đầu ba thế lực lớn một trong AH. Bất quá, cái này cũng là không có biện pháp rồi, mặc kệ Diệp Thần Phong chọc tới cái nào tông môn, bọn hắn cũng sẽ cùng Diệp Thần Phong tổng cộng cùng tiến lùi. Trước đó rời đi trước tử vong Uriner Kim biết nhảy, Hoa trường sinh cùng la kỳ trắng cũng ở trong đám người. Kim Biết Nhảy đang cùng một tên luyện khí các trưởng lão phàn đàm, nguyên lai like này Kim Biết Nhảy trả là một gã luyện khí sư, hắn chính là luyện khí các tổng bộ các chủ đệ tử, luyện khí trình độ tại ngũ phẩm. Chu Vi không thiếu có mạnh mẽ thần vương cảnh cường giả khí thế tồn tại. Mục Vân Lương như quen thuộc cùng chung quanh người tu luyện đánh lắng nghe, trải qua Chu Vi người tu luyện tự thuật, Diệp Thần Phong hắn đại khái biết một chút sự tình nguyên lai là không biết tại sao. Luyện khí các bên trong một mực giam cầm khí linh chu tước bạo động lên, luyện khí các tổng bộ lão tổ thêm vào bốn vị các chủ cũng không có chân áp. Cuối cùng luyện khí các tổng bộ khẩn cấp sơ tán rồi nội bộ nhân viên, mà lão tổ cùng bốn vị các chủ không muốn để cho khí linh chu tước cứ như vậy đào thoát, bọn hắn lựa chọn tiếp tục lưu lại trong tổng bộ thử chân áp khí linh chu tước. Nhưng thay vào đó khí linh chu tước động lại lực lượng nhiều lắm, làm cho luyện khí các tổng bộ lão tổ cùng bốn vị các chủ đều vây tại trong tổng bộ không cách nào đi ra tại luyện khí các tổng bộ phát sinh biến cố thời điểm trước tiên liền có khí linh trong thành thần vương cảnh cường giả chạy tới thế nhưng khí linh chu tước hỏa diễm bài xích tất cả coi như là thần vương cảnh cường giả cũng không cách nào xông vào tiến vào bất quá thân là khí linh chu tước hỏa diễm không bài xích luyện khí sư ngọn lửa này thật giống có thể cảm giác được ai là luyện khí sư mặc dù như thế luyện khí các trong tổng bộ luyện khí sư bọn hắn cũng không dám lung tung xông vào trong đó tuy rằng hỏa diễm không bài xích bọn hắn nhưng là bọn hắn cũng chịu không được hỏa diễm nhiệt độ ah e sợ địa thần cảnh cường giả thời gian dài lưu tại ngọn lửa này bên trong cũng cần phải muốn làm cho tan tành mây khói cũng may chế tạo luyện khí các tổng bộ chất liệu phi thường đặc thù cả tòa luyện khí các trả sẽ không như thế sắp bị ngọn lửa màu đỏ thắm cho thiêu hủy. Cảm thụ chu vi càng ngày càng cao nhiệt độ, đứng ở diệp thần phong bọn hắn ở gần một tên người thu luyện, lắc đầu nói ra, xem ra lần này luyện khí các tổng bộ là giữ nhiều lành ít, đáng tiếc luyện khí các trong tổng bộ khí vực. Lần này thu được luyện khí sư thi đấu ba người đứng đầu có thể tiến vào khí vực nội, nếu như luyện khí các tổng bộ phá hủy, như vậy khí vực khẳng định cũng sẽ không tồn tại. Khí vực, Nghe vậy, Diệp Thần Phong trong lòng nghi ngờ một cái. Trước đó hắn chỉ nghe nói qua phù vực đây. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Vân Quang Vinh. Vân Quang Vinh thấp giọng cho Diệp Thần Phong giải thích lên. Nguyên lai tại luyện dược các, luyện khí các, phù sư các cùng trận pháp các này tứ đại trong các đều cũng có một vực. Luyện dược các bên trong có thuốc vực. Luyện khí các bên trong có khí vực. Phù sư trong các có phù vực. Trận pháp các bên trong có trận vực này bốn vực công hiệu là không sai biệt lắm, chỉ có nhất định tuổi tác người mới có thể bước vào trong đó, vượt ra khỏi tuổi tác giới hạn là không cách nào tiến vào. Lần này chính gặp bốn vực mở ra thời điểm, cho nên trên trời huyền thịnh điển bên trong mới tạm thời gia nhập tứ sư tranh bá. Phàm là bước vào này bốn vực nội người, bọn hắn luyện dược sư trình độ, luyện khí sư trình độ, phù sư trình độ cùng trận pháp trình độ đều sẽ có một lần mãnh liệt tăng lên, Trước đó Diệp Thần Phong cũng không có đi tìm hiểu những chuyện này, cũng có khả năng Vân Quang Vinh đám người ngộ nhận là Diệp Thần Phong là biết những chuyện này, bọn hắn trước đó cũng không có chủ động giải thích rồi. Nghe được tứ đại trong các có bốn vực, này ngược lại là để Diệp Thần Phong tâm động không ngừng, trừ đi trận vực đối với hắn sức hấp dẫn nhỏ hơn một chút bên ngoài, còn lại tam đại vực hắn tuyệt đối muốn đi một chuyến. Nếu như luyện khí các trong tổng bộ khí vực phá hủy, như vậy thật đến là một kiện phi thường đáng tiếc sự tình. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy tư thời khắc, lão hắc giang vận thiên thanh âm vang lên, tiểu tử, nếu như ta cùng lão bạch không có phán đoán sai. Như vậy này chu tước khí linh đó là viễn cổ sơ kỳ một cái tiên khí bên trong khí linh. Khí linh không là tất cả vũ khí bên trong cũng có thể sinh ra, thậm chí phần lớn tiên khí bên trong cũng sẽ không sinh ra khí linh. Một khi có khí linh, vũ khí lực phá hoại đem mức độ lớn dâng lên. Cho nên, phần lớn tiên khí cũng chỉ là sản sinh linh tính, có thể cùng người nắm giữ tâm ý tương thông mà thôi, trong đó cũng không hề sinh ra chân chính khí linh, phàm là nắm giữ khí linh tiên khí, toàn bộ có thể xưng là tuyệt thế tiên khí rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên dừng lại một chút sau đó hắn tiếp tục nói, tại viễn cổ thời đại sơ kỳ có một thanh tiên khí tên là Diễm Tước Thiên Đao, này Chu Tước phải là Thanh này Diễm Tước Thiên Đao bên trong khí linh rồi. Có người nói viễn cổ thời đại sơ kỳ, nắm giữ cái này Diễm Tước Thiên Đao cường giả, hắn quét ngang vô số cùng đẳng cấp, thậm chí so với thực lực của hắn mạnh hơn làm nhiều người, cuối cùng không biết tại sao giống như là Diễm Tước Thiên Đao băng liệt, trong đó Chu Tước khí linh cũng đã biến mất, dù sao cổ tịch thượng ghi lại không phải phi thường tỉ mỉ. Này chu tước khí linh xem ra là nhờ số trời run rủi mới lưu lạc đến luyện khí các bên trong, này khí linh nên yếu ở tại vũ khí bên trong, xem ra luyện khí các người không có năng lực đem chu tước khí linh hàng phục. Tiểu tử, có muốn hay không phải đem này chu tước khí linh hàng phục? Tương lai đối với người có lẽ có không nhỏ trợ giúp. Bất quá, hiện nay trong tay người có chân chính tiền khí chỉ là tử vong hòm quan tài mà thôi, Bóng tối này tiên khí khẳng định không thích hợp để chu tước khí linh ngốc, trong tay ngươi vài loại vũ khí bên trong, chỉ có Hỏa Vẫn kiếm cùng này chu tước khí linh thuộc tính tương đồng, hơn nữa chế tạo Hỏa Vẫn kiếm chất liệu có thể chế tạo tiên khí, cho nên Hỏa Vẫn kiếm hiện nay tuy rằng còn chưa có tới tiên khí trình độ, thế nhưng để chu tước khí linh ở bên trong hẳn là không thành vấn đề được rồi. Chỉ khi nào chu tước khí linh tiến vào Hỏa Vẫn trong kiếm, sức mạnh của nó nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Dù sao nó là tiên khí khí linh, chỉ có tại tiên khí bên trong mới có thể phát huy nó uy lực thật sự, nhưng nếu như không đem nó đưa đặt ở vũ khí bên trong, dùng ngươi thực lực trước mắt, ngươi căn bản vô pháp trực tiếp khống chế Chu Tước khí linh. Chờ ngươi về sau đem hỏa vẫn kiếm thăng cấp làm tiên khí rồi, này Chu Tước khí linh power cũng sẽ khôi phục đến thì ra là tầng thứ. Thế nào, tiểu tử, có muốn hay không thử một lần? Diệp thần phong nhìn xem phía trước mặt lửa cháy hừng hực, hắn đương nhiên cũng muốn này chu tước khí linh được rồi, chỉ cần đem chu tước khí linh hàng phục, như vậy những người khác tự không khả năng từ trong tay hắn thu được chu tước khí linh được rồi. Nhìn một vòng chu vi người nghị luận phân phân, Diệp thần phong đối với tiết huyển tình cùng mục vân lương đám người, nói ra ta rời đi một chuyến, lập tức trở về. Tiết huyền tình cùng mục vân lương mấy người cũng không phải phi thường lưu ý, diệp thần phong lặng lẽ tiến vào khoảng cách luyện khí các tổng bộ một chỗ không xa tối tăm trong ngõ hẻm trên người hắn lập tức thay đổi một cái quần áo trên mặt mang một cái mặt nạ màu trắng trước hắn lợi dụng đặc thù chất liệu đã làm ra không ít mặt nạ lúc trước tham gia phù sư các chọn lựa hắn là mang mặt nạ màu đen những này đặc thù mặt nạ mang trên mặt cho dù là chân chính cường giả cũng không có khả năng lắm thông qua cảm giác phán đoán ra diệp thần phong tướng mạo mang mặt nạ màu trắng trên người thay đổi một cái quần áo diệp thần phong, hắn một lần nữa chen vào luyện khí các trước trong đám người, cuối cùng tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, diệp thần phong trực tiếp tiến vào lửa cháy hừng hực bên trong. Thấy diệp thần phong tiến vào luyện khí các nội bộ, hơn nữa rất nhiều người đều cảm giác được diệp thần phong thực lực tại hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, cho nên rất nhiều trong lòng người đều toát ra một cái ý tưởng giống nhau, cái kia chính là người này căn bản là tiến đi chịu chết ngọn lửa này nhưng là địa thần cảnh cường giả cũng không cách nào thời gian dài ở trong đó dừng lại, một cái hóa thần cảnh người tiến vào có thể đưa đến tác dụng gì. Cái này mặt nạ màu trắng người cũng hẳn là luyện khí sư chứ. Bằng không cũng không khả năng tiến vào bên trong, trực tiếp sẽ bị khí linh chu tước hỏa diễm bài xích ở bên ngoài. Chấm chấm chấm, chương 2112, đột phá, tăng nhanh thích ứng. Vương trưởng lão, Người nọ là chúng ta luyện khí các luyện khí sư sao? Đứng ở luyện khí các tổng bộ bên ngoài kim biết nhảy hắn hỏi bên cạnh một ông già. Này vương trưởng lão lắc lắc đầu, nói ra, dấu đầu lòi đuôi, ta nhưng không nhớ rõ chúng ta tổng bộ có như thế một cái luyện khí sư rồi. Lần này có luyện khí sư thi đấu, ta xem cái kia mang mặt nạ màu trắng người. Hắn tám thành là sinh ra giã lộ tử luyện khí sư, thực lực chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ hắn luyện khí trình độ hội cao đi nơi nào. Khí linh chu tước không phải chó và mèo có thể hàng phục, liền ngay cả lão tổ cùng bốn vị các chủ liên thủ đều bó tay toàn tập, cái kia mặt nạ màu trắng người hắn vốn là đi tìm chết, thật không biết lão tổ bọn hắn ở bên trong thế nào rồi. Đứng ở đoàn người nơi kín đáo Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ mày liễu vừa nhíu, trên người các nàng đều có năng lực nhận biết pháp bảo, các nàng luôn cảm giác cái kia mặt nạ màu trắng người khí tức có phần quen thuộc, nhưng nàng nhóm trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi rồi, dù sao diệp thần phong khí tức trên người được lão bạch cùng lão hắc một chút cải biến một chút. Đồng dạng cùng theo một lúc tới chỗ này phù sư các du thạch thanh cùng cố hình nhi, trong đó du thạch thanh cười nói, lại là một cái người đeo mặt nạ, lúc trước đến chúng ta phù sư các mặt nạ màu đen người, hắn ngược lại là cho ta một cái khiếp sợ, này mặt nạ màu trắng người là chỉ có hư bề ngoài đâu này. Hay là thật có mấy phần bản lĩnh? Cố hình nhi gò má vi vi một cổ, nói, sư phụ, không phải trên đời này hết thảy mang mặt nạ người đều là nhân vật lợi hại. Này mặt nạ màu trắng người tại sao có thể cùng lúc trước cái kia mặt nạ màu đen người đánh đồng với nhau? Dù thạch thanh cười nói, ôi, không sai a hát, đồ nhi của ta biết giữ gìn người mình thích. Cố hình nhi biếu môi ba nói, sư phụ, người tại nói bậy, ta liền không để ý tới người rồi. Ta chỉ là muốn tự tay tại phù sư trình độ thượng đánh bại cái kia mặt nạ màu đen người mà thôi. Về phần Thiết Huyền Tình cùng Mục Vân Lương đám người, bọn hắn cũng hoàn toàn không có cảm thấy được tiến vào tổng bộ mặt nạ màu trắng người chính là Diệp Thần Phong. Giờ khắc này, luyện khí các tổng bộ bên trong đại sảnh, ngọn lửa màu đỏ thắm che kín mỗi một góc, một con to lớn chu tước hư ảnh xoay quanh ở đại sảnh đỉnh chóp. Tại đỉnh chóp bên trên là một tấm năng lượng màu trắng năm tên lão giả tránh né ở đại sảnh dưới góc phải địa phương một tên trong đó thực lực tại thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong chính là luyện khí các lão tổ đàm nguyên vũ luyện khí sư trình độ tại bát phẩm một người khác thực lực tại thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ chính là luyện khí các các chủ rừng thọ bình luyện khí trình độ cũng đang bát phẩm đứng ở đàm nguyên vũ bên cạnh một tên mặt mũi nhăn nheo lão đầu hắn chính là luyện khí các tam đại phó các chủ một trong sư phụ anh trác thực lực trên đất thần cảnh bảy tầng sơ kỳ. Luyện khí trình độ tại thất phẩm. Đứng ở đàm nguyên vũ một bên khác một tên lão đầu, hắn là đồng dạng là luyện khí các phó các chủ cao vũ trúc, thực lực trên đất thần cảnh bảy tầng trung kỳ, luyện khí trình độ cũng đang thất phẩm. Một tên sau cùng lão giả ngược lại là Diệp Thần Phong người quen. Ban đầu ở huyền châu Linh Thủy Thành thời điểm, Diệp Thần Phong tham gia Linh Thủy Thành luyện khí các phân bộ khảo hạch, lúc đó Linh Thủy Thành luyện khí các phân bộ các chủ vương hưng hoài rất là xem trọng Diệp Thần Phong, để Diệp Thần Phong sau này đi rồi Trung Châu nhất định phải tìm hắn. Này một tên sau cùng lão giả chính là Vương Hưng Hoài rồi, hắn đang đột phá đến thất phẩm luyện khí sư đi tới tổng bộ sau. Hắn lập tức đã trở thành luyện khí các tam đại phó các chủ một trong, thực lực của hắn tại thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong, tại về mặt thực lực vượt xa khỏi hai gã khác phó các chủ địa thần cảnh sư phụ anh trác hòa cao vũ trúc bọn hắn yêu cầu lão tổ đàm nguyên vũ che chở bằng không bọn hắn nhưng chịu không được cỡ này nhiệt độ ngược lại là thiên thần cảnh rừng thọ bình thản vương hưng hoài còn có thể chính mình chống đỡ một trận đây hiện tại đàm nguyên vũ bọn hắn muốn rời khỏi cũng không được có một nguồn sức mạnh đem bọn hắn cách trở ở bên trong trên người mồ hôi tràn trề sư phụ anh trác nói ra lão tổ chúng ta kế tiếp hẳn là phải làm sao bằng mượn thực lực của chúng ta căn bản vô pháp chấn áp khí linh chu tước. Cao Vũ Trúc cũng nói, lão tổ, bằng không bọn hắn thả khí linh chu tước rời đi đi. Như vậy nhốt lại chúng ta cách trở cũng sẽ biến mất rồi. Đàm Nguyên Vũ nhíu chặt mày, nói ra, khí linh chu tước chính là chúng ta luyện khí các khai sơn tổ sư truyền xuống. Đến trong tay chúng ta chẳng lẽ muốn để khí linh chu tước thất lạc sao? kia chờ sau này ta có mặt mũi nào đi dưới cửu tuyền thấy tổ sư ra. Tại đàm nguyên vũ vừa dứt lời thời khắc, một bóng người nhanh chóng lách vào bên trong đại sảnh. Đàm nguyên vũ bọn người ở tại nhìn thấy đạo thân ảnh này, cảm giác được đạo thân ảnh này thực lực tại hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ sau đó bọn hắn nằm sắc mặt người một trận khó coi. Đàm nguyên vũ quát lên đây không phải hồ nháo sao. Là ai để một tên hóa thần cảnh luyện khí sư tiến vào? Đây quả thực là đi tìm cái chết. Trên mặt mang mặt nạ màu trắng Diệp Thần Phong, hắn khi tiến vào luyện khí các tổng bộ đại sảnh sau, hắn nhất thời được nhất cổ lửa nóng năng lượng cho đốt cháy, hắn lập tức điều động lên bên trong đan điền thanh viêm. Nhưng cho dù thanh viêm bao phủ lại toàn thân của hắn rồi, đồng dạng là không cách nào triệt để ngăn cách chu vi lửa nóng nhiệt độ, liền ngay cả trên mặt hắn đặc thù chất liệu mặt nạ màu trắng đều có hòa tan khuynh hướng. Diệp Thần Phong đồng dạng là nhìn thấy trong góc đàm nguyên vũ đám người, hắn cũng không muốn khiến những người này nhìn thấy sự chân thật của hắn diện mạo. Cảm giác trên mặt hòa tan mặt nạ màu trắng, Diệp Thần Phong đem một phần thanh viêm che trùm lên trên mặt của hắn, dùng này đến che kín mặt mũi hắn. Bên trong đại sảnh thiêu đốt cảm giác, để Diệp Thần Phong da thịt trở nên cháy đen lên. Cả người huyết nhục có loại cực hạn đâm nhói cảm giác, loại này được nhiệt độ cao đốt cháy cảm giác phi thường không dễ chịu. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Thần Phong trong lòng vui vẻ. Tại loại này nhiệt độ cao đốt cháy dưới, hắn dĩ nhiên cảm giác trong cơ thể mình hai khối long tinh phóng thích năng lượng tốc độ đang không ngừng tăng nhanh. Nguyên bản lão Bạch cùng lão Hắc yếu tạm thời tiếp quản Diệp Thần Phong thân thể. Có thể gặp đến như thế cơ hội ngàn năm một thuở, Diệp Thần Phong làm sao có thể bỏ qua, hắn ở trong lòng nói ra, lão Bạch, lão Hắc chờ một chút. Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng cảm thấy Diệp Thần Phong bên trong thân thể hai khối long tinh biến hóa, trong đó Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra tiểu gia hỏa Cho dù có thanh viêm cùng chúng ta tạm thời bảo vệ ngươi, ngươi cũng không cách nào ở nơi này dừng lại quá lâu, chúng ta cho ngươi một thời gian uống cạn chén trà. Diệp Thần Phong gật đầu đồng thời, hắn cố nén chu vi nhiệt độ cực hạn đốt cháy, mà theo trong cơ thể hai khối long tinh không ngừng thả ra từng đợt năng lượng, trong cơ thể hắn khí thế tại đột nhiên kéo lên, không bao lâu thời gian, hai khối long tinh tiêu hao, trở ngại Diệp Thần Phong đột phá bình cảnh trong nháy mắt được xông ra, hắn nhanh chóng từ hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, khóa nhập hóa thần cảnh tầng 6 trung kỳ. Theo thực lực càng đi lên, mỗi một lần tăng cao thực lực cần thiết tiêu hao long tinh hội càng nhiều hơn. Muốn không chút kiêng kỵ đại lượng hấp thu long tinh, chỉ có chờ chân chính thích ứng long tinh mới được, phải chờ tới Diệp Thần Phong trong cơ thể một lần có thể đưa vào bốn khối long tinh. Khoảng cách như vậy hắn chân chính thích ứng long tinh liền không xa. Diệp Thần Phong lập tức lại lấy ra hai khối long tinh. Cái này hai khối long tinh nhanh như chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể, khiến hắn cảm giác cả người gân mạch, xương cùng huyết nhục đau đớn một hồi, nhưng trải qua trước đó nhiều lần trải qua cái cảm giác này, hắn đã có thể cắn răng kiên trì. Theo cái này hai khối long tinh hấp thu, Diệp Thần Phong thực lực dừng lại tại nguyên chỗ không hề nhúc nhích. Hắn nhanh chóng lại đem một khối long tinh nạp vào trong người, tại đây khối thứ ba long tinh bị hấp thu đồng thời, thực lực của hắn rốt cuộc lại từ hóa thần cảnh tầng 6 trung kỳ tăng lên tới hóa thần cảnh tầng 6 hậu kỳ. Lão Bạch cùng lão Hắc cho Diệp Thần Phong thời gian không nhiều lắm. Diệp Thần Phong động tác tăng nhanh, bởi vì có hỏa diễm ngăn cản, Đàm Nguyên Vũ mấy người cũng có phần nhìn không rõ Diệp Thần Phong đang làm gì. Lúc này Diệp Thần Phong trong tay một cái lấy ra bốn khối long tinh hắn thử đem bốn khối gân rồng đồng thời nạp vào trong người nhưng chỉ có ba khối long tinh tiến vào trong cơ thể hắn kịch liệt đau nhức cảm giác nhất thời trải rộng toàn thân của hắn tuy rằng chả không cách nào lập tức đưa vào bốn khối long tinh nhưng từ hai khối tăng lên tới ba khối rồi này tối thiểu đi về phía trước một bước ba khối long tinh tiêu hao diệp thần phong thật khí thế tuy rằng không ngừng kéo lên nhưng thực lực của hắn không có được bất kỳ đột phá nào thẳng đến đem trong tay khối thứ tư long tinh nạp vào trong người, không khí chung quanh hắn cùng hỏa diễm mới một trận bạo độc, lật lên một gợn sóng, mãnh liệt khí thế từ trên người hắn phóng lên trời, hóa thần cảnh tầng 6 hậu kỳ bình cảnh trong nháy mắt bị xông phá, trong một cái hít thở liền khóa nhập hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Tại khóa nhập hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong sau đó lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, đã đến giờ, không thể chậm chế nữa rồi. Tuy rằng Diệp Thần Phong đang không ngừng đột phá thực lực, nhưng nhiệt độ chung quanh để làn da của hắn đã sớm trở nên cháy đen vô cùng. Hắn da trên người là phần lớn được tổn thương rồi, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới nhiệt độ ăn mòn, hắn là dựa vào ý chí lực kiên trì lâu như vậy. chương 2113, trong truyền thuyết bà ấn Trong góc đàm nguyên vũ đám người, bọn họ là tự thân khó bảo toàn, tại đây lửa cháy hừng hực bên trong, hành động của bọn họ cũng cơ hồ bị cắt đứt. Đàm Nguyên vũ đám người là muốn tiến lên giúp một lần Diệp Thần Phong, đáng tiếc bọn hắn cũng là hữu tâm vô lực, bọn hắn vốn cho là Diệp Thần Phong chẳng mấy chốc sẽ được đốt cháy thành cho bụi rồi, dù sao Diệp Thần Phong thực lực chỉ có tại hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ. Có thể khiến bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới sự tình lại xảy ra. Diệp Thần Phong chẳng những không có được nơi này ngọn lửa màu đỏ thắm cho đốt cháy chết, hơn nữa thực lực rõ ràng không thể tưởng tượng nổi liên tục tăng lên. Trực tiếp từ hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ tăng lên tới hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Chuyện này quả thật là để cho bọn họ năm người chố mắt ngoác mồm rồi. Bởi hỏa diễm dày đặc, bọn hắn cũng không có chú ý tới, Diệp Thần Phong một lần lại một lần lấy ra long tinh đến hấp thu. Cho nên, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong là trực tiếp lợi dụng nơi này hỏa diễm đột phá vậy thì để tâm tình của bọn họ không cách nào bình tĩnh. Lại có bọn hắn nhìn thấy bao vây lấy diệp thần phong thanh viêm, bọn hắn một mắt liền nhận ra đây là thiên địa chi hỏa rồi. Cả người ra thịt trở nên cháy đen vô cùng diệp thần phong, hắn chuẩn bị đem quyền khống chế thân thể giao cho lão bạch cùng lão hắc, hắn liếc mắt nhìn nơi xa trong góc đàm nguyên vũ đám người, thanh âm hắn trong trẻo nói, nếu như ta hàng phục này khí linh chu tước, cái này khí linh liền thuộc về ta rồi, ta nghĩ các ngươi hẳn là không có ý kiến chứ. Dù sao các ngươi không cách nào hàng phục chu tước khí linh, đến cuối cùng các ngươi cũng chỉ có thể đủ đem này chu tước khí linh để cho chạy. Nằm ở trong khiếp sợ đàm nguyên vô cùng rừng thọ bình đẳng người, bọn hắn khi nghe đến Diệp Thần Phong cố ý làm cho thanh âm khàn khàn sau, trên mặt bọn họ khiếp sợ nhất thời không còn sót lại chút gì rồi. Bọn hắn nằm trong lòng người toát ra một cái ý tưởng giống nhau, người này cũng không đang nói đùa chứ, Tuy rằng Diệp Thần Phong tại ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong liên tục đột phá thực lực, cái này xác thực để cho bọn họ kinh ngạc một phen, thế nhưng Chu Tước Khí Linh nói là hàng phục là có thể hàng phục đấy sao? Đây chính là tiên khí bên trong khí linh a hát, liền ngay cả bọn hắn năm người liên thủ đều không thể đem này khí linh chấn áp, chứ nói chi là đem này chu tước khí linh hoàn toàn hàng phục. Diệp thần phong bây giờ cho dù liên tục tăng lên thực lực, hắn cũng chẳng qua chỉ là một gã hóa thần cảnh tầng sáu đỉnh phong người tu luyện mà thôi một cái hóa thần cảnh tầng sáu đỉnh phong người tu luyện làm sao có khả năng hàng phục chu tước khí linh đàm nguyên vũ đám người lập tức cảm giác diệp thần phong là một cái nói ẩu nói tả người đàm nguyên vũ quát lạnh nếu như ngươi có thể hàng phục chu tước khí linh như vậy ngươi cứ việc có thể cầm chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản diệp thần phong làm người hay là có nguyên tắc hắn và luyện khí các không thù không oán, ngược lại bây giờ tam đại phó các chủ một trong vương hưng hoài, ban đầu ở huyền châu Linh Thủy Thành cũng coi như là đối với hắn có ân tình, cho nên có một số việc hay là hỏi rõ ràng tốt. Khi nghe đến Đàm Nguyên Vũ đồng ý sau đó Diệp Thần Phong đem quyền khống chế thân thể hoàn toàn giao cho Lão Bạch cùng Lão Hắc, một cổ bá đạo năng lượng trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn thân của hắn. Diệp Thần Phong quần áo trên người phần phật, con mắt một đen một trắng, tim đập tần suất nhất thời tăng nhanh, ngược dùng một loại nhịp điệu phập phồng, tầm mắt như ngừng lại trên đỉnh đầu, vẫn cứ đang không ngừng muốn muốn trùng kích đi ra chu tước khí linh. Đối phó khí linh là lão hắc giang vận thiên am hiểu, lão bạch chỉ là đem một phần lực lượng cung cấp đi ra. Chỉ thấy được lão hắc khống chế diệp thần phong, hai cánh tay của hắn đồng thời ở trong không khí vẽ ra một nửa hình tròn, nhất cổ kỳ lạ sóng năng lượng tại chung quanh hắn bốc lên. Sau đó, hai tay của hắn ở trong không khí liên tục kết ấn chỉ là hai cái hô hấp ở giữa hắn liền kết được bốn cái phức tạp dấu ấn hắn con ngươi ngưng lại hàng linh ấn nguyên bản ở trong góc nhìn xem tất cả những thứ này đàm nguyên vũ đám người bọn hắn sắc mặt đột biến bọn hắn chỉ cảm giác trong cơ thể lực lượng nào đó được rút một chút bọn hắn được rút đi lực lượng nào đó nhanh chóng hướng về diệp thần phong ngưng tụ bốn cái phức tạp dấu ấn hội tụ cuối cùng trực tiếp trào vào bốn cái dấu ấn bên trong. Bốn cái phức tạp dấu ấn không ngừng lập lòe ánh sáng màu trắng. Đang hấp thu đàm nguyên vũ các loại bên trong cơ thể một ít lực lượng nào đó sau, này bốn đạo ấn ký đồng thời hướng về trên đỉnh đầu chu tước khí linh đánh tới rồi. Bốn đạo phức tạp dấu ấn trực tiếp đã đánh vào chu tước khí linh trong cơ thể. Nguyên bản một mực tại tránh thoát chu tước khí linh, nó phát ra rên rỉ càng thêm chói tai rồi bất quá, động tác của nó cũng biến thành trì hoãn một ít. Nằm ở trong góc đàm nguyên vũ, hắn đã sớm là sắc mặt kịch biến rồi, ở bên trong thân thể lực lượng nào đó được rút đi một ít, lại nhìn tới trước mắt phát sinh tất cả, hắn thậm chí hoài nghi mình nhìn đến có phải không thật sự. Đàm nguyên vũ môi run cầm cập, hắn không dám tin nói ra, này, đây là viễn cổ thời đại trong truyền thuyết hàng linh ấn. Đây là chuyên môn dùng để hàng phục khí linh dấu ấn một trong, có thể hội tụ chu vi luyện khí sư trong cơ thể đặc thù sức mạnh, dùng này đến để dấu ấn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Này hàng linh ấn làm sao có khả năng xuất hiện tại bây giờ cái thời đại này. Hơn nữa còn là ở một cái hóa thần cảnh trong tay người triển khai ra. Một bên rừng thọ bình, sự anh chác, cao vũ trúc cùng vương hưng hoài bốn người này, bọn hắn cảm nhận được trong cơ thể được rút đi một chút năng lượng, bọn hắn cũng cảm giác được cực kỳ khó mà tin nổi, vừa vặn loại cảm giác đó bọn hắn căn bản vô pháp ngăn cản chỉ có thể mặc cho bên trong thân thể năng lượng nào đó được rút đi một chút các chủ rừng thọ bình hỏi lão tổ lẽ nào hắn thật sự có thể hàng phục khí linh chu tước sao hắn thậm chí ngay cả trong truyền thuyết hàng linh ấn đều sẽ đàm nguyên vỗ trực tiếp lắc đầu nói này còn xa xa chưa đủ đây chỉ dựa vào hàng linh ấn một cái ấn vẫn là không cách nào hàng phục chu tước khí linh trừ phi Đàm Nguyên Vũ lời nói vẫn không nói gì. Chỉ thấy nơi xa con mắt một trắng một đen Diệp Thần Phong, hai tay của hắn lần thứ hai nhanh chóng kết ấn rồi, một loại năng lượng màu đỏ tại chung quanh hắn phân tán, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, hắn lúc này liên tục kết được tám cái phức tạp dấu ấn. Ngự Linh Ấn Tại tám cái càng thêm phức tạp dấu ấn hình thành trong nháy mắt. Đàm Nguyên Vũ lúc này là kinh ngạc không ngậm mồm vào được miệng rồi, bọn hắn nằm bên trong cơ thể đặc thù nào đó sức mạnh, phảng phất trong nháy mắt đã bị rút khô, một mạch trào vào tám cái càng thêm phức tạp dấu ấn bên trong. Tám cái càng thêm phức tạp dấu ấn bỗng nhiên phóng ra kinh người hào quang màu đỏ, dường như giống như sao băng hướng về trên đỉnh đầu chu tước khí linh lao đi, cuối cùng mãnh liệt chui vào chu tước khí trong linh thể. Tại đây ngự linh ấn đi vào chu tước khí trong linh thể sau. Nguyên bản động tác trở nên chậm chu tước khí linh, nó chuyện này giận tím mặt rồi, nó không lại ra sức tránh thoát, nó trong mắt màu đỏ rực nhìn hướng dưới đáy Diệp Thần Phong, cực hạn lửa nóng nhiệt độ hướng về Diệp Thần Phong phả vào mặt. Bên trong thân thể lực lượng nào đó tạm thời được rút khô đàm nguyên vũ đám người, bọn hắn đúng là không có hoàn toàn thoát lực, dù sao loại sức mạnh này chỉ có luyện khí sư mới có, phổ thông sức mạnh cũng không hề được ngự linh ấn lấy ra. Đàm nguyên vũ kinh ngạc nói, hắn, hắn thậm chí ngay cả trong truyền thuyết ngự linh ấn đều sẽ. Này Ngự Linh ấn tên như ý nghĩa chính là khống chế khí linh ý tứ, không nghĩ tới tại bây giờ cái thời đại này, còn có người hội hàng linh ấn cùng Ngự Linh ấn. Coi như là chúng ta luyện khí các tổ sư ra đối hai loại dấu ấn cũng là không hiểu nhiều lắm. Có thể coi là là thi triển ra hàng linh ấn cùng Ngự Linh ấn, muốn liền như vậy hàng phục chu tước khí linh, đây là kém chút hỏa hầu rồi, hắn trừ phi hội trong truyền thuyết đệ tam ấn phong linh ấn, hắn mới có thể đem chu tước khí linh triệt để thu phục được lão hắc khống chế diệp thần phong không ngừng lợi dụng ngữ linh ấn lực trưởng khống nỗ lực muốn đem chu tước khí linh hành động triệt để hạn chế trụ nhưng này chỉ chu tước khí linh so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn nó hầu lung trong tiếng rên rỉ không ngừng cuối cùng dĩ nhiên tạm thời thoát ly ngự linh ấn trưởng khống hướng về diệp thần phong lao xuống theo chu tước khí linh không ngừng tới gần bao vây lấy diệp thần phong thanh viêm một trận rung động Diệp thần phong ra trên người là diện tích lớn vết bỏng rồi, da thịt đang nhanh chóng khô nứt ra, máu tươi từ khô nứt trong da không khô chảy mà ra. Lúc này, diệp thần phong khí thế trên người lại tăng lên nữa, hai tay của hắn lại ở trong không khí của múa, từng trận năng lượng màu tím tại chung quanh hắn mãnh liệt ngưng tụ. Lần lượt cực độ phức tạp màu tím dấu ấn, ở trong không khí nhanh chóng ngưng tụ. Nằm ở nơi xa trong góc đàm nguyên vũ, thần sắc của hắn hoàn toàn không bình tĩnh rồi, tuy rằng Diệp Thần Phong một cái ấn vẫn không có chân chính triển khai ra, thế nhưng hắn đã có thể phán đoán ra, Diệp Thần Phong này thi triển đệ tam ấn, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết hàng phục khí linh đệ tam ấn phong linh ấn. Điều này sao có thể? Này viễn cổ thời đại trong truyền thuyết ba ấn lại muốn ở trước mặt hắn tái hiện. Hơn nữa còn là ở một cái hóa thần cảnh người trong tay tái hiện này làm cho Đàm Nguyên Vũ cảm thấy hoang đường, nhưng không có cách nào thay đổi sự thực liền phát sinh ở trước mắt của hắn, này làm cho hắn không thể không đi đã tin tưởng. Chương 2114, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Tại to lớn chu tước khí linh hư ảnh xung kích bên dưới, Diệp Thần Phong cả người thật giống được vứt tại trong lò luyện đan đốt cháy bình thường. Mắt thấy chu tước khí linh hư ảnh càng ngày càng gần, nếu như được này chu tước khí linh xung kích đến thân thể e là cho dù có lão bạch cùng lão hắc che chở, Diệp Thần Phong đều sẽ triệt để phế bỏ. Hai tay kết ấn tốc độ càng tăng nhanh hơn rồi, 16 cái màu tím dấu ấn tại Diệp Thần Phong trước mặt bỗng dưng ngưng tụ. Phong linh ấn, kèm theo, 16 cái màu tím dấu ấn ngưng tụ, một cỗ sóng năng lượng nhất thời tứ tán lái tới, thậm chí tứ tán đã đến luyện khí các tổng bộ bên ngoài. Giờ khắc này, luyện khí các tổng bộ bên ngoài, trong tổng bộ còn lại luyện khí sư đều cơ hồ chờ ở bên ngoài đợi đây. này hết thầy trong tổng bộ luyện khí sư, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể đặc thù nào đó năng lượng tại trong khoảnh khắc toàn bộ được rút khô, đang điên cuồng hướng về luyện khí khác trong tổng bộ tuôn tới. ở đây những luyện khí sư này kinh nghi bất định đàm luận với nhau, bọn hắn cuối cùng cho ra kết luận, nhất định là lão tổ cùng bốn vị các chủ tải phát huy bọn hắn bây giờ hoàn toàn là đã quên mang mặt nạ màu trắng Diệp Thần Phong nhân vật này rồi, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong hẳn là sớm đã chết ở tổng bộ bên trong rồi. Tổng bộ trong đại sảnh, mãnh liệt năng lượng trào vào 16 cái màu tím dấu ấn bên trong. Tại vừa vặn màu tím dấu ấn ngưng tụ mà thành thời điểm, con kia chu tước khí linh động tác rõ ràng trở nên chậm, nó cái kia tức giận con người nhiều hơn một bôi sợ hãi, Lúc này, 16 cái màu tím dấu ấn trong chớp mắt hào quang màu tím tỏa ra. Kia không ngừng hướng về Diệp Thần Phong tấn công tới Chu Tước Khí Linh, nó bản năng muốn rút lui, nhưng tất cả những thứ này nhưng không phải do nó. 16 cái màu tím dấu ấn toàn bộ chui vào Chu Tước Khí Linh trong cơ thể. Này 16 cái màu tím dấu ấn cùng trước đó đánh vào trong cơ thể nó hàng linh ấn, ngự linh ấn dung hợp. Một cổ cường đại phong cấm lực lượng tại Chu Tước Khí Linh trong cơ thể bạo phát chu tước khí linh thân thể tại giữa không trung điên cuồng dẫy ruộng, từ từ toàn bộ chu tước khí linh thân thể càng co càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái điểm sáng màu đỏ, trực tiếp chui vào Diệp Thần Phong trong nghi tâm. Này chu tước khí linh xem như là tạm thời được Diệp Thần Phong cho hàng phục. Chu tước khí linh biến mất sau, tràn ngập cả tòa luyện khí các tổng bộ ngọn lửa màu đỏ thắm cũng đang chậm rãi dập tắt. Lão Bạch cùng lão hắc sức mạnh như thủy triều cờ ra, Diệp Thần Phong một trắng một đen con người cũng khôi phục màu sắc nguyên thủy. Diệp Thần Phong đem thanh viêm thu hồi bên trong đan điền đồng thời, hắn lại từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra một cái mặt nạ màu trắng mang ở trên mặt. Hắn trực tiếp đặt mông ngồi ở trên mặt đất, dáng dấp của hắn nhìn qua cực kỳ chật vật, liền ngay cả bên trong thân thể cũng bị thương không nhẹ. Lại tăng thêm thân thể được lão Bạch cùng lão Hắc khống chế, này sẽ mang đến cho hắn gánh nặng cực lớn, hơn nữa còn bị khống chế lâu như vậy, Diệp thần phong trong cổ họng khí thô không ngừng, hắn liếc nhìn bên trong đại sảnh nơi xa trong góc đàm nguyên vũ đám người. Nếu như này đàm nguyên vũ đám người không tuân thủ tín dục, muốn cướp giật trong tay hắn khí linh chu tước lời nói, như vậy hắn nhất định muốn lập tức tiến vào bên trong tiểu thế giới rồi. Mà lúc này, luyện khí các tổng bộ bên ngoài, mọi người thấy tràn ngập luyện khí các tổng bộ ngọn lửa màu đỏ thắm đang chậm chậm dập tắt, tất cả mọi người tưởng rằng luyện khí các lão tổ cùng bốn vị các chủ thanh chu tước khí linh cho chân áp. Ở đây hết thảy luyện khí các tổng bộ luyện khí sư hung hăng thở phào nhẹ nhóm, dù sao luyện khí các trong tổng bộ có quá nhiều vật quý giá rồi, mượn khí vực tới nói đi. Đây là các đời luyện khí các đại năng kết tinh, nếu như luyện khí các tổng bộ phá hủy, muốn phỏng chế ra một cái khí vực đến là tuyệt đối không thể nào. Đứng ở đoàn người không đáng chú ý địa phương Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, hai người bọn họ trong con ngươi xinh đẹp lóe lên khó mà tin nổi, các nàng cảm giác được suốt này khí linh chu tước cường hãn, muốn đem khí linh chu tước hàng phục, đầu tiên nhất định muốn là luyện khí sư, nhưng vấn đề là theo các nàng trung châu luyện khí sư căn bản không nhưng có thể hàng phục này khí linh chu tước. Lúc nào trung châu luyện khí sư trình độ tăng lên tới châu bò như vậy trình độ. Tiết huyền tình đám người vị trí, diệp thần phong đi rồi sau chậm chạp chưa từng xuất hiện, trong đó đốt ma cốc mục vân lương, nói ra, Diệp huynh đệ làm sao vẫn chưa về. Hắn nhưng bỏ lỡ như thế thịnh đại tràng diệt. Tiết huyền tình lợi dụng đưa tin ngọc bài cho Diệp thần phong đưa tin. Rất nhanh liền được Diệp thần phong hồi phục, vậy thì chứng minh rồi Diệp thần phong không có chuyện gì. Tiết huyền tình bọn hắn ngược lại cũng có chút thành thói quen Diệp thần phong suốt quỷ nhập thần rồi. Một bên phù sư các du thạch thanh cùng cố hình nhi. Trong đó Du Thạch Thanh nói ra, xem ra luyện khí các lão giả kia luyện khí trình độ tăng lên a -Hát này chu tước khí linh không phải là bị chấn áp đơn giản như vậy ta xem lúc này chu tước khí linh hoàn toàn là được hàng phục cố hình nhi nói ra sư phụ người xem đi ta liền nói không là tất cả mang mặt nạ người liền đều lợi hại ngài nên sẽ không cho là này chu tước khí linh là cái kia mang mặt nạ màu trắng người hàng phục a à. Dù thạch thanh ngược lại cũng không nói chuyện rồi hắn tính là chấp nhận cố hình nhi lời nói hắn nhưng không có như vậy mắt mở chân chậm một cái hóa thần cảnh người là không thể nào hàng phục chu tước khí linh, điểm này trong lòng của hắn là có thể khẳng định. Tại chỗ có người muốn tiến vào luyện khí các thời điểm. Từ trong đó truyền ra lão tổ đàm nguyên vũ thanh âm, các vị, chúng ta còn tại luyện khí các bên trong phần kết. Phiền toái lớn ra chờ ở bên ngoài đợi một hồi, sau đó lão phu ta sẽ đích thân cho các vị nói cảm ơn. Nghe được đàm nguyên vũ thanh âm sau, người ở chỗ này đều dừng bước, luyện khí các tổng bộ lão tổ mặt mũi vẫn là rất hữu hiệu. Bây giờ luyện khí các tổng bộ bên trong đại sảnh, Đàm Nguyên Vũ, Dừng Thọ Bình, Sư Anh Trác, Cao Vũ Trúc cùng Vương Hưng Hoài năm người, bọn hắn đi tới mang mặt nạ màu trắng Diệp Thần Phong trước người, bọn hắn có loại phảng phất cảm giác nằm mộc, bọn hắn luyện khí các một mực không cách nào hàng phục khí linh chu tước, cuối cùng lại bị trước mắt cái này hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong người tu luyện cho hàng phục. Trực tiếp ngồi ở trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tiến vào bên trong tiểu thế giới hắn nói ra các ngươi nên nói lời giữ lời a à. đàm nguyên vũ hít sâu một hơi nói ra vị bằng hữu này ta đàm nguyên vũ không là loại kia lật lọng người ngươi đã thật sự hàng phục khí linh chu tước như vậy từ nay về sau này khí linh chu tước chính là thuộc về của ngươi bất quá bạn tốt nhất ngươi vẫn là không muốn để chu tước khí linh xuất hiện tại công chúng trước mắt bằng không hội mang cho ngươi đến phiền phức không tất yếu đương nhiên chúng ta luyện khí cắt sẽ giúp người thích hợp giấu giếm, chúng ta sẽ đối với bên ngoài tuyên bố chu tước khí linh một lần nữa được chấn chúng ta đẻ ép. Một bên rừng thọ bình là muốn nói lại thôi, khi nghe đến lão tổ lời nói sau, hắn là hoàn toàn nhắm lại miệng mình. Nghe được đàm nguyên vũ sảng khoái sau, diệp thần phong trong lòng hài lòng gật gật đầu. Đàm nguyên vũ tiếp tục hỏi, không biết bằng hữu ngươi là nơi nào luyện khí sư? Lần này là vừa vặn đi tới khí linh thành sao? Diệp thần phong đối khí vực vẫn là hứng thú, hắn trực tiếp nói, kỳ thực ta là tới tham gia thiên huyền thịnh điển bên trong tứ sư tranh bá luyện khí sư so tài. Đàm nguyên vũ đám người trong nháy mắt trợn to hai mắt, đàm nguyên vũ cười khổ nói, bằng hiểu, người không phải là tại cùng chúng ta nói đùa sao. Người ngay cả trong truyền thuyết viễn cổ ba ấn đều biết, người còn muốn tới tham gia luyện khí sư thi đấu. Diệp thần phong nói, này ba ấn là ta trong lúc vô tình học được. Cái này cũng là ta tối đem ra được được rồi, kỳ thực muốn nói đến luyện khí trình độ ta còn không bằng ngươi. Diệp Thần Phong điều này cũng đúng không có nói láo, trước mắt hắn chính là thất phẩm luyện khí sư, hắn luyện khí trình độ đương nhiên là không bằng Đàm Nguyên Vũ tên này bát phẩm luyện khí sư được rồi. Khi nghe đến Diệp Thần Phong sau khi trả lời, Đàm Nguyên Vũ bọn người mới hơi có an ủi, yếu là bọn hắn biết Diệp Thần Phong là thất phẩm luyện khí sư, bọn hắn cần phải muốn thổ huyết không thể dù sao ở đây tam đại phó các chủ cũng chỉ là thất phẩm luyện khí sư mà thôi. Đàm Nguyên Vũ trong tay xuất hiện một cái màu trắng quả cầu thủy tinh, nói ra, bằng hiếu, muốn tham gia lần này luyện khí sư thi đấu là có nhất định giới hạn tuổi tác, chỉ có tại 300 tuổi trở xuống mới có thể tham gia, người đưa bàn tay theo như ở trên mặt này, nếu như bên trong hội lấy ra màu xanh lam, như vậy vậy thì chứng minh liền tuổi tác là ở 300 tuổi trở xuống. Tiếp nhận quả cầu thủy tinh diệp thần phong không chút do dự đưa bàn tay đặt tại quả cầu thủy tinh bên trên trong đó quả nhiên là nổi lên ánh sáng màu lam thấy ánh sáng màu lam sáng lên đàm nguyên vũ nói ra xem ra ngươi phù hợp tuổi tác rồi có thể sử dụng tới viễn cổ ba ấn ta nghĩ bằng hữu ngươi luyện khí trình độ cũng sẽ không quá thấp như vậy ta liền trực tiếp cho ngươi tiến vào luyện khí sư trận chung kết đi đàm nguyên vũ đem một khối có khắc khí chữ lệnh bài màu đen đưa cho diệp thần phong đây là trực tiếp tiến vào luyện khí sư trận chung kết giấy thông hành. Từ đó, tứ sư tranh bá bên trong, Diệp Thần Phong lấy thân phận của mình tham gia luyện dược sư thi đấu cùng trở thành trận pháp sư so tài đặc biệt phán xét. Mà phù sư cùng luyện khí sư thi đấu, Diệp Thần Phong là lấy ẩn nấp thân phận tham gia. chương 2115, một không cẩn thận. Đàm Nguyên vũ đám người mang Diệp Thần Phong từ luyện khí các tổng bộ cửa sau rời đi nhìn xem Diệp Thần Phong thân ảnh từ từ biến mất ở trong tầm mắt, các chủ rừng thọ bình do dự nói, lão tổ, lẽ nào chúng ta cứ như vậy thanh khí linh chu tước chắp tay tặng người sao? Đàm Nguyên Vũ hơi nhướng mày, cái gì gọi là chắp tay đưa người? Chúng ta có thể hàng phục khí linh chu tước sao? Liền ngay cả trấn áp chúng ta cũng không làm được rồi, làm người quan trọng nhất là nói lời giữ lời, ta đàm nguyên vũ nhưng không làm được đổi ý sự tình đến. Ta nghĩ nếu như tổ tiên trên đời, bọn hắn cũng sẽ đồng ý cách làm của ta, lại nói người nọ là yếu tham gia luyện khí sư so tài, sau chúng ta có thể mời hắn gia nhập luyện khí các tổng bộ, như vậy chu tước khí linh nắm dư ở trong tay hắn cũng không sao cả rồi. đến lúc đó hắn cũng coi như là chúng ta trong luyện khí các một thành viên. vương hưng hoài rơi vào trong trầm tư, cái này mặt nạ màu trắng người để hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước gặp phải diệp thần phong. Hắn nhớ rõ lúc ấy Diệp Thần Phong là mang mặt nạ màu đen tới tham gia hắn quyết định khảo hạch, cuối cùng hắn chả khám phá Diệp Thần Phong chân thực tướng mạo, nhưng lần này mặt nạ màu trắng người mặt nạ hết sức đặc thù, hắn căn bản không cảm giác được đối phương tướng mạo rồi. Vương Hưng Hoài cũng không có hoài nghi này mặt nạ màu trắng người chính là Diệp Thần Phong, lúc trước hắn biết Diệp Thần Phong thiên phú làm đáng sợ, nhưng hắn cũng chỉ là đoán chừng Diệp Thần Phong tại tam phẩm đến tứ phẩm luyện khí sư trình độ tuyệt phẩm thần y. Phương Hưng hoài hỏi, lão tổ, người có thể suy đoán ra người này đại khái luyện khí trình độ sao? Đàm Nguyên Vũ nói, người này có thể sử dụng tới trong truyền thuyết viễn cổ ba ấn, chứng minh sau lưng của hắn tuyệt đối có mạnh mẽ luyện khí sư chỉ điểm, lại tăng thêm tuổi tác của hắn tại 300 tuổi trở xuống. Hắn luyện khí trình độ e sợ có ngũ phẩm rồi, thậm chí là lục phẩm cũng có khả năng. Nghe vậy, còn lại bốn tên các chủ hít vào một ngụm khí lạnh. 300 tuổi trở xuống ngũ phẩm luyện khí sư, có thể xưng là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng, bước vào ngũ phẩm luyện khí sư sau sẽ tiến vào một bình cảnh, có thể mấy trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm không cách nào bước vào lục phẩm. Cho nên, 300 tuổi trở xuống lục phẩm luyện khí sư tuyệt đối là kiểu như châu bò không cực hạn. Nếu như cái này mặt nạ màu trắng người đúng là lục phẩm luyện khí sư, như vậy đối với rừng thọ bình đám người đã kích liền không phải bình thường lớn. Dừng thọ bình kinh nghi bất định nói ra, lão tổ, nếu như người này đúng là lục phẩm luyện khí sư. Như vậy lần này luyện khí sư thi đấu, e sợ sẽ trở thành một mình hắn sân khấu rồi. Đây đối với còn lại luyện khí sư có hay không không công bằng. Có những gì không công bình, tuổi tác của hắn phù hợp, nếu như hắn đúng là lục phẩm luyện khí sư, như vậy đây là chúng ta toàn bộ luyện khí giới phúc phận, ta biết đệ tử của ngươi kim biết nhảy là ngũ phẩm luyện khí sư, lần này hẳn là hắn hiển lộ tài năng thời điểm, nhưng là chúng ta nhất định muốn công bình công chính, ngươi hiểu chưa? Đàm Nguyên Vũ Hử lạnh nói. Dừng thọ bình trong con người phiền muộn chợt lóe lên, lão tổ, ta hiểu được. Nếu như khiến những người này biết Diệp Thần Phong chính là thất phẩm luyện khí sư. Hơn nữa là 30 tuổi thất phẩm luyện khí sư, chỉ sợ bọn họ gần phải muốn cả kinh động kinh. Diệp Thần Phong từ luyện khí các tổng bộ cửa sau sau khi rời đi, hắn quẹo vào một cái cái hẻm nhỏ bên trong, cảm giác được chu vi không có khí tức sau, hắn đem mặt nạ lấy xuống, thuận tiện đổi lại thì ra là quần áo. Đã trải qua biên độ hạ xuống khí linh chu tước, Diệp Thần Phong cả người ra thịt trở nên cháy đen vô cùng, bộ dáng này chỉ sợ là không cách nào đi ra, trong chớp mắt, trong cơ thể hắn nổi lên hai cỗ sóng năng lượng. Trên người hắn tổn thương ra thịt tại khôi phục nhanh chóng. Chỉ là một sẽ thời gian, triệt để khôi phục lại nguyên bản màu da. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, lần này lại tiêu hao ta cùng lão hắc một ít tàn hồn lực lượng. Người thu thập thần hồn loại thiên tài địa bảo cần phải tăng nhanh. Diệp thần phong ở trong lòng đáp một tiếng sau, hắn liền từ mờ tối trong ngõ hẻm đi ra ngoài. Khi hắn trở về thiết huyền tình cùng mục vân lương đám người bên cạnh thời điểm, những người này đều hơi sững sờ, yếu là bọn hắn không có nhớ lầm, Diệp Thần Phong vừa mới rời đi trước mới hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ thực lực, làm sao mới một hồi thời gian đã đột phá đến hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Tiết huyền tình cùng Vân Quang Vinh này một ít cùng Diệp Thần Phong một mực tiếp xúc người, tâm tình của bọn họ vẫn còn tương đối khá hơn một chút, dù sao mỗi một quãng thời gian, Diệp Thần Phong liền sẽ cho bọn họ đến kinh một lần. Nhưng cho dù như thế, làm tiết huyền tình đám người cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực sau, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng chưa hoàn hồn lại. Đột phá thực lực đối với còn lại người tu luyện tới nói là chật vật. Làm sao đã đến diệp thần phong trên người thật giống so với uống nước sôi trả đơn giản. Hơn nữa một hồi thời gian, liên tục tăng lên ba cái tầng thứ. Về phần đốt ma cốc mục vân lương cùng mộ dung ra mộ dung tô mưa. Hai người bọn họ nhưng là phải kinh sợ hơn nhiều. Mục Vân Lương cẩn thận quan sát Diệp Thần Phong, nói, Diệp huynh đệ, người đây là đùa cái nào vừa ra. Làm sao mới một hồi thời gian liền tăng lên ba cái tầng thứ. Mộ dung tô mưa cũng chăm chú nhìn Diệp Thần Phong. Nhún vai một cái vai Diệp Thần Phong, hắn thuận miệng nói, trước đó cảm giác được trong cơ thể thực lực có đột phá dấu hiệu, cho nên ta mới rời khỏi một hồi, không nghĩ tới không cẩn thận liền trực tiếp đột phá ba cái tầng thứ vạn giới kiếm tông. Không cẩn thận, đã đột phá ba cái tầng thứ. Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa tốt xấu cũng là Trung Châu ngũ đại công tử một trong, thiên phú của bọn họ tại toàn bộ thiên huyền giới là ở vào đứng đầu nhất hàng ngũ, bọn hắn nhưng chưa từng có nhanh chóng như vậy liên tục đột phá qua. Chả không cẩn thận, hai người bọn họ thật muốn nói, ta không cẩn thận ngươi một mặt. Bọn hắn cũng muốn đến mấy lần như vậy không cẩn thận a hát. Hiện tại Mục Vân Lương là đúng Diệp Thần Phong càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tại điều chỉnh tâm tình sau đó Mục Vân Lương tùy tiện ôm lấy Diệp Thần Phong vai, nói ra, Diệp huynh đệ, ta là càng ngày càng coi trọng ngươi rồi, ta tin tưởng ngươi lần này có thể tiến vào thiên huyền thịnh điển trận chung kết, đến lúc đó để Kim biết nhảy những tên kia hảo hảo biết một cái sự lợi hại của ngươi. Bất quá, Diệp huynh đệ, Kim biết nhảy bọn hắn có thể được ca tụng là Trung Châu Ngũ Đại Công Tử, bọn hắn tuyệt đối không phải người ngu ngốc, căn cứ trước ngươi tại tử vong Arena biểu hiện ra sức chiến đấu người muốn chiến thắng bọn hắn còn có chút khó khăn, cho dù hiện tại ngươi tăng cao thực lực rồi, người vẫn là tự nhiên bản thân phải cẩn thận. Diệp thần phong biết Mục Vân Lương là ở hảo tâm nhắc nhở, hắn cười một cái nói, đa tạ Mục Huynh Đệ nhắc nhở. Mộ dung tô mưa con người hơi chừng Diệp thần phong, xem ra hắn còn tại vì trước đó câu kia mộ dung cô nương. Canh cánh trong lòng đây. Nói thật, tiểu tử này dáng dấp quá thanh tú rồi, cái kia con ngươi như nước trong veo, thậm chí còn có một ít phác thảo. Người, trên thế giới này tại sao có thể có như thế ngập nước nam nhân? Mục Vân Lương cười nói, Diệp huynh đệ, người không cần để ý tới mộ dung muội tử, ai bảo tiểu tử này hình dáng giống nữ nhân này. Người vừa nãy nhưng bỏ lỡ một hồi trò hay, luyện khí các bên trong khí linh chu tước được một lần nữa chân áp, chúng ta là tận mắt thấy tràn ngập luyện khí các ngọn lửa màu đỏ thắm từng điểm từng điểm dập tắt đi xuống diệp thần phong đối với cái này chỉ là không sao cả cười cười phải biết khí linh chu tước không phải là trấn áp đơn giản như vậy là bị hắn cho hàng phục khí linh chu tước bây giờ còn tại hắn nghi tâm trong óc đây tại diệp thần phong trở về luyện khí các tổng bộ cửa vào không bao lâu đàm nguyên vũ cùng rừng thọ bình đẳng người từ trong cửa lớn đi ra đàm nguyên vũ chắp tay nói ra đa tạ đến đây đối với giúp chúng ta luyện khí các người bây giờ khí linh chu tước một lần nữa được chấn chúng ta đè ép, luyện khí các tổng bộ khôi phục dĩ vãng. Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên mày liễu vừa nhíu, các nàng rõ ràng nhận biết được khí linh chu tước được hàng phục được rồi, theo lý tới nói, luyện khí các lão tổ không cần ẩn giấu những chuyện này. Đồng dạng nhận ra được tại điểm này Du Thạch Thanh, trong lòng của hắn cũng không hiểu làm, căn cứ hắn giải đàm nguyên vũ là một tính cách trực sảng người, loại chuyện này căn bản không yêu cầu giấu giếm, lẽ nào trong này chả có vấn đề gì không được sao? Đàm Nguyên Vũ đem đại khái sự tình nuốt cả quả táo nói một lần sau đó hắn một lần nữa trở về luyện khí các bên trong rồi, trước đó Diệp Thần Phong thi triển ba ấn thủ pháp, một mực tại trong đầu của hắn không ngừng bồi hồi, hắn luôn cảm giác này ba ấn hết sức huyền diệu, hắn chuẩn bị một người thật tốt lĩnh ngộ lĩnh ngộ. Tuy rằng hắn biết mình là không cách nào tìm hiểu ba ấn, nhưng nói không chắc có thể từ ba ấn bên trong được biết một ít đặc thù lĩnh ngộ đây. Tại đàm nguyên vũ tự mình giải thích một phen sau. Nguyên bản tụ tập tại luyện khí các cửa ra vào người tu luyện từ từ tản đi rồi, liền ngay cả chỗ tối vài đạo thần vương cảnh khí tức cũng biến mất không một tiếng động biến mất rồi. Rất nhanh, luyện khí các cửa lớn chỉ còn dư lại luyện khí sư cùng tụm năm tụm ba người tu luyện rồi. Làm diệp thần phong cùng tiết huyền tình bọn hắn cũng muốn yếu lúc rời đi, kim biết vọt lên trước chặn lại rồi diệp thần phong, khóe miệng của hắn hiện lên như có như không ý hành hạ nụ cười. La Kỳ Trắng cùng Hoa Trường Sinh cũng đi theo lại đây. chương 2116, hy vọng, khí linh ký sinh. Mục Vân Lương tại Diệp Thần Phong bên cạnh nhỏ giọng nói, Diệp huynh đệ, Kim biết nhảy còn có một cái thân phận là luyện khí sư, hắn là luyện khí các các chủ đệ tử đắc ý, luyện khí trình độ tại ngũ phẩm tầng thứ. Này Kim biết nhảy cùng La Kỳ Trắng thân phận ngược lại là có chút tương đồng, La Kỳ trắng vốn là luyện dược các các chủ đệ tử thân truyền, hiện tại ngược lại là bị hắn hỗn thành luyện dược các lão tổ đệ tử cuối cùng rồi. Thật không biết bọn hắn rốt cuộc là đi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Dĩ nhiên sẽ có luyện khí cùng chế thuốc thiên phú, ông trời thật là mắt không mở. Tại Kim biết nhảy ngăn trở Diệp Thần Phong đường đi thời điểm, đứng ở cửa lớn bốn tên các chủ vừa vặn tiến vào luyện khí các bên trong, cho nên Vương Hưng Hoài đúng là không có nhìn thấy Diệp Thần Phong diệp thần phong nhìn xem phía trước mặt kim biết nhảy khóe miệng hắn vi vi kéo một cái hỏi hắn làm sao ngươi chẳng lẽ là đến khoe khoang thân phận của ngươi đấy sao ngũ phẩm luyện khí sư nhưng thật không dậy nổi a hát nhưng ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi nhiều tốn nước miếng kim biết nhảy trên mặt kiêu ngạo biến thành âm trầm thân là luyện khí các bên trong đệ nhất thiên tài đối với cái này thân phận hắn là cực kỳ xem trọng Nguyên bản hắn cho rằng Diệp Thần Phong khi biết thân phận của hắn sau, nên có một ít kinh hoàng, dù sao luyện khí các trên trời huyền giới uy vọng tuyệt đối không thấp. Ngược lại, Kim biết nhảy, là kỳ trắng cùng hoa trường sinh trên mặt lại lộ ra không dám tin tưởng, bọn hắn cũng cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực bây giờ nằm ở hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, bọn hắn thậm chí thật không dám tin tưởng cảm giác được tất cả những thứ này. Tại dừng lại mấy giây sau đó Kim biết nhảy ba người mới chậm lại, diệp thần phong thiên phú càng thiên tài bọn hắn lại càng phải đem diệp thần phong giải quyết dù sao kim biết nhảy cùng la kỳ trắng đã cùng diệp thần phong có cửu hận rồi kim biết nhảy lạnh như băng nói tiểu tử ngũ phẩm luyện khí sư chả không lọt nổi mắt xanh của ngươi con ngươi chẳng lẽ nói ngươi cũng là luyện khí sư sao ngươi muốn tại luyện khí thượng thắng được ta kim biết nhảy giọng rượu rõ ràng cho thấy đang cười nhạo diệp thần phong rồi diệp thần phong lãnh đạm liếc nhìn kim biết nhảy hắn vòng qua kim biết nhảy rời khỏi bây giờ còn không phải gây chuyện sự tình huống chi là tại luyện khí các tổng bộ cửa kim biết nhảy ba người nhìn thấy diệp thần phong bọn hắn càng đi càng xa bóng lưng trong đó la kỳ uống không nói chẳng qua là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử mà thôi sẽ có hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một ngày cùng diệp thần phong không thù không oán thiên kiếm tông hoa trường sinh hắn chỉ là đối Diệp Thần Phong khinh thường. Ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong cùng bọn họ thì không cách nào so sánh, hắn lắc đầu nói, thật không biết Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên nguyện ý cùng người như thế làm bạn, ta xem hắn như thế một sẽ tăng lên ba cái tầng thứ. Hắn tuyệt đối là phục dụng tác dụng phụ to lớn đan dược, có thể tưởng tượng được, người như thế thành tựu tương lai cực kỳ có hạn, thậm chí cả đời liền địa thần cảnh cũng không cách nào bước vào được hoa trường sinh như vậy vừa nhắc nhở là kỳ trắng cùng kim biết nhảy cũng cảm thấy phi thường có lý bọn hắn hiện tại chỉ chờ thiên huyền thịnh điển lại nhìn diệp thần phong chê cười mà rời khỏi luyện khí các tổng bộ cửa ra vào diệp thần phong đám người bởi vì khí linh thành có ngày như ý oxen hao phân bộ cho nên bọn hắn lựa chọn trên trời như ý oxen hao đặt chân trước đó thiên thuận oxen hao lão tổ lương thần nam đã sớm đưa tin cho người phụ trách nơi này để cho bọn họ muốn hảo hảo chiêu đãi diệp thần phong đám người. Liền ngay cả mục vân lương cùng mộ dung tô mưa cũng mặt dày mày dạn cùng đi qua, trên trời như ý óc sần hao phân bộ bên trong tạm thời ở xuống. Tại mục vân lương cùng mộ dung tô mưa muốn muốn hảo hảo tìm hiểu một chút diệp thần phong thời điểm. Diệp thần phong trực tiếp tiến vào trong tu luyện mật thất bế quan, này làm cho mục vân lương cùng mộ dung tô mưa rất là phiền muộn. Bây giờ khoảng cách Thiên Huyền Thịnh Điển bắt đầu ước chừng còn có 20 ngày rồi. Tiến vào bên trong mật thất Diệp Thần Phong, hai mắt của hắn đóng lại, hắn cảm giác chính mình trong mi tâm, ba mảnh thức hải tại mi tâm bên trong bốc lên không ngớt, thức hải phía trên cửu thiên huyền lôi lấp lánh không ngừng, một con màu lửa đỏ tiểu ma tước tại thức hải phía trên khắp nơi bay tới bay lui. Đây chính là phiên bản thu nhỏ khí linh chu tước rồi. Bởi vì thân sức mạnh trong cơ thể bị giam cầm rồi, cho nên bây giờ chu tước khí linh phi thường nhỏ yếu, trên mặt của nó hiện lên thần sắc sợ hãi, nó phảng phất cảm thấy diệp thần phong cha xét. Nó lập tức phát ra tiếng hí, xem ra nó vẫn không có triệt để cúi đầu trước diệp thần phong. Diệp thần phong cho chu tước khí linh truyền đạt một câu nói, tiểu gia hỏa, người vẫn là cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không ta để tan tành mây khói. Lập tức, diệp thần phong cố ý để ba mảnh thức hải càng thêm mãnh liệt phía trên cửu thiên huyền lôi lóe lên ánh chấp càng thêm kịch liệt. Từng luồng từng luồng khủng bố uy năng, để này tiểu ma tước run lẩy bẩy, trong cổ họng nó tiếng hí đình chỉ, cho Diệp Thần Phong truyền đạt một cái hữu hảo ý nghĩ, ngoan ngoãn dừng lại ở trong óc không động đậy rồi. Diệp Thần Phong lúc này mới hài lòng gật gật đầu, cười nói đây không phải rất tốt sao. Cần phải muốn hù dọa một cái mới nguyện ý nghe lời nói, này chu tước khí linh cũng thực sự là đủ. Tiện, nghi tâm thần niệm hơi động một cái điểm sáng màu đỏ từ diệp thần phong nghi tâm bay ra cuối cùng này điểm sáng màu đỏ chậm rãi phóng to thả lớn đến một con chim sẻ lớn nhỏ một con phiên bản thu nhỏ màu đỏ rực chu tước đứng ở diệp thần phong trên bờ vai diệp thần phong dùng thần niệm cùng chu tước khí linh câu thông con vật nhỏ về sau ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời như vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành nghiêu nhất tách ra khí linh đi theo ta nhất định không có sai. Diệp thần phong trong tay lập tức lấy ra hỏa vẫn kiếm. Bây giờ hỏa vẫn kiếm vẫn chỉ là hạ phẩm bảo khí đây. Ngoan ngoãn tiến vào lửa này vẫn kiếm bên trong. Chu tước khí linh nghe được Diệp thần phong lời nói, nó là một trận không hài lòng, nó trong miệng líu díu, rõ ràng cho thấy tại biểu thị bất mãn, nó cảm giác ra hỏa vẫn kiếm chỉ là một thanh hạ phẩm bảo khí mà thôi. Con vật nhỏ, lẽ nào ngươi không nghe lời sao vẫn là ngươi muốn tan tành mây khói ta có thể thành toàn ngươi diệp thần phong người xúc không làm hại cười nói chu tước khí linh cả người run lên một cái nó bất đắc dĩ tiến vào hỏa vẫn kiếm bên trong sau đó diệp thần phong tại lão hắc dưới sự chỉ điểm ngón tay của hắn phá vỡ dùng tiên huyết tại hỏa vẫn trên thân kiếm vẽ ra lên một lát sau diệp thần phong quát lên ngưng một đạo hỏa hồng sắc quang mang từ hỏa vẫn trong kiếm bạo phát, chu tước khí linh từ giờ khắc này trở thành hỏa vẫn kiếm khí linh rồi. Tại chu tước trở thành hỏa vẫn kiếm khí linh sau, Diệp Thần Phong cũng đem cầm cố chu tước hạn chế khứ trừ. Linh khí vi vi truyền vào hỏa vẫn trong kiếm. Một con lớn vô cùng chu tước hư ảnh từ hỏa vẫn trong kiếm vọt ra, cháy hừng hực hỏa diễm chi lực để Diệp Thần Phong có phần không thể chịu đựng. Thành là hạ phẩm bảo khí khí linh chu tước uy lực của nó là giảm xuống rất nhiều, chỉ khi nào hỏa vẫn kiếm phẩm bậc không ngừng tăng lên sau đó chu tước khí linh power mới sẽ từ từ khôi phục. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Về sau sử dụng hỏa vẫn kiếm, người tốt nhất để chu tước khí linh ngoan ngoãn ở lại trong kiếm, có khí linh hỏa vẫn kiếm, không cần ngươi điều khiển, nó cũng có thể tự mình chiến đấu, chẳng khác gì là khí linh đang khống chế hỏa vẫn kiếm giúp người chiến đấu, bây giờ khí linh là bị ngươi triệt để hàng phục, nó về sau đều sẽ đối với ngươi trung thành tuyệt đối được rồi, trừ phi có một ngày ngươi trước ruồng bỏ nó. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cũng nói, này chu tước lửa nóng nhiệt độ, xem ra đối với ngươi hấp thu long tinh cùng thích ứng long tinh có trợ giúp cực lớn, bây giờ chu tước khí linh power mặc dù đã hàng không ít, thế nhưng ngươi có thể để cho chu tước khí linh tại hỏa vẫn trong kiếm tụ tập một quãng thời gian nhiệt độ. Đến lúc đó này nhiệt độ hội khôi phục rất nhiều, ngươi có thể lợi dụng này nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh thích ứng long tinh bây giờ ngươi đã có thể mang ba khối long tinh một lần nạp vào bên trong thân thể rồi chỉ thiếu chút nữa là có thể một lần đưa vào bốn khối long tinh rồi chờ ngươi có thể một lần đưa vào bốn khối long tinh lại đưa vào bốn khối long tinh thời điểm thân thể không cảm giác được bất kỳ thống khổ vậy thì mang ý nghĩa ngươi chân chính thích ứng long tinh rồi vậy thì mang ý nghĩa ngươi có thể điên cuồng hấp thu còn lại hết thảy long tinh rồi đến lúc đó thực lực của ngươi, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ có một cái bay vọt về chất, ta cùng lão hắc lúc còn trẻ cũng không có loại này kỳ ngộ, chúng ta làm muốn biết ngươi đang hấp thu hết thảy long tinh sau, ngươi có thể tăng lên tới cái gì tầng thứ. Nghe vậy, Diệp Thần Phong thật chặt đưa bàn tay nắm thành quyền đầu, rốt cuộc có nhanh chóng thích ứng long tinh hy vọng. Diệp Thần Phong sờ sờ trước mặt to lớn chu tước khí linh đầu, nói ra, người về sau ngoan ngoãn ở lại hỏa vẫn trong kiếm ngưng tụ hỏa diễm nhiệt độ, người cũng không nên cho ta lười biếng a hát. Này nhưng quan hệ người tiền đồ của mình, chỉ có thực lực của ta trở nên mạnh hơn, người mới có thể sớm ngày trở thành tiên khí bên trong khí linh. Chu tước khí linh vô tình đã thải đáp lại một tiếng sau, nó nhất thời một lần nữa về tới hỏa vẫn kiếm bên trong, xem ra nó đối cái này nhà mới vẫn là không hài lòng lắm, nó năm đó nhưng là đường đường tiên khí khí linh a hát nó vẫn đúng là cảm thấy có phần biệt khuất. chương 2117, thêm nửa điểm tặng thưởng. Thời gian 10 ngày một cái chớp mắt đã trôi qua rồi. Khí linh thành thiên thuận Oxen hao một chỗ trong tu luyện mật thất. Diệp thần phong tại 10 ngày này bên trong một bước cũng không có bước ra mật thất. Giờ khắc này, trong mật thất sóng khí ngập trời, không gian trở nên vặn vẹo lên, chỉ thấy Diệp thần phong bàn tay phải nhanh chóng xoay chuyển. Trong 10 ngày này bên trong, hắn đều đang tu luyện Long Thần Phiên Thiên Ấn đệ nhị ấn. Trước đó hắn không có đem đệ nhị ấn thành công triển khai ra qua, thậm chí ngay cả đệ nhị ấn một nửa đều không có thi triển thành công. Diệp Thần Phong cả người quần áo ngổn ngang, mái tóc cũng có vẻ bồng rất loạn, nhưng con mắt của hắn lại càng phát ác liệt rồi, trực chỉ nhân tâm ánh sáng khi hắn trong con ngươi không ngừng lấp lánh. Trải qua 10 ngày không ngừng tu luyện Mặc dù hắn vẫn là không cách nào sử dụng tới hoàn chỉnh đệ nhị ấn, nhưng tối thiểu hắn đối đệ nhị ấn lĩnh ngộ càng ngày càng thành thục. Khí thế lần thứ hai từ Diệp Thần Phong xoay chuyển trên bàn tay tản đi. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại cảm ngộ một hồi, đợi được hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông nhất thời chạy vọt lên, trên người hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong khí thế mãnh liệt. Bàn tay phải ở trong không khí không ngừng lưu lại tàn ảnh thật sự là hắn xoay chuyển bàn tay tốc độ quá nhanh, thậm chí tại trong một giây yếu xoay chuyển 10 lần bàn tay. Mỗi xoay chuyển một lần bàn tay, trên bàn tay của hắn liền sẽ tăng cường nhất cổ to lớn trọng lực, yếu tại trong vòng 3 giây trọn vẹn xoay chuyển 30 lần thủ trưởng mới có thể đem long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn thi triển ra. Bên trong thân thể linh khí tại dùng một loại đặc thù quỹ tích lưu động. Sau lưng long tộc tộc trưởng ấn tấn mãnh vận chuyển, đảo lộn 20 lần bàn tay Diệp Thần Phong, hắn đã cảm giác được trên bàn tay của chính mình phảng phất được đè ép một tòa ngàn mét cao sơn. Tại đảo lộn 20 lần sau, hắn xoay chuyển bàn tay tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng trong vòng 3 giây nhất định muốn xoay chuyển 30 lần bàn tay, bằng không sẽ chỉ là dã tràng xe cát. Mắt thấy thứ 3 giây sắp đến. Diệp thần phong trong miệng cắn chặt hàm răng, hắn trên trán mồ hôi hột như măng mọc sau mưa, Hắn đem hết toàn lực tiếp tục xoay chuyển bàn tay. Long thần phiên thiên ấn, một ấn nhưng phiên hải, hai ấn nhưng hám địa, ba ấn khả phá thiên. Tại Diệp Thần Phong đảo lộn thứ 29 lần bàn tay thời điểm, không khí chung quanh hắn rất có áp xúc, trên mặt đất xuất hiện từng đạo to lớn vết rạn nứt. Két, 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 thanh âm không ngừng vang vọng ở trong không khí. Này mật thất tu luyện vách tường cùng gạch đất đều cực kỳ đặc thù coi như là linh thần cảnh cường giả muốn phá hoại nơi này gạch đất, cũng là phi thường khó khăn, nhưng hôm nay chống trơn là tản ra khí thế, liền để gạch đất bắt đầu nứt ra rồi, càng đừng nói Diệp Thần Phong chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, liền ngay cả trí tôn thập chuyển thực lực cũng không có trăm phần trăm vung phát ra. Nhưng mà, đang lật chuyển tới 29 lần thời điểm, 3 giây đã đến, Diệp Thần Phong căn bản không kịp xoay chuyển một lần cuối cùng. Oanh, một tiếng, một cổ khí thế cường đại từ diệp thần phong trên bàn tay bạo phát ra khí thế hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán ầm um, ầm um, ầm um, sang rác sang rác sang rác bất đồng tiếng vang tại bên trong mật thất vang lên chỉ thấy mật thất chung quanh vách tường toàn bộ phá rồi toàn bộ mật thất mặt đất dường như mạng nhện giống như lan tràn ra mặt đất mãnh liệt rung động chuyển động liền ngay cả mật thất trên cửa đá cũng xuất hiện từng đạo to lớn vết dạn nứt vừa vận tại trên bàn tay khí thế bạo phát trong nháy mắt, lão Bạch cùng lão Hắc đúng lúc che ở Diệp Thần Phong, này làm cho trên người hắn không có bất kỳ một điểm thương thế. Lần này là 10 ngày tới nay, Diệp Thần Phong thi triển hoàn thiện nhất một lần, tuy rằng vẫn không có đem hai ấn nhưng hám địa, một trưởng này hoàn toàn đánh ra đi, thế nhưng tại trước đó Diệp Thần Phong thủ trưởng nhiều nhất tại trong vòng 3 giây, cũng chỉ là có thể xoay chuyển đến 27 lần, chu vi căn bản sẽ không sản sinh to lớn như vậy động tính. Trên bàn tay ngưng tụ khí thế cũng sẽ không bạo phát, nhiều nhất chỉ là tản đi mà thôi, nhưng tại xoay chuyển đến 29 lần sau, lại xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, người nhớ rõ lần trước ta cùng lão Hắc nói sao. Chúng ta suy đoán này long thần phiên thiên ấn đệ nhị ấn, có thể là tứ tinh bí pháp, thậm chí là ngũ tinh bí pháp. Người đến bây giờ tuy rằng vẫn không có sử dụng tới hoàn chỉnh đệ nhị ấn, nhưng căn cứ mới vừa từ ngươi trên bàn tay bạo phát thật khí thế mà nói, ta cùng lão Hắc hiện tại có thể khẳng định, này đệ nhị ấn là ngũ tinh bí pháp cường độ, cho nên ngươi tu luyện lâu như vậy vẫn không có chân chính có thể triển khai ra. Phải biết Long Thần Phiên Thiên ấn đệ nhất ấn chỉ là một tinh bí pháp mà thôi, không nghĩ tới này đệ nhị ấn liền trực tiếp nhảy đến ngũ tinh bí pháp cường độ. Nói như vậy đệ tam ấn cường độ có thể là trong truyền thuyết đỉnh cấp bí pháp. Ngô tinh bí pháp cường độ tuyệt đối là không cho nghi ngờ, tại Diệp Thần Phong trầm tư thời khắc, chỉ thấy mật thất cửa đá được mạnh mẽ phá tan rồi. Tiết huyền tình đám người vội vã đi vào mật thất. Vừa vặn bên trong mật thất động tĩnh rất nhiều người đều cảm thấy. Ngoại trừ tiết huyền tình ở ngoài, Vân Quang Vinh, Tiêu Vĩnh Chiến cùng Lý Tín Văn mấy người cũng đi theo đã tới. Tại ba ngày trước, Thiên Thuận Oxen Hao Lão Tổ Lương Thần Nam, trận pháp các triệu tinh đồ, lạnh tả long cùng lương hạ mai các loại mười vị phó các chủ, bọn hắn cũng đi tới khí linh thành, bởi vì biết được Diệp Thần Phong tại bế quan tu luyện, cho nên bọn hắn mới không có quấy rầy Diệp Thần Phong. Vừa vận tại cảm giác được mật thất động tĩnh sau, tại đi tới mật thất trước cửa, lại nhìn thấy cửa đá đều nứt lái tới, những người này đương nhiên là phi thường lo lắng Diệp Thần Phong an toàn bộ rồi. Khi tiến vào mật thất sau, nhìn thấy mật thất trên mặt đất dường như mạng nhện vết dạn nứt, đang nhìn đến bốn phía trên vách tường nghiêm trọng tổn hại, lương thần nam đám người từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, tại bọn hắn trong nhận thức lấy diệp thần phong thực lực hôm nay, muốn đem mật thất phá hoại như thế, e sợ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Hơn nữa nơi này phá hoại giống như là làm liền một mạch, này thì càng thêm nại nhân tầm vị, bọn hắn không thể nào tưởng tượng được vừa vặn diệp thần phong ở nơi này đến cùng thi triển power cỡ nào to lớn chiêu thức. Bất quá, đang nhìn đến Diệp Thần Phong bình an vô sự sau, mọi người ở đây cũng là thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản mặt dày mày dạn ở lại thiên thuận óc sần hao mục phân lương cùng mộ dung tô mưa, bởi vì chậm chạp không thấy được Diệp Thần Phong, cho nên hai người bọn họ tại sáu ngày trước liền rời khỏi nơi này. Sắc mặt lạnh lùng như cúc tiết huyền tình, người đang nhìn đến có phần dơ giấy bẩn thiểu Diệp Thần Phong sau đó người đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, trong tay xuất hiện một khối màu trắng khăn lụa, giúp Diệp Thần Phong lau đi mồ hôi trên mặt châu. Chỉ có đang giúp Diệp Thần Phong lau đi mồ hôi hột thời điểm, tiết huyền tình lạnh lẽo mới đã hòa tan, của nàng mỗi một cái động tác đều phi thường mềm nhẹ, từ khi người ban đầu ở hết Thải Thanh Nguyệt Tông đệ tử trước mặt đã nói Diệp Thần Phong là nam nhân của nàng, sau đó người một mực tại thử thay đổi mình nguyên lai tâm tính. Lúc trước quyết định này hay là chỉ là của nàng nhất thời kích động, nhưng ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau, người từ từ phát hiện trong lòng mình đã có Diệp Thần Phong cái bóng. Diệp Thần Phong cảm thụ màu trắng khăn lụa thượng truyền tới mùi thơm, hắn nhìn xem phía trước mặt khẽ cắn môi tiết huyền tình, hắn ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Tại tiết huyền tình gò má ửng đỏ đình chỉ sau đó lương thần nam tiến lên nói ra, liên quan với bán đấu giá 29 viên nhập thiên đan tin tức, ta đã hoàn toàn tuyên truyền ra ngoài, không riêng gì Trung Châu, Liền ngay cả Huyền Châu cùng Linh Châu một ít tông môn cũng đều đã được biết đến tin tức này, chúng ta lần này buổi đấu giá liền ở Khí Linh trong thành cử hành. Bây giờ Khí Linh bên trong thành là càng ngày càng náo nhiệt rồi, một phần nguyên nhân là bởi vì sẽ phải bắt đầu Thiên Huyền Thịnh Điển, một bộ phận khác nguyên nhân thì là của chúng ta 29 viên nhập Thiên Đan rồi, đây chính là đại biểu có thể sinh ra 29 tên thiên thần cảnh cường giả. Diệp Thần phong gật gật đầu trong lòng hắn cấp thiết muốn phải giúp lão bạch cùng lão hắc phục sinh, hắn đang suy nghĩ này 29 viên nhập thiên đan có thể hay không ép khô phần lớn tông môn trong tay thần hồn loại thiên tài địa bảo. Tại trầm tư một chút sau đó Diệp Thần Phong nói ra, ta nghĩ thêm nữa điểm tặng thưởng không biết có thể hay không. Lương thần nam cả người chấn động hỏi, chẳng lẽ nói người còn muốn tăng cường bán đấu giá nhập thiên đan số lượng. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta không phải là muốn bán đấu giá đan dược, ta muốn bán đấu giá một ít vật phẩm khác. Đang nghe nói không phải đan dược sau, lương thần nam không hứng lắm, hắn không quá cho rằng Diệp Thần Phong trên người còn có thể lấy ra càng tốt hơn vật phẩm tới. Diệp Thần Phong thần niệm hơi động, dâm ao ao, dâm ao ao, 5 triệu thiên phẩm linh thạch nhất thời xuất hiện tại bên trong mật thất. Người ở chỗ này nhìn thấy 5 triệu thiên phẩm linh thạch sau. Trong lúc nhất thời, không khí phảng phất động lại, Hình ảnh cũng giống như dừng lại. Thiên phẩm linh thạch nhưng đã sớm trên trời huyền giới biến mất không để lại dấu vết được rồi, bất quá, ở đây rất nhiều người vẫn có nhãn lực, có thể một mắt liền nhận ra trước mặt những thứ này đều là thiên phẩm linh thạch. Chương 2118 đến, Long tộc huyết mạch tin tức. Nơi này có 5 triệu thiên phẩm linh thạch, cần phải cũng có thể bắt được buổi đấu giá bên trong đi bán đấu giá chứ. Trước đó ta dùng không ít thần hồn loại thiên tài địa bảo các ngươi thiên thuận auction house có thể lấy đi một phần thiên phẩm linh thạch, còn lại liền đều dùng làm bán đấu giá đi." Diệp Thần phong thanh âm tại an tĩnh bên trong mật thất vang lên. Trên mặt đất từng khối từng khối màu tím đen thiên phẩm linh thạch có vẻ cực kỳ chói mắt. Một khối thiên phẩm linh thạch bằng với một vạn khối linh thạch thượng phẩm, mà 5 triệu thiên phẩm linh thạch bằng với 50 tỷ linh thạch thượng phẩm đây. Đây là một bút khổng lồ cỡ nào con số? Tại toàn bộ thiên huyền giới, có cái nào tông môn có thể một hơi lấy ra 50 tỷ linh thạch thượng phẩm. Chỉ sợ coi như là Trung Châu đứng đầu đốt ma cốc, thiên kiếm tông cùng tiêu giao cung cũng không cách nào một hơi lấy ra. Hôm nay phẩm linh thạch chỗ chân quý, chả cũng không phải một khối bằng với một vạn khối linh thạch thượng phẩm. Bình thường người tu luyện đã tới thiên thần cảnh sau đó hấp thu linh thạch thượng phẩm căn bản không có nổi chút tác dụng nào rồi, nhưng này thiên phẩm linh thạch bên trong linh lực tinh khiết cực kỳ, Đối thiên thần cảnh cùng với thiên thần cảnh trở lên người tu luyện đều có được tác dụng cực lớn. Bất quá, thiên thần cảnh trở xuống người hấp thu thiên phẩm linh thạch, gân mạch sẽ có từng đợt căng đau, thậm chí hấp thu quá nhiều còn có thể hư hao của mình gân mạch, cho nên tốt nhất yếu đến thiên thần cảnh sau mới hấp thu. Điểm trọng yếu nhất là như hôm nay phẩm linh thạch đã sớm trên trời huyền giới diệt tuyệt, như vậy hôm nay phẩm linh thạch quý giá liền có thể tưởng tượng được. Diệp Thần Phong thấy mọi người không có phản ứng, hắn tiếp tục nói, đối với đề nghị của ta, các người có ý kiến gì không sao? Lần nữa nghe được Diệp Thần Phong thanh âm, người ở chỗ này mới từ từ phục hồi tinh thần lại, bao quát tiết huyền tình mấy người cũng nhìn không chớp mắt nhìn xem Diệp Thần Phong, dù sao trước đó Diệp Thần Phong vẫn không có lấy ra hôm khác phẩm linh thạch. Lương thần nam hắn từ trên mặt đất cầm lên một khối màu tím đen thiên phẩm linh thạch, hắn cẩn thận cảm giác trong đó tinh khiết linh lực, vẻ mặt của hắn không lại bình tĩnh. Hắn hít sâu vài khẩu khí, trên gương mặt bởi hưng phấn là đỏ lên một ít, hắn cầm thiên phẩm linh thạch thủ nắm giữ chút run cầm cập. Hắn nói ra, đây thật sự là thiên phẩm linh thạch a hát. Hơn nữa là 5 triệu thiên phẩm linh thạch, chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi, trên trời huyền giới làm sao sẽ xuất hiện nhiều ngày như vậy phẩm linh thạch. Ngược lại, lương thần nam nghĩ đến trước đó Diệp thần phong lấy ra nhập thiên đan, cũng là trên trời huyền giới không thể xuất hiện, bây giờ Diệp Thần Phong lại lấy ra không thể xuất hiện 5 triệu thiên phẩm linh thạch. Một lần hay là ngẫu nhiên, nhưng này là lần thứ hai, Lương Thần Nam càng ngày càng cảm giác được Diệp Thần Phong không tầm thường rồi. Lương Thần Nam tỷ tỷ Lương Hạ Mai, người đứng ra nói ra, các chủ, người đây là nói gì vậy? Trước đó những thần hồn đó loại thiên tài địa bảo là của chúng ta một điểm tâm ý, lẽ nào ngươi ngay cả chúng ta một điểm tâm ý cũng không chấp nhận sao? Vẫn là ngươi không có coi chúng ta là làm người nhà đối xử. Triệu Tinh Đồ cũng nói, không sai a hát các chủ, người cùng chúng ta cần phải khách khí như vậy sao? Ngươi là ta nhóm trận pháp các các chủ, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta mấy cái này xương già coi như là vì ngươi liều mạng cũng có thể. Lương Hạ Mai hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Lương Thần Nam, này làm cho thập phần tinh minh Lương Thần Nam lại là một trận đau lòng, hắn nói ra ta tỉ nói rất đúng a hát này 5 triệu thiên phẩm linh thạch đều cầm mua đập, chúng ta thiên thuận auction hao không thể thu dưới bất kỳ một khối. Nhìn thấy lương hạ mai đám người kiên quyết thái độ, Diệp Thần Phong trong lòng cũng gật đầu cười, nếu lương hạ mai đám người không muốn thu, như vậy tương lai hắn nhất định phải đưa cho những người này một phần cơ duyên to lớn, đối với mình người, hắn luôn luôn là sẽ không tính toán nhiều như vậy. Diệp Thần Phong cũng không làm kiêu, hắn nói ra, được, các vị đối với ta Diệp Thần Phong trợ giúp, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Nói xong, Diệp Thần Phong lại một lần một lần lấy ra một vạn khối một vạn khối thiên phẩm linh thạch. Phạm là người ở chỗ này, hắn đều phái phát ra mỗi người một vạn khối, dù sao hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn còn có 110 triệu tả hữu thiên phẩm linh thạch, xóa đi lấy ra 5 triệu, hắn hỗn độn trong chiếc nhẫn thiên phẩm linh thạch số lượng vẫn là vô cùng kinh người. Tại phái phát xong thiên phẩm linh thạch sau, Diệp Thần Phong nói ra, triệu lão, các ngươi cũng không cần khách khí với ta rồi, nếu tất cả mọi người là này người nhà, như vậy các ngươi không sẽ cùng ta lề mà lề mề chứ. Lương Thần Nam cười ha hả đem một vạn khối thiên phẩm linh thạch thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Trong lòng của hắn đối Diệp Thần Phong cách nhìn lại xảy ra một lần biến hóa nghiêng trời, hắn cảm giác càng đến Diệp Thần Phong hay là thật không phải là vật trong ao. Xem ra sau này hắn yếu theo sát Diệp Thần Phong bước tiến rồi triệu tinh đồ cùng lạnh tả long các loại các chủ, bọn hắn cũng không chối từ nữa rồi. Dù sao thiên phẩm linh thạch đối với bọn hắn sức hấp dẫn phi thường to lớn. Diệp thần phong nhìn thấy mọi người nhận thiên phẩm linh thạch sau, hắn lại nói, thực lực không có đến thiên thần cảnh, tốt nhất về sau tại đến thiên thần cảnh hấp thu nữa thiên phẩm linh thạch. Lương thần nam đem trên mặt đất 5 triệu thiên phẩm linh thạch cũng đơn độc thu vào một con trong nhẫn chứa đồ, hắn lập tức nói ra, có 29 viên nhập thiên đan, là có thể thanh lần này buổi đấu giá làm được thật xinh đẹp được rồi. Bây giờ lại thêm 5 triệu thiên phẩm linh thạch, e sợ lần này buổi đấu giá nhiệt độ sẽ không thua kém thiên huyền thịnh điển rồi. Này 5 triệu thiên phẩm linh thạch cũng tuyệt đối có thể cho rằng then chốt bán đấu giá vật phẩm rồi. Lần này buổi đấu giá ta ổn định ở thiên huyền thịnh điển bắt đầu trước 2 ngày. Ta hiện tại lập tức liền đi vì 5 triệu thiên phẩm linh thạch tạo thế, ta nhất định phải làm một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả buổi đấu giá. Lương thần nam hào hứng rời khỏi trong tu luyện mật thất. Diệp thần phong cũng không chuẩn bị bế quan tu luyện, xem ra phải đem đệ nhị ấn triệt để triển khai ra, hắn còn phải tốn đi một ít thời gian, liên tục 10 ngày tu luyện, hắn nên yếu buông lỏng một chút thần kinh não bộ rồi, như vậy có lợi cho hắn đem đệ nhị ấn thành công triển khai ra. Diệp Thần Phong theo Triệu Tinh Đồ cùng Vân Quang Vinh đám người rời khỏi mật thất. Khi hắn từ trong tu luyện mật thất sau khi đi ra, hắn mơ hồ cảm giác được có loại hơi thở quen thuộc, sau lưng của hắn Long tộc tộc trưởng dấu ấn cũng vi vi vận chuyển. Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, hắn tại Triệu Tinh Đồ đám người không phát hiện dưới tình huống cảm ứng một phen, hắn lập tức liền xác định Long Văn Thạch tại phụ cận, hơn nữa Long Văn Thạch tại ý đồ cùng hắn bắt được liên lạc. Ban đầu ở Linh Châu đem Long tộc Long Văn Thạch cứu sau khi đi ra, Long Văn Thạch cùng Nhiêu Lão cùng rời đi, sau Long Văn Thạch cùng Nhiêu Lão hẳn là liền tách ra. Bây giờ Long Văn Thạch hẳn là chủ động tới tìm Diệp Thần Phong, chẳng lẽ nói Long Văn Thạch phát hiện Long tộc còn lại huyết mạch tin tức. Diệp Thần Phong liếc nhìn bên cạnh tiết huyền tình cùng triệu tinh đồ đám người, hắn nói ra tại các ngươi tiến vào mật thất trước, ta vừa vận tại tìm hiểu, hiện tại nằm ở tìm hiểu biên giới rồi, ta muốn chính mình lại yên lặng một chút. nghe được diệp thần phong nói như vậy, tiết huyền tình cùng triệu tinh đổ đám người tự nhiên không tốt quấy dày. tại những người này sau khi rời đi, diệp thần phong theo cảm ứng đi đến, hắn đi tới thiên thuận oxcen hao hậu viện một chỗ cao lớn tường vây dưới, hắn theo tường vây vượt qua ra ngoài, chỉ thấy long văn thạch liền đứng ở thiên thuận oxcen hao phía ngoài tường rào. Long Văn Thạch Tại nhìn thấy Diệp Thần Phong sau đó hắn lập tức một mực cung kính gọi một tiếng tộc trưởng. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nói ra, Văn Thạch, người có phải hay không biết được Long tộc huyết mạch tin tức? Trước đó ta đi nghiêu lão nơi ở, nơi đó là một cái khác Long tộc huyết mạch lưu lại, một cái khác Long tộc huyết mạch bọn hắn toàn bộ chết rồi, bọn hắn đem mình toàn bộ luyện hóa thành Long tinh. Bây giờ vùng thế giới này giữa chỉ còn dư lại các người cái kia Long tộc huyết mạch. Long Văn Thạch nghe vậy, hắn khuôn mặt lộ ra bi thương và đau lòng, trước hắn vốn là muốn muốn đi theo Ngưu lão đồng thời về đi xem một chút, nhưng ở nửa đường thượng hắn phát hiện thuộc về hắn cái kia Long tộc huyết mạch dấu chân, hắn liền tạm thời cùng Ngưu lão tách ra. Long Văn Thạch hít một hơi thật sâu, nói ra, tộc trưởng, ta đích xác phát hiện chúng ta cái kia Long tộc huyết mạch tung tích, bọn hắn hẳn là ở một cái cực kỳ đặc thù tiểu thế giới bên trong, Ta đã gần như nghiên cứu ra tiến vào tiểu thế giới kia phương pháp xử lý rồi, lần này ta là tới cùng tộc trưởng ngài cáo biệt. Tương lai ta nếu như không có tìm đến tộc trưởng ngài, mà tộc trưởng ngài cũng có đủ thực lực, ngài có thể tới tìm chúng ta. Long Văn Thạch đem một khối ngọc bài đưa cho Diệp Thần Phong, nói ra: "Tộc trưởng, nơi này ghi chép tiểu thế giới kia cụ thể con đường, kính xin ngài thu cẩn thận. Còn có khối ngọc bội này ngươi cũng thu cẩn thận." Tộc trưởng ngài dựa vào Long tộc tộc trưởng dấu ấn yếu tại trong phạm vi nhất định mới có thể cảm giác được Long tộc thành viên tồn tại, nhưng khối ngọc bội này có thể để cho ngươi cảm ứng được phạm vi càng gia tăng hơn, như vậy tương lai ngươi liền dễ dàng hơn tìm tới còn lại Long tộc huyết mạch. Chương 2119, náo động, phô thiên cái địa. Diệp Thần Phong nhận lấy Long văn thạch đưa tới màu tím long hình ngọc bội. Nắm tại trong lòng bàn tay đem linh khí truyền vào trong đó sau lưng của hắn long tộc tộc trưởng dấu ấn sinh ra một ít biến hóa, hắn cảm giác long tộc huyết mạch phạm vi đang không ngừng mở rộng, rất nhanh sẽ vượt ra khỏi khí linh thành phạm vi rồi. Diệp thần phong lập tức đình chỉ truyền vào linh khí, đem màu tím long hình ngọc bội thu cẩn thận. Tại toàn bộ khí linh trong thành ngoại trừ long văn thạch ở ngoài, không tiếp tục còn lại nắm giữ long tộc huyết mạch người. Này màu tím long hình ngọc bội đối với hắn đem đến tìm kiếm long tộc còn lại huyết mạch thật có không sai tác dụng. Ban đầu ở Linh Châu Long Văn Thạch thực lực bởi vì quanh năm được giam cầm, nhiễm nhiên là dưới hạ xuống thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ, mà xuất hiện trải qua khoảng thời gian này khôi phục, thực lực của hắn đã khôi phục lại thiên thần cảnh năm tầng hậu kỳ, hẳn là không tốn thời gian dài, hắn liền có thể khôi phục đến năm đó trạng thái đỉnh cao rồi. Đem màu tím Long Hình Ngọc Bội Thu cẩn thận Diệp Thần Phong, hắn nói ra, Văn Thạch, bằng không ngươi tại khí linh thành dừng lại một quãng thời gian đi các loại thiên huyền thịnh điển sau khi kết thúc, ta cùng đi với người chỗ kia tiểu thế giới. Long Văn Thạch cự tuyệt nói, tộc trưởng, không phải ta không muốn các loại ngài, mà là chỗ kia tiểu thế giới hạn chế nhiều vô cùng, căn cứ ta mấy ngày nay không ngừng thử tra xét, ta cảm giác ra rất nhiều thứ, muốn đi vào chỗ kia tiểu thế giới, trong đó cơ bản nhất một điều kiện, thực lực nhất định muốn đến thiên thần cảnh mới có thể. Cho nên, tộc trưởng ngài xuất hiện tại không tiến vào được chỗ kia tiểu thế giới, hơn nữa ta đã đem chỗ kia tiểu thế giới lối vào nghiên cứu không sai biệt lắm, liền để ta trước tiên vì tộc trưởng ngài đi đánh trận đầu, nếu như chúng ta chi kia long tộc huyết mạch thật sự tại tiểu thế giới kia bên trong, như vậy ta nhất định sẽ mang theo long tộc cường giả tìm đến tộc trưởng ngài. Bây giờ một, khác chi long tộc huyết mạch nếu đem chính mình luyện hóa thành long tinh, như vậy tộc trưởng ngài nhất định không thể cô phụ bọn họ tấm lòng thành, có những này long tinh, tộc trưởng thực lực của ngài đem tấn mãnh tăng lên, không biết tộc trưởng ngài hiện tại có thể thích ứng mấy khối long tinh. Diệp thần phong nói, ta tạm thời có thể mang ba khối long tinh một lần nạp vào trong người rồi. Long văn thạch cung kính nói, tộc trưởng ngài thích ứng năng lực mạnh phi thường, xem ra tộc trưởng ngài khoảng cách có thể đại lượng hấp thu long tinh tháng ngày không xa, lần này ta chính là đến cùng tộc trưởng ngài thông báo một tiếng, ta hiện tại liền muốn lập tức rời đi khí linh thành, tại ngọc bài bên trong không riêng ghi chép bản đồ, còn ghi chép ta đối chỗ kia tiểu thế giới cửa vào các loại phân tích. Diệp thần phong biết Long Văn Thạch đã hạ quyết tâm, hắn cao mày một cái sau, nói ra, Văn Thạch, lúc trước đem người giam cầm Trung Châu Kim ra, Trung Châu Ngự Linh Tông cùng Trung Châu Thánh Ma Tông, ta nhất định sẽ tự tay đem này ba cái tông môn hủy diệt, chờ chúng ta lần sau gặp lại thời điểm, ta nhất định sẽ nói cho người biết cái tin tức tốt này. Long Văn Thạch thấy Diệp Thần Phong trịnh trọng vô cùng dáng dấp, trong lòng của hắn không khỏi ấm áp, nguyên lai tộc trưởng chả vẫn nhớ chuyện của hắn, hắn tán đồng Diệp Thần Phong người tộc trưởng này, thứ nhất là Diệp Thần Phong nắm giữ Long tộc tộc trưởng dấu ấn, thứ hai là Diệp Thần Phong đưa hắn cứu ra, nhưng Diệp Thần Phong dù sao cũng là nhân loại a hát. Mà bây giờ Long Văn Thạch biết Diệp Thần Phong người tộc trưởng này tuyệt đối là xứng chức, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống bọn hắn Long tộc còn lại huyết mạch không quan tâm. Long Văn Thạch hít một hơi, nói ra: "Tộc trưởng, ngài không cần như vậy, chỉ cần chúng ta Long tộc có thể một lần nữa quật khởi, vùng thế giới này giữa có ai có thể ngăn trở chúng ta đi tới đường. Ta tin tưởng tộc trưởng ngài nhất định có thể làm được." "Tộc trưởng, chính ngài bảo trọng, ta chờ mong dưới lần lúc gặp mặt, tộc trưởng ngài có thể để cho ta giật nảy cả mình." Diệp Thần Phong cũng dặn dò Long Văn Thạch vài câu sau đó hắn liền nhìn xem Long Văn Thạch bóng lưng dần dần biến mất ở trong tầm mắt của mình rồi. Mấy ngày nhất chuyển liền qua. Ngày mai sẽ là thiên thuận Oxen hao cử hành buổi đấu giá cuộc sống. Trên trời như ý Oxen hao lão tổ lương thần nam tạo thế giới, lần này buổi đấu giá thật sự có một loại không tiền khoáng hậu khuynh hướng. Thiên thuận Oxen hao đầu tiên ném ra 29 viên nhập thiên đan viên này nặng cân nổ bắn ra làm cho cả thiên huyền giới vì đó sôi trào. Tại mấy ngày trước dĩ nhiên lại tung ra thiên phẩm linh thạch viên này nặng cân nổ bắn ra. Đương nhiên thiên thuận Oxen hao cũng không có nói yếu đập bán bao nhiêu thiên phẩm linh thạch, chỉ nói thiên phẩm linh thạch số lượng to lớn, này ngược lại là phi thường lôi kéo người ta mơ màng. Các loại lời đồn đãi, các loại tin tức ngầm, tràn ngập tại khí linh thành bên trong, cả tòa khí linh thành trong nháy mắt trở nên kín người hết chỗ rồi. Thiên Thuận Oxen Hào cũng không lo lắng có tông môn đến đây cướp đoạt, dù sao Lương Thần Nam đã đem tin tức tung ra ngoài rồi, nếu như ai dám không tham gia buổi đấu giá liền muốn trực tiếp thu được nhập thiên đan cùng thiên phẩm linh thạch, e sợ sẽ trở thành hết thảy thiên huyền giới tông môn công địch. Còn nữa Thiên Thuận Oxen Hào liên thủ với trận pháp các cử hành lần này buổi đấu giá, cái này đội hình cũng coi như là không tệ, quan trọng nhất là trận pháp các 10 vị phó các chủ, bọn hắn còn mời tới hai tên thần vương cảnh tán tu cường giả tỏa chấn cho nên bởi các loại nguyên nhân, chỉ sợ coi như là đốt ma cốc, tiêu giao cung cùng thiên kiếm tông này ba cái tông môn, bọn hắn cũng sẽ không muốn trực tiếp từ phía trên như ý sần hao trong tay thu được nhập thiên đan cùng thiên phẩm linh thạch. Khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu chỉ có một ngày rồi. Khí linh thành trên đường phố chen chúc người tu luyện từng cái hưng trí cao ngang bàn luận. Hôm nay như ý sần hao đến cùng dở trò quỷ gì. Trong truyền thuyết nhập thiên đan không phải đã sớm thất truyền sao? Hôm nay nhị ý Oxenhow sẽ không ở dở trò bịp bợm chứ? Người có đầu óc sao? Thiên thuận Oxenhow dám dở trò bịp bợm sao? Lần này thiên thuận Oxenhow buổi đấu giá nhưng là bao phủ toàn bộ thiên huyền giới rồi. Người cho rằng thiên thuận Oxenhow hội tự tìm đường chết sao? Đúng vậy, có người nói thiên thuận Oxenhow đã thí nghiệm qua một viên nhập thiên đan rồi, lấy thiên thuận Oxenhow tác phong bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm ra một ít tổn nhân bất lợi kỳ sự tình đến khí linh thành trên đường phố một chỗ khác vây tụ mấy tên người tu luyện địa phương các ngươi nói lần này thiên thuận oxon hao thật sự hội bán đấu giá cũng sớm đã tuyệt diệt thiên phẩm linh thạch sao hôm nay phẩm linh thạch nhưng là đối thiên thần cảnh cùng thiên thần cảnh trở lên cường giả có tác dụng cực lớn e sợ rất nhiều thần vương cảnh cường giả cũng sẽ tâm động thiên thuận auction hao lần này chỉ nói thiên phẩm linh thạch số lượng to lớn, như vậy các người nói thiên thuận auction hao đến cùng chuẩn bị nhiều ít thiên phẩm linh thạch. Thiên phẩm linh thạch linh mạch đã sớm biến mất rồi, đoán chừng có hơn vạn thiên phẩm linh thạch đã coi như là số lượng to lớn đi nha. Ta xem không hẳn, lần này thiên thuận auction hao tuyên truyền thật sự là thế tới hung hăng. Theo ta thấy bọn hắn yếu bán đấu giá thiên phẩm linh thạch có lẽ sẽ đến chừng 10 vạn, đây tuyệt đối là một bút to lớn số lượng. Dù sao này cùng chúng ta những tán tu này không có quá lớn quan hệ, lấy tự chúng ta tài lực, chúng ta liền một cái súp đều không uống được, vẫn là chờ ngày mai hảo hảo kiến thức kiến thức trận này chưa từng có thịnh đại buổi đấu giá đi. Toàn bộ khí linh thành đô là đang bàn luận nhập thiên đan cùng thiên phẩm linh thạch sự tình. Thậm chí linh châu cùng huyền châu rất nhiều tông môn đều chạy tới trung châu khí linh thành đến rồi. Giờ khắc này thiên thuận bên trong phòng đấu giá một chỗ trong sân. Dương Thành Chu hòa Dương Hạo Thiên cũng chạy đến. Ban đầu ở Huyền Châu thời điểm, Diệp Thần Phong tại thôn Thiên Long mãng đám người dưới sự giúp đỡ, triệt để chỉnh hợp Huyền Châu mấy đại hàng đầu thực lực, cuối cùng đem quy thuận người sáp nhập thành một cái tên là Long Tông Tông môn, đồng thời để Dương Thành Chu đã trở thành Long Tông Tông chủ, trợ giúp Diệp Thần Phong quản lý Long Tông. Bây giờ Long Tông tại Huyền Châu là hoàn toàn vững chắc xuống rồi, có thể nói Long Tông là thứ thiệt Huyền Châu đệ nhất đại tông cửa. Dương Thành Chu Hòa Dương Hạo Thiên đám người đi tới khí linh thành sau, bọn hắn tìm hiểu thanh Nguyệt Tông tin tức. Bọn hắn rất nhanh sẽ đã được biết đến Diệp Thần Phong bọn hắn trên trời như óc sần hao bên trong. Dương Hạo Thiên vừa thấy mặt, hắn liền cho Diệp Thần Phong một cái đại hùng ôm, nắm đấm nện cho một cái Diệp Thần Phong ngực, nói Thần Phong, ta đã sớm biết những này động tĩnh là ngươi làm ra, ngươi thực sự là tới nơi nào đều vui vẻ sung sướng đó ha. À. Lần này nhập Thiên Đan cùng Thiên Phẩm Linh Thạch bán đấu giá, có thể nói muốn cùng Thiên Huyền Thịnh Điển nhiệt độ đều bằng nhau rồi, này để cho chúng ta cũng không thể không đến Trung Châu nhìn một chút. Dương Thành Chu biết mình có như bây giờ địa vị, này toàn bộ là Diệp Thần Phong dành cho, hắn ngược lại là có chút câu nệ. Diệp Thần Phong liếc nhìn Dương Hạo Thiên sau lưng hứa thu yên, xem ra Dương Hạo Thiên cả đời đại việc triệt để làm xong, bằng không hắn có lẽ cũng không có tâm tư đến Trung Châu. Diệp Thần Phong có nhiều ý vị liếc nhìn Dương Hạo Thiên. Này Dương Hạo Thiên lập tức cười ha hả nói: "Thần Phong, Thu Yên là vợ của ta rồi, ta nhưng một mực chờ đợi ngươi, chúng ta mới chịu tổ chức tiệc cưới." Lần này ta cùng Thu Yên đồng thời nhìn xem Thần Phong ngươi tại Thiên Huyền Thịnh Điển bên trong hiển lộ tài năng. Chương 2120, tiểu nhân vật, tình thế bắt buộc. Buổi đấu giá tin tức tại toàn bộ Thiên Huyền giới phô thiên cái địa thời điểm khí linh thành tiêu giao cung ở tạm bên trong trang viên. Giờ khắc này, trong đại sảnh vị trí đầu não ngồi một ông già, tại lão giả phía dưới đứng ở một người trung niên nam nhân cùng một tên thanh niên. Người lão giả này chính là ban đầu ở âm minh tông địa chỉ của địa phương, vỗ một trường, thậm chí muốn giết diệp thần phong tiêu giao cung lão tổ La Thiên Giang rồi. Bình thường lấy tư cách thần vương cảnh lão tổ cũng là muốn bế quan, nhưng lần đó Diệp Thần Phong nói năng lỗ mãng, này làm cho trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra lửa giận, đặc biệt là khi hắn động sát ý sau, Diệp Thần Phong lại vẫn tại hắn dưới mí mắt trốn. Kết quả là, là Thiên Giang không có lựa chọn bế quan, hắn cũng đi thẳng tới khí linh thành, hắn yếu tận mắt thấy Diệp Thần Phong chết ở thiên huyền thịnh điển bên trong, e sợ ngoại trừ tiêu giao cung thần vương cảnh lão tổ đi tới ở ngoài, còn lại tông môn thần vương cảnh lão tổ đều chưa từng xuất hiện đứng ở la thiên giang phía dưới đàn ông trung niên chính là tiêu dao cung tông chủ la tha phương một thân thực lực tại thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong mà một người khác thanh niên nhưng là la tha phương nhi tử la kỳ trợn nhìn la thiên giang nói không nghĩ tới lần này thiên thuận oxen hao làm ra to lớn như vậy động tính, ta xem đốt ma cốc cùng thiên kiếm tông những lão gia hỏa kia là sẽ không chạy tới bất quá bọn hắn nhất định sẽ căn dặn môn hạ người chỉ có thể là nhiều vỗ tới thiên phẩm linh thạch Hôm nay phẩm linh thạch đối với chúng ta thần vương cảnh cường giả cũng là có trợ giúp. La Tha Phương cung kính nói: Lão tổ, chúng ta trong tông môn còn có mấy người vừa vận kẹt tại địa thần cảnh bảy tầng đỉnh phong, nếu như có thể vỗ tới nhập thiên đan lời nói, như vậy chúng ta trong tông môn liền lại sẽ sinh ra vài tên thiên thần cảnh cường giả. Tại bước vào thiên thần cảnh sau, những người này nói không chắc còn sẽ có bay lên không gian. La Thiên Giang gật đầu nói rất nhiều thần hồn loại thiên tài địa bảo hẳn là tất cả chuẩn bị xong chưa? Lần này buổi đấu giá ngược lại cũng kỳ quái, dĩ nhiên chỉ có thể dùng được thần hồn loại thiên tài địa bảo đi đấu giá nhập thiên đan cùng thiên phẩm linh thạch. La Tha Phương hồi đáp, lão tổ, ngài yên tâm đi, chúng ta tiêu giao cung dù sao có xa xưa như vậy nội tình rồi, tại chúng ta tiêu giao cung trong bảo khố, các loại thần hồn loại thiên tài địa bảo vẫn là có rất nhiều, lần này ta đem trong bảo khố chỗ có thần hồn loại thiên tài địa bảo toàn bộ đều đã lấy ra, ta còn khiến người ta ở bên ngoài góp nhặt không ít thần hồn loại thiên tài địa bảo. La Thiên Giang lúc này mới hài lòng chỉ trỏ, trong đó là kỳ trắng mở miệng nói, lão tổ, phụ thân, theo ta sẽ giải thích thanh nguyệt tông cái kia gọi diệp thần phong tiểu tử, hắn và thiên thuận óc đi tương đối gần, bọn hắn gần nhất một mực ở tại thiên thuận bên trong phòng đấu giá. La Thiên Giang cao mày, người nói khi sơ âm minh tông địa chỉ của tiểu tử kia. Hắn và thiên thuận Oxen hao đi gần thì lại làm sao? Hắn nhất định sẽ chết tại đây lần thiên huyền thịnh điển chúng rồi, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, người không cần quá mức để ý, chúng ta chỉ phải chờ đợi hắn chết tại chúng ta dưới mí mắt là được rồi. Lần này nhập thiên đan cùng thiên phẩm linh thạch, chúng ta tiêu giao cung đều tình thế bắt buộc. Tại La Thiên Giang trong mắt, Diệp Thần Phong chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng Diệp Thần Phong thật chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi sao? Một bên khác, khí linh trong thành đốt ma cốc nơi ở bên trong đại sảnh. Hai tên đàn ông trung niên ngồi ở vị trí đầu não bên trên, tại bọn hắn phía dưới chỗ ngồi ngồi hai tên thanh niên. Cái này hai tên đàn ông trung niên, một tên trong đó tướng mạo thô lỗ chính là Đốt Ma Cốc tông chủ Mục Thành Thông, thực lực tại Thiên Thần cảnh hậu kỳ tầng 7 một người khác tướng mạo nho nhã chính là mộ dung gia gia chủ mộ dung giang, thực lực tại thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ. Về phần tại chàng hai gã khác thanh niên nhưng là mục vân lương cùng mộ dung tô mưa. Đốt ma cốc cùng mộ dung gia giao tình từ trước đến giờ không sai, cho nên hai nhà này gia chủ mới hội tụ đến cùng một chỗ. Mục vân lương nói ra, phụ thân, bá phụ, lần này chúng ta tại khí linh thành gặp một người có ý tứ, tên kia chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ thực lực, hơn nữa hắn vẫn chỉ là linh châu trong tông môn người, hắn là đại biểu tông môn tới tham gia thiên huyền thịnh điển. Thế nhưng, hắn lại bằng vào hóa thần cảnh tầng 6 sơ kỳ thực lực, đem trung châu chu ra linh thần cảnh một tầng sơ kỳ thiên tài lập tức cho miểu sát, tại nhục thân cường độ thượng hắn lại đem kim ra một tên nhục thân đến linh thần cảnh 4 tầng trung kỳ người cho nghiền ép. Trọng yếu nhất, tại trước đó luyện khí các phát sinh biến cố thời điểm, Hắn mới rời khỏi một hồi, đợi được lúc hắn trở lại, thực lực của hắn dĩ nhiên trực tiếp tăng lên tới hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Phụ thân và bá phụ cũng biết ta có một loại đặc thù năng lực nhận biết, có thể nhận biết được đối phương là không phải dùng đan dược đột phá thực lực, nhưng ta không có cách nào từ trên người hắn cảm giác được đan dược. Nói như vậy, hắn chính là dựa vào sức mạnh của mình trong khoảng thời gian ngắn, liên tục đột phá ba cái tầng thứ, cái này cần phải nhiều sao thiên phú kinh người. Tướng mạo mười phần nữ nhân mộ dung tô mưa, hắn cũng nói, đúng vậy, dù sao ta là nhìn không thấu cái kia gọi diệp thần phong ra hỏa. Nghe vậy, mục thành thông cùng mộ dung giang bọn hắn trầm tư chốc lát, trong đó mục thành thông gật đầu nói, nếu như các người nói chính là sự thực, như vậy tên tiểu tử này ngược lại là có chút thú vị, nếu như hắn có thể thông qua lần này thiên huyền thịnh biển, chúng ta đốt ma cốc không ngại mời chào một cái, Mộ Dung Giang nói ra, ta xem hiện tại quan trọng nhất là ngày mai buổi đấu giá, chúng ta mộ Dung ra cùng các người đốt ma cốc liên thủ, như vậy chúng ta tài lực cũng sẽ gia tăng không ít, đến lúc đó vỗ tới nhập thiên đan cùng thiên phẩm linh thạch tỷ lệ cũng là cao, về phần các ngươi trong miệng tiểu ra hỏa kia, chờ lần này buổi đấu giá kết thúc rồi hãy nói. Mục Vân Lương tiếp tục nói, phụ thân, bá phụ, ta còn có một kiện sự tình chưa nói đây. Lần này buổi đấu giá là thiên thuận hao cử hành, trong miệng các ngươi tiểu gia hỏa kia, hắn thật giống cùng thiên thuận óc sần hao quan hệ không bình thường. Bọn hắn hiện tại sẽ ngủ ở thiên thuận bên trong phòng đấu giá, trước đó chúng ta cũng đang thiên thuận bên trong phòng đấu giá ở mấy ngày. Tại chúng ta sau khi rời đi, chúng ta mới biết được nhập thiên đan sự tình, chúng ta cũng không tiện tại đi trở về, như vậy liền thật sự động cơ bất lương rồi, ta ngược lại thật ra thật sự muốn cùng tên kia làm người bằng hữu Mục Thành thông cùng mộ dung giang hơi nhướng mày, bọn hắn đều cảm giác phải vô cùng đáng tiếc, nếu như Diệp Thần Phong thật cùng Thiên Thuận Oxen hao quan hệ không ít, cái kia nói không chừng có thể thông qua Diệp Thần Phong trước đó mua được một ít nhập thiên đan cùng thiên phẩm linh thạch, bây giờ lại để cho Mục Vân Lương cùng mộ dung tô mưa đến gần Diệp Thần Phong, e sợ vậy thì biến vị rồi. Chỉ chốc lát sau, Mục Thành Thông nói ra, Vân Lương, về sau ngươi và tiểu gia hỏa kia tiếp xúc nhiều hơn một chút đi. Ta cảm giác tên kia sau lưng ẩn giấu không ít thứ đây. Mộ Dung Giang cũng nói, Tô Mưa, người cũng giống vậy. Cùng lúc đó, Thiên Kiếm Tông tại khí linh trong thành nơi ở bên trong. Thiên Kiếm Tông Tông chủ hoa lưu khoảng không, hắn ngồi ở một gian trong thư phòng, thiếu chủ hoa trường sinh đứng ở trước mặt hắn. Này hoa lưu chống không thực lực tại thiên thần cảnh bảy tầng trung kỳ. Hoa lưu khoảng không đã đem thiên phẩm linh thạch sự tình đưa tin cho thiên kiếm tông lão tổ rồi thiên kiếm tông bên trong lão tổ ra lệnh nhất định muốn để hoa lưu khoảng không hết khả năng nhiều vỗ tới thiên phẩm linh thạch hơn nữa là không tiếc bất cứ giá nào cho nên tại trong mấy ngày này thiên kiếm tông không riêng móc rỗng trong tông môn hết thảy thần hồn loại thiên tài địa bảo hơn nữa còn giá cao thu mua không ít thần hồn loại thiên tài địa bảo bọn hắn đối với nhập thiên đan cùng thiên phẩm linh thạch đều là một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng rồi Hoa Trường Sinh từ đầu tới cuối cũng không có đem Diệp Thần Phong quá coi là chuyện to tát, cho nên hắn cũng không hề đem Diệp Thần Phong sự tình nói cho cha của mình Hoa Lưu Khoảng không. Hoa Lưu Khoảng không trịnh trọng nói, "Trường Sinh, lần này nếu như chúng ta có thể để cho lão tổ thỏa mãn, như vậy lão tổ đồng ý cho ngươi một phần cơ duyên lớn rồi, bọn hắn còn nói nguyện ý tự mình chỉ đạo ngươi thời gian 10 năm, có lão tổ chỉ đạo cùng dành cho cơ duyên" thực lực của ngươi cùng kiếm pháp trình độ nhất định sẽ có tăng lên trên diện rộng, cho nên lần này buổi đấu giá đối với ngươi mà nói là một cơ hội. Hoa trường sinh vấn đạo, phụ thân, chúng ta không thể trực tiếp tìm thiên thuận auction hao mua sắm sao. Hoa lưu khoảng không lắc đầu nói, nếu như thiên thuận auction hao không có vì lần này buổi đấu giá tạo thế, như vậy ta nghĩ chỉ cần chúng ta mở miệng, thiên thuận auction hao cũng không dám không nể mặt chúng ta. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã chậm, nếu như chúng ta tìm tới thiên thuận hao bằng vào chúng ta tông môn thế lực áp bức, đến lúc đó e sợ sẽ khiến cho nhiều người tức giật. Lần này hầu như toàn bộ thiên huyền giới đều đang chăm chú cuộc bán đấu giá này, chúng ta thiên kiếm tông mặc dù là Trung Châu đứng đầu ba thế lực lớn một trong, nhưng chúng ta cũng không chịu đựng nổi toàn bộ Trung Châu lửa giận. Còn nữa nốt ma cốc cùng tiêu giao cung, bọn hắn tuyệt đối là hy vọng chúng ta thiên kiếm tông làm lỗi đến lúc đó bọn hắn là có thể danh tránh ngôn thuận liên thủ đối phó chúng ta rồi. Đồng dạng đốt ma cốc cùng tiêu giao cung, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không chính mình tìm tới thiên thuận Oxen House. Lần này chúng ta hết thảy đều dựa theo quy củ đến A. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 106